Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói. Ta hiểu lòng trung thành của ngươi, nhưng vẫn còn một chuyện ta nghĩ không ra. Đó là Nguyệt Đồng trong mắt Lý Vân Tiêu không phải nhi tử của ta, chuyện này là sao? Dường như trước khi nhi tử của chết đã tách một phần bản thân ra nên thực lực mới giảm mạnh, nếu không thì không đến nỗi bị một người cảnh giới vũ đạo bình thường khống chế. Cho nên ta muốn hỏi là ngươi có biết nhi tử của ta đã chết như thế nào không? Thiên Tư sắc mặt khó xem nói. Cái, này, thuộc hạ không biết. Thiên Tư cắn răng chối. Thuộc hạ luôn ở trong địa lão thiên hoang, chưa từng rời đi, làm sao biết chuyện bí ẩn như vậy? Ánh mắt Ninh Khả Nguyệt lạnh băng, nhếch mép, ngoắc tay. Ta tin ngươi, lại đây. Thiên Tư ngược lại thụt lùi mấy bước, mặt tím lịm hơn gan heo. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ngươi làm vậy là sao? Mặt Thiên Tư không chút máu. Thân phận thuộc hạ thấp hèn, không dám đứng bên cạnh đại nhân. Bốn phía yên lặng kỳ dị, chỉ còn lại tiếng gió thổi cát vàng vèo vèo. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch nghe ra manh mối, biết giữa hai người có vấn đề, tiết lộ rất nhiều thông tin. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, hắn nhớ đến lời lúc trước Ninh Khả Nguyệt nói. Sau khi Quy Khư trầm tịch thì dưới vòm trời chỉ có lại một Nguyệt Đồng, thần kỹ thiên khuyết của Lý Vân Tiêu lấy từ thành Hồng Nguyệt, do thành chủ cũ truyền xuống. Có được Nguyệt Đồng là trong địa lão thiên hoang. Trong lòng Lý Vân Tiêu đã có suy đoán đại khái, thành chủ thành Hồng Nguyệt lúc trước, ít ra có một đời thành chủ là bị nhi tử Quy Khư nhập xác, để lại thần kỹ thiên khuyết để sau này gọi Quy Khư. Không biết Nguyệt Đồng đời đó tại sao chết đi, phân liệt ra một hậu đại từ cơ thể mình tức là con trong mắt phải của Lý Vân Tiêu. Suy luận tiếp theo Nguyệt Đồng trong mắt phải Lý Vân Tiêu là cháu của Quy Khư. Cái chết của Nguyệt Đồng để lại thần kỹ rất có thể liên quan tới Thiên Tư. Lúc Lý Vân Tiêu mới gặp Thiên Tư thì Thiên Tư hết sức muốn giết Nguyệt Đồng, mãi khi Quy Khư xuất hiện mới che giấu ý tưởng này. Xem ra Thiên Tư cũng không tốt lành gì, không cam lòng phục tùng Quy Khư. Ha ha ha! Ninh Khả Nguyệt cười khẽ. Thân phận thấp hèn thì càng nên nghe theo mệnh lệnh của bổn ọt ta, kêu ngươi qua thì qua, nếu không là kháng mệnh không tuân. Thiên Tư lại lùi mấy bước, cắn răng nói. Đại nhân muốn qua cầu rút ván sao? Nếu không có ta trợ giúp thì đại nhân làm sao thuận lợi về tạo hóa cảnh? Làm sao thuận lợi tìm lại thiên niên nhất mâu? Dù ta không có công lao cũng có khổ lao. Ninh Khả Nguyệt cười khẩy nói. À, ngươi là sinh linh do bổn tọa sáng tạo, bổn tọa là chủ nhân của ngươi, nghe lệnh bổn tọa là thiên chức của ngươi. Là bổn tọa sáng tạo ra ngươi, ban cho ngươi ý nghĩa tồn tại. Giờ ngươi lôi ra công lao, khổ lao với bổn tọa. Ninh Khả Nguyệt châm học nhìn Thiên Tư, ánh mắt như ngó một con kiến. Mặt Thiên Tư tái nhợt. Thuộc hạ cảm tạ ơn sáng tạo của đại nhân, xin đại nhân nghĩ tình thuộc hạ tận tâm tận sức mà tha cho thuộc hạ. Tận tâm tận sức. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng cười. Giết nhi tử của ta, muốn tuyệt chủng tộc Nguyệt Đồng, vọng tưởng luyện chế ta thành khí, đây là tận tâm tận sức của ngươi sao? Thiên Tư hoảng hốt kêu lên. Thì ra đại nhân đã sớm biết. Ninh Khả Nguyệt nói. Nếu không phải nghi thức cần lực lượng của ngươi thì ngươi nghĩ mình có thể sống đến bây giờ. Thiên Tư đột nhiên xoay người, gã bỏ trốn đi xa không dám ngừng lại một giây. Ninh Khả Nguyệt bật cười nói. Ha ha ha, nực cười, đây là không gian trong thánh khí của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Một tay Ninh Khả Nguyệt bắt ấn, thần niệm động. Không gian đằng trước dao động, sức mạnh đè xuống Thiên Tư. Thiên Tư cắn chặt răng. Vung lên chiến qua duệ quang chém ra ngoài. Vèo. Luồng sáng bay ra cắt nát không gian, Thiên Tư nhảy vọt chạy ra xa mấy trăm dặm, nhún nhảy vài cái đã biến mất. Cái này. Lý Vân Tiêu ngây người xoe tròn mắt, nhưng hắn không lo lắng nhiều, vì ơi này là không gian thánh khí của Quy Khư. Trừ phi Thiên Tư xé rách không gian rời đi, nếu không gã có chạy cỡ nào cũng không thoát được. Nhưng sắc mặt Ninh Khả Nguyệt trầm trọng như gặp rắc rối, cau mày. Lý Vân Tiêu lòng máy động hét lên. Quy Khư, sao ngươi để mặc hắn trốn đi? Ninh Khả Nguyệt trầm ngâm một lúc mở miệng nói. Kỳ lạ. Ninh Khả Nguyệt nhìn quanh. Lý Vân Tiêu không rõ xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng cũng trực giác không ổn, hỏi dồn. Có chuyện gì? Lý Vân Tiêu trả lời. Nơi này đúng là trong thánh khí của bổn tọa, nhưng khả năng kiểm soát nó bị ức chế, bổn tọa không thể tùy ý điều động lực lượng thế giới. Thậm chí không cảm giác được thế giới. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu hiểu rõ ý của Ninh Khả Nguyệt,
Cái gọi là cảm giác thế giới tức là mọi chuyện xảy ra trong không gian thánh khí, gió thổi cỏ lay, từng hành động của bất cứ ai, miễn chủ thánh khí muốn biết thì tùy thời cảm giác được. Nếu không có cảm giác này chỉ có một khả năng, đó là Ninh Khả Nguyệt không phải chủ thánh khí. Ninh Khả Nguyệt cau mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ, Ninh Khả Nguyệt nghi ngờ nhìn lên trời, thì thào. Chẳng lẽ thánh khí này, đã bị người khác luyện hóa? Lý Vân Tiêu kêu lên. Bị người khác luyện hóa, đùa gì vậy? Nhưng ngó bộ dạng Ninh Khả Nguyệt không giống đang đùa, thật sự mất quyền khống chế thánh khí, nếu không tại sao thiên tư trốn thoát được? Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh nói. Không có gì là không thể, thiên niên nhất mâu rời khỏi ta đã gần trăm vạn năm. Trong thời gian này thiên niên nhất mâu bị người xóa bỏ dấu ấn của ta, tế luyện lại cũng không có gì lạ. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Vậy làm sao bây giờ? Nếu thánh khí có chủ nhân khác, chúng ta đột nhiên xâm nhập chẳng phải là bị người đó biết. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói. Biết càng tốt, ta đang lo cho vận mệnh tộc Nguyệt Đồng, bây giờ xem ra còn rất nhiều Nguyệt Đồng cường đại tồn tại. Hi hi, tốt quá. Lý Vân Tiêu ngây người, không biết nên nói cái gì. Linh Mục Địch lên tiếng. Ngươi thật sự cảm thấy tốt sao? Một núi không chứa hai cọp, ví dụ sống yêu tộc ngay trước mắt. Hiện tại chủ thánh khí có chứa được ngươi là chủ đời trước thánh khí không? Ninh Khả Nguyệt ngẩng đầu lên, cực kỳ tự tin nói. Đương nhiên, đừng so sánh bổn tọa với những yêu tộc đê tiện. Bổn tọa là tổ của Nguyệt Đồng, bọn họ là tử tôn của bổn tọa, do bổn tọa diễn sinh ra. Ha ha ha! Linh Mục Địch cười khẽ. Ngươi tự tin là tốt rồi, đừng quên thiên tư do ngươi sáng tạo ra. Vẻ tự tin trên mặt Ninh Khả Nguyệt biến thành ngạc nhiên. Tiếp theo chuyển đăm chiêu. Thiên tư khác, thiên tư chỉ là công cụ ta chế tạo ra, những người đó mới là tộc nhân của ta. Lý Vân Tiêu nói. Chỉ hy vọng như vậy, nếu ta không đoán sai thì chủ nhân thánh khí sắp đến gặp mặt chúng ta rồi. Khi chúng ta vào thánh khí có lẽ đã bị người gió biết. Ninh Khả Nguyệt gật gù. Cứ chờ đi. Xem ra Ninh Khả Nguyệt không có ác ý với Lý Vân Tiêu, ngồi xếp bằng trên cao bắt đầu điều tức lực lượng. Ba người thi triển ra nghi thức Nguyệt Đồng, mỗi người bị tiêu hao rất lớn. Chính Ninh Khả Nguyệt cũng vậy, nếu không dù thánh khí đổi cũng đã chẳng để thiên tư dễ dàng tốn đi. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng cảm nhận linh khí, lực lượng trong thiên địa này. Linh khí trong thiên niên nhất mâu không đầy đủ nhưng lực lượng quy tắc cực mạnh, có quy tắc hoàn chỉnh trong thiên vũ giới. Khiến Lý Vân Tiêu giật mình là dù ở sa mạc hoang vu cũng có linh khí liên miên bất tận từ mặt đất tràn ra. Chứng minh thiên niên nhất mâu là thiên địa tự tuần hoàn, có thể sinh sôi không dứt, vòng đi vòng lại trường tồn. Lý Vân Tiêu quan sát một lúc sau ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Khả Nguyệt, lòng thở dài thườn thượt. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại điều tức phục hồi. Tốc độ phục hồi thân thể của Lý Vân Tiêu rất nhanh, cộng thêm tiêu hao ít hơn Ninh Khả Nguyệt nhiều, rất nhanh đã khỏe hơn phân nửa. Lý Vân Tiêu mở mắt ra hỏi. Ta có một điều rất tò mò, lúc trước ngươi làm sao xung đột với Giận Vũ? Vết thương của Giận Vũ do ngươi gây ra. Ninh Khả Nguyệt phớt lờ Lý Vân Tiêu, dường như đã tiến vào nhập định. Mấy canh giờ sau Ninh Khả Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Ngươi không cảm thấy mình hỏi quá nhiều sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chỉ đơn thuần tò mò. Ninh Khả Nguyệt ngẫm nghĩ. Giận Vũ bị thương có một phần do ta nhưng chủ yếu không phải bởi vì ta. Cái gì, chẳng lẽ còn có người khác làm Giận Vũ bị thương được? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Thời kỳ đỉnh cao của chân long thiên địa chẳng phải là cường giả mạnh nhất giới này sao? Ninh Khả Nguyệt nói. Lý ra là vậy nhưng cũng có lúc ngoại lệ. Chuyện Giận Vũ là hắn gieo gió gặt bão, mà ta cũng tự hái quả. Ninh Khả Nguyệt thở dài thườn thượt, mắt phủ màu xám, đôi mắt đục ngầu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta hỏi thêm một chuyện. Lúc trước ngươi nói chết rồi sống lại có một tia hy vọng là thật hay giả? Xin hãy nói thật cho ta biết, đừng lừa ta. Ninh Khả Nguyệt ngẩng đầu lên, mông lung trong mắt tán đi. Mắt Ninh Khả Nguyệt bắn ra tia sáng hỏi lại. Ngươi cảm thấy có thể không? Dầm. Lý Vân Tiêu đấm xuống đất, cát bụi bay tứ tán bị gió thổi hết sạch. Người chết làm sao có thể sống lại, cho dù là một tia hy vọng cũng không thể nào. Quả nhiên ngươi đang lừa ta. Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh nói. Lúc trước ta nói rồi, ếch trong giết không biết biển rông. Tu vi và kiến thức của ngươi còn quá ngắn.
Trong thiên địa này có một nơi cực kỳ bí ẩn gọi là vùng đất luân hồi. Trong khung trời vũ trụ hễ vật gì có linh đều sẽ vào đó luân hồi, bước chân vào đó có lẽ sẽ khiến Mộ Dung Trúc chết rồi sống lại. Vùng đất luân hồi. Lòng Lý Vân Tiêu rung động mãnh liệt, nếu trước kia có người nói câu đó với hắn thì sẽ cho rằng đó là lừa đảo. Nhưng từ khi ảnh chiếu luân hồi chi quang của quỷ vương xuất hiện, cảm ngộ lực lượng luân hồi trong thế giới lục đạo ma binh, giờ quy khư nói ra khiến Lý Vân Tiêu dễ chấp nhận hơn. Vớ vẩn. Linh Mục Địch khinh thường cười khẩy nói. Vân Tiêu, chắc ngươi sẽ không tin đi. Lý Vân Tiêu giữ im lặng. Ninh Khả Nguyệt châm chọc nói, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Xì, ếch ngồi đáy giếng làm sao biết trời cao biển rộng. Được rồi, tạm gác việc này sang bên đi. Lý Vân Tiêu kiềm nén lòng giật mình, hỏi tiếp. Vậy bây giờ ngươi là ai? Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi muốn gặp thì ta đã cho ngươi gặp rồi, tại sao ngươi vẫn không chịu tin? Ta vừa là Ninh Khả Nguyệt vừa là Quy Khư, là thể dung hợp của bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Vậy các ngươi có thể tách ra không? Tách ra? Mắt Ninh Khả Nguyệt lóe tia tàn nhẫn cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Không có gì. Chẳng qua ngươi và Khả Nguyệt dung hợp khiến ta rất buồn nôn nên muốn các ngươi tách ra. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi dám nói câu đó trước mặt ta, không sợ ta giết ngươi sao? Ninh Khả Nguyệt chợt cười. Nếu ngươi có một phần là Khả Nguyệt thì sẽ không giết ta. Ha, ngươi tự tin vậy sao? Ninh Khả Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi chính là hung thủ hại chết Mộ Dung đại ca mà nàng yêu. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Ngươi cứ luôn mồm nói là thể kết hợp của Khả Nguyệt và Quy Khư, nhưng mỗi lần nói đến Quy Khư thì ngươi dùng ta, nói đến Khả Nguyệt lại dùng nàng, bảo ta làm sao tin ngươi. Ninh Khả Nguyệt cười to nói. Dù là dung hợp cũng chia ra mạnh yếu, ý chí của Quy Khư tất nhiên chiếm cứ chủ đạo, bản thân ta nghiêng hướng Quy Khư hơn. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng mơ tách chúng ta ra. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đầy lo âu lặng im không lên tiếng. Ninh Khả Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục nhắm mắt điều tức. Ánh mắt Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch giao nhau hỏi thăm đối sách rồi thầm lắc đầu. Bất đắc dĩ đành tự ngồi xếp bằng theo quy khư nhập định. Lại qua vài canh giờ, Ninh Khả Nguyệt đột nhiên mở mắt ra nhìn hư vô trước mặt. Ninh Khả Nguyệt khịt mũi. Ai đó, ra hết đi, có chút tu vi mà mơ gai yêu giếm tổ tiên ra ra của các ngươi. Khiến người cười rụng răng. Lý Vân Tiêu. Linh Mục Địch giật bắn tỉnh táo lại khỏi nhập định. Nghe Ninh Khả Nguyệt nói, nhìn dáng điệu yêu kiều, một thiếu nữ mơn mởn xuân xanh tự xưng là tổ tiên ra ra khiến người không biết nên khóc hay cười. Hư không phía trước quả nhiên dao động nhẹ, lộ ra một khe hở. Hơn 10 người nối đuôi nhau ra ngoài. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch ngây người. Đám người này ta on là chim bay cá nhảy, không có nhân tộc bình thường. Đám người chim bay cá lội này đều có một con mắt to. Có trên trán, trên bụng, mặt, trên cánh tay phải, có khảm vào hốc mắt ban đầu, đủ kiểu dáng, quái dị khiến người sợ hãi. Ha ha, quả nhiên là đồng tộc của ta. Tâm tình Ninh Khả Nguyệt vui sướng từ giữa hư không đứng lên, cười nói. Tuy toàn là tạp tộc nhưng đúng là mạch đồng tộc ta. Các ngươi qua đây hết đi, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Hơn 10 người ngó Ninh Khả Nguyệt chân chân, quay sang nhìn Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch. Xem một lúc sau chúng tụm lại một vòng xì xầm thảo luận. Bộ dạng ba người này kỳ lạ thật, chưa từng gặp. Đúng rồi, lạ quá. Thực lực của ba người này dường như khá mạnh, không nên như vậy. Trong vương thành rất ít vật chứa nhân tộc, nên có ấn tượng mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ từ đất hoang dã đến? Không thể nào, những đất hoang dã chỉ có mãnh thú, làm sao có vật chứa mẫu này? Chậc chậc, vật chứa hình người. Thật làm cho chúng ta hâm mộ. Hơn 10 đồng tộc thảo luận một phen rồi lộ vẻ mặt dữ tợn, con mắt cực kỳ dễ thấy trên người chúng trợn to tham lam nhìn ba người. Ninh Khả Nguyệt nghe hết, cau mày ngại ngùng nói. Hơn 10 vật nhỏ có lẽ chưa thấy trường hợp lớn, làm các ngươi chê cười. Lý Vân Tiêu nói. Chê cười hay không chẳng quan trọng, hiện tại ngươi tìm được thánh khí rồi, cũng tìm ra đồng tộc, chúng ta có thể đi được chưa? Rời đi. Ninh Khả Nguyệt cười khẩy nói. Thánh khí là thế giới hoàn chỉnh sinh sôi không dứt, không được chủ thánh khí cho phép thì ngươi chỉ có còn cách cưỡng ép phá không đi. Nhưng xé rách không gian sẽ chọc giận chủ thánh khí chu sát.
ngươi có nắm chắc đánh bại đối phương trong thánh khí của người ta không? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mãi mãi không đi được? Ninh Khả Nguyệt nói. Đừng sợ, ta nhất định phải lấy lại thánh khí, chỉ cần ta thuận lợi tiếp quản thánh khí thì sẽ rộng lòng tha cho các ngươi đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Nếu ngươi không lấy được thì sao? Ninh Khả Nguyệt cười nói. Vậy ngươi chuẩn bị đánh một trận với chủ thánh khí đi. Lý Vân Tiêu khẽ hừ, phất tay áo đứng sang bên. Không phải Lý Vân Tiêu không dám đấu với chủ thánh khí một trận, dù gì thánh khí chế tạo trong thiên vũ giới, dù có lực lượng quy tắc hoàn chỉnh nhưng linh khí không đủ. Vua Nguyệt Đồng nơi đây thực lực có hạn, chưa chắc Lý Vân Tiêu không dám đấu. Nhưng nếu có cách hòa bình rời đi thì Lý Vân Tiêu lười đánh nhau, miễn cho kiếm thêm kẻ thù. Này, các ngươi đang nói thầm cái gì? Trong đám người chim bay cá nhảy một quái vật bộ dạng thiên nga tiến lên trước. Hãy nói ra thân phận của các ngươi sau đó nhận thẩm tra. Ninh Khả Nguyệt nhíu mày nói. Thân phận của ta là tổ gia đại nhân của các ngươi, thẩm tra thì các ngươi muốn thẩm tra ta thế nào? Càn rỡ! Thiên Nga tức giận quát. Dị loại đáng chết, dám nhục nhã ta. Chúng ta chính là đội hộ vệ Vương Thành, số hiệu cảnh quân thứ 7. Ta là đội trưởng, có trách nhiệm và quyền lợi kiểm tra thẩm vấn các ngươi. Vương Thành! Ninh Khả Nguyệt vui vẻ nói. Ha ha ha, không ngờ các ngươi phát triển lớn mạnh như vậy, rất tốt, rất tốt. Ninh Khả Nguyệt cực kỳ sung sướng nói. Mau mang ta đi gặp thành chủ của các ngươi. Con mắt to trên ngực Thiên Nga lóe tia sáng đỏ mở miệng nói. Thành chủ làm sao có thể tùy tiện gặp được, các ngươi nhanh chóng báo thân phận đi rồi chúng ta về bẩm đại vương. Thân phận, ta nói rồi. Ninh Khả Nguyệt nhe răng cười nói. Bổn tọa là tiên tổ gia 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 của các ngươi, thủy tổ đồng tộc, Nguyệt Đồng đời thứ nhất, Quy Khư. Quy Khư. Thiên Nga ngạc nhiên quay đầu nhìn đồng bạn, các đồng bạn lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Bộ dạng đó làm Ninh Khả Nguyệt nét mặt xa sầm, lạnh lùng nói. Vốn nên là thành chủ của các ngươi đến gặp bổn tọa, nhưng bổn tọa nghĩ tình hắn là người không biết không có tội, mau mang ta đi gặp hắn. Thiên Nga tức giận quát. Dám nói bậy bạ phỉ báng thành chủ, đáng chết. Thiên Nga há mồm phun luồng lửa đốt hừng hực bao bọc Ninh Khả Nguyệt, Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, muốn xử quyết ba người. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực giễu cợt. Quy Khư, lúc trước ta nói rồi, người tự tin thân phận của mình quá mức. Lửa như tấm lưới chụp xuống người Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Ninh Khả Nguyệt. Trong phạm vi mấy chục trượng một mảnh biển lửa. Con mắt trên người Thiên Nga lấp lóe tia dữ tợn nhưng rất nhanh chuyển thành ngạc nhiên rồi kinh khủng. Ba người Lý Vân Tiêu không nhúc nhích mặc CSO lửa đốt người, dường như không có chuyện gì xảy ra. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói. Lực lượng yếu như vậy là vì đẳng cấp linh khí trong không gian này quá thấp không sinh ra yêu thú mạnh cho các ngươi nhập xác sao. Các chim bay cá nhảy khác cũng phát hiện dị thường, sợ hết hồn. Thiên Nga hú lên. Cùng tấn công đi. Thiên Nga đập cánh lao lên hướng ba người. Hơn 10 chim bay cá nhảy khác tự thi triển thần thông xông tới gần Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Nguyệt, Cố Thanh Thanh. Hừ, không biết sống chết. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt âm trầm nói. Ta không tức giận vì các ngươi vô lễ, nhưng làm vệ đội Vương Thành chỉ có thực lực rác rưởi như vậy khiến ta rất bực mình. Chết hết đi. Ninh Khả Nguyệt vươn tay ra, năm ngón chộp đằng trước. Cả không gian bị giam cầm, thời gian như đứng lại. Hơn 10 chim bay cá nhảy bị cố định trên bầu trời và dưới đất, không thể nhúc nhích. Mắt Ninh Khả Nguyệt lóe tia sáng đỏ, vang một chuỗi tiếng nổ. Trên sa mạc hoang vu tràn ngập mùi máu, tất cả vật chứa đều nổ tung thành mưa máu rơi dưới đất. Thân thể vật chứa nổ xong đám Nguyệt Đồng kinh hoàng bay ra khỏi cơ thể, mỗi con Nguyệt Đồng tỏa yêu quang kỳ dị, hư không bốn phía dao động, chúng muốn phá không đi. Ninh Khả Nguyệt cười khẩy nói. Xì, buồn cười. Bổn tọa ở đây thì các ngươi trốn thoát được sao? Mắt Ninh Khả Nguyệt biến ra một phù văn, những hư không dao động thoáng chốc trở về trạng thái cũ. Ninh Khả Nguyệt đã nương tay rồi, nếu không đám Nguyệt Đồng chết hết. Hơn 10 Nguyệt Đồng bị thủ đoạn của Ninh Khả Nguyệt hù sợ bay tứ tán trên bầu trời một lúc rồi thẳng hướng chân trời. Chọn ngươi đi, hình như ngươi là đội chơ ngơ. Ninh Khả Nguyệt tay không chụp hút Nguyệt Đồng trên thân thể con Thiên Nga về cầm trong tay. Nguyệt Đồng kinh hoàng hét to. Tha mạng, đại nhân tha mạng.
Ninh Khả Nguyệt bực bội nói. Các ngươi càng yếu, càng sợ chết thì bổn tọa càng tức giận, càng muốn giết các ngươi. Con ngươi Ninh Khả Nguyệt co rút, ánh sáng đỏ bắn vào người Nguyệt Đồng. Con Nguyệt Đồng hét dầm lên, vùng vẫy dữ dội. Giây lát sau người Nguyệt Đồng mềm oặt, chết không kịp ngáp. Ninh Khả Nguyệt chẳng chút tiếc rẻ ném Nguyệt Đồng đã chết xuống đất. Thì ra là vậy, ta cơ bản đã hiểu tình huống trong không gian này. Nếu không muốn chết tại đây thì đi theo ta. Ninh Khả Nguyệt xé không gian biến ra một vòng xoáy to, một đường hầm hiện ra. Ninh Khả Nguyệt không thèm nhìn Lý Vân Tiêu đi vào trong đường hầm. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta cũng đi. Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch theo sau. Đường hầm trong thánh khí không khác gì thiên vũ giới, ổn định hơn, không có các loại năng lượng loạn lưu khủng bố. Chốc lát sau bên trên một tòa thành trì lớn, phong vân dâng lên. Trong hư không truyền ra tiếng sấm sét ầm ĩ, vang tiếng nổ điếc tai, bầu trời thủng cái lỗ to. Ba người Ninh Khả Nguyệt lần lượt bay ra. Đây là... Lý Vân Tiêu nhìn bên dưới, kêu lên. Nguyệt Đồng chi thành. Tòa thành bên dưới to mấy ngàn dặm nhìn không thấy giới hạn. Trong hành nhốn nháo, cực kỳ náo nhiệt, các loại quái thú qua lại, nhân khẩu không dưới ức vạn. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch khá ngạc nhiên, đôi mắt kinh hoàng. Có nhiều Nguyệt Đồng như thế, hoàn toàn vượt qua dự tính của hai người. Những Nguyệt Đồng bám vào đủ loại vật chứa, chim bay cá nhảy là nhiều nhất. Có hình dạng nhân tộc và yêu tộc, cuộc sống quy luật có trật tự. Ha ha ha, nhiều tử tôn của ta quá, ta cảm nhận được lực lượng của bọn họ. Mắt Ninh Khả Nguyệt bắn ra tia sáng, vẻ mặt hưng phấn, người khẽ run. Lý Vân Tiêu cảm giác Ninh Khả Nguyệt hưng phấn hơi quá đà. Linh Mục Địch mở miệng hỏi. Quy Khư Đại Nhân định chuyển Nguyệt Đồng cả thành vào thiên vũ giới sao? Lý Vân Tiêu dùng mình, hắn nghĩ ngay đến then chốt vấn đề. Đương nhiên rồi. Ninh Khả Nguyệt ngạo nghễ nói. Đồng tộc ta vốn là một trong chủng tộc mạnh nhất thiên vũ giới, nên hưởng thụ tài nguyên thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu nói. Những Nguyệt Đồng sống trong thánh khí mấy chục vạn năm, bọn họ có thể thích ứng quy tắc bên ngoài không? Có lẽ ở lại trong không gian thánh khí mới là lựa chọn tốt nhất. Hừm hừm. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng liếc hai người. Ta quá hiểu ý đồ của các ngươi. Đồng tộc hiện thế sẽ xung đột về mặt tài nguyên với nhân loại. Hiện tại nhân loại bàn cứ đại lục, yêu tộc cũng tránh sang một góc, nên không muốn có tộc khác đến cướp đoạt tài nguyên. Nhưng các ngươi đừng quên trên đời này vốn là cường giả làm vua, thời gian tộc Nguyệt Đồng chúng ta xưng bá đại lục không ngắn hơn nhân tộc các ngươi. Linh Mục Địch trầm giọng nói. Dù ngươi nói không sai nhưng triều lưu lịch sử quá khứ là quá khứ. Nếu bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành dị tộc lớn, ta sợ cường giả trong thiên hạ sẽ không cam lòng, khi đó có huyết chiến. Có lẽ ngươi tìm bao nhiêu cách giữ lại huyết mạch Nguyệt Đồng từ nay tuyệt chủng. Vớ vẩn. Ninh Khả Nguyệt nổi giận nói. Hay ngươi cho rằng nhân tộc sẽ đánh lại tộc ta? Linh Mục Địch nói. Nếu thánh khí này là ngươi tạo ra thì tất nhiên không siêu thoát khỏi quy tắc thánh khí được, đẳng cấp không gian thấp hơn thiên vũ giới. Vậy thì thực lực cường giả trong đó thấp hơn bình thường là cái chắc. Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói. Ngươi nói đúng, nhưng ngươi đừng quên điều này. 10 vạn năm nay thiên vũ giới không có quy tắc thập phương, nơi này thì có. Tức là cường giả thần cảnh trong thiên niên nhất mâu chưa từng đứt đoạn bao giờ. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch lặng thinh, Quy Khư nói đúng, lúc trước đụng phải hơn 10 con chim bay cá nhảy đều là vũ đế cao giai. Linh Mục Địch lo âu nhìn ê bên dưới, đám Nguyệt Đồng bám vào các loại chủng tộc bình yên sinh sống trong thành, rất là hòa bình. Có một ít Nguyệt Đồng không hề nhập xác mà bay lơ lửng, có dùng huyễn thuật biến ra thân hình thảnh thơi đi trên đường. Linh Mục Địch nói, thứ ngươi khát vọng chưa chắc là điều bọn họ muốn. Ninh Khả Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Điều này sao có thể theo ý bọn họ được, bổn tọa là chủ của Nguyệt Đồng, là tồn tại cao nhất của họ. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Chưa hớ bài học vừa rồi sao, ngươi là Quy Khư, ai quen ngươi, ai cho phép ngươi. Ngươi, Ninh Khả Nguyệt tức giận nhưng lập tức tỉnh táo lại, mắt lóe tia tàn nhẫn. Ta sẽ khiến bọn họ lại nhận biết. Linh Mục Địch mở miệng nói. Tại sao có Nguyệt Đồng màu đỏ, có màu đen, màu nâu, màu vàng. Thậm chí màu trắng, nhiều màu. Ninh Khả Nguyệt trả lời. Chỉ Nguyệt Đồng thuần huyết mới là đỏ thẫm, những màu tạp khác là do bám vào vật chứa, cùng vật chứa khác tạp giao sinh ra tạp chủng tự mang màu chi thứ.
Nguyệt Đồng thuần chủng chỉ có thể tự phân liệt sinh ra đời tiếp theo. Linh Mục Địch gật gù. Thì ra là vậy, thành lớn có ức nhân khẩu thế này rốt cuộc bên trong có bao nhiêu Nguyệt Đồng thuần huyết thật sự? Ninh Khả Nguyệt trả lời. Trong cảm giác của ta ước chừng 5-600 con. 5-600 con. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch nhu thầm trong lòng, không biết con số này là nhiều hay ít, nhưng so với con số ức thì thế này đã là ít. Nhưng Nguyệt Đồng thuần chủng về lực lượng thì mạnh hơn đám tạp tra cần rất nhiều. Ninh Khả Nguyệt giải thích rằng, người biết tại sao nhân tộc bàn cứ đại lục trong thời gian ngắn ngủi không? Về thiên phú, huyết thống, nội tình thì nhân tộc thua xa chủng tộc khác. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Nguyện nghe giảng. Ninh Khả Nguyệt nói. Bởi vì nhân tộc có tính, trưởng thành, đáng sợ, chủng tộc khác thiếu hụt lớn về điểm này. Tính trưởng thành. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ chủng tộc khác không thể trưởng thành sao? Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Không phải không thể trưởng thành mà là có cực hạn. Ninh Khả Nguyệt chỉ xuống một con yêu thú như vượn khỉ, trên bụng có con mắt to màu vàng đen, chính giữa có một xê thú đỏ thắm. Ví dụ con Nguyệt Đồng này, trên người có đồng lực tinh thuần không bằng thuần chủng 1/10, vậy thì tu vi suốt đời bị áp chế dưới quy chân thần cảnh, cao lắm là tu luyện đến đỉnh vũ đạo. Dự phi có cơ duyên lớn lao mới đột phá được trói buộc này. Con mắt đỏ thấm co rút lóe tia sáng, Ninh Khả Nguyệt nói. Nhân loại các ngươi thì khác, các ngươi không bị thiên phú loại này trói buộc, chỉ cần không ngừng cố gắng, dù rất chậm sẽ luôn có thể tiến lên phía trước. Dù một người thiên phú kém đến mấy, miễn là có cao thủ tài bồi, đan dược cải tạo, tích lũy tài nguyên thì bình thường sẽ đột phá. Bầu trời của nhân tộc các ngươi là vô hạn, còn nhiều chủng tộc khác là có hạn. Dù bọn họ bẩm sinh mạnh hơn các ngươi, dù tốc độ tu luyện của họ hơn các ngươi gấp 10 lần thì sẽ có ngày bị các ngươi vượt qua. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch im lặng, Ninh Khả Nguyệt nói chưa chắc chính xác nhưng ẩn chứa đạo lý rất sâu. Nhân tộc dù là lúc tu luyện không có thiên phú nhưng với nhân khẩu khủng bố luôn có thể sinh ra nhiều cường giả kinh tài tuyệt diễm. Dù quy tắc thiếu hụt cũng có thể dùng thủ đoạn nghịch thiên tiếp tục leo lên trên. Như tồn tại ở vĩnh sinh chi giới mang đến lực lượng chống cự ma kiếp cực mạnh hiện tại, đó là lực lượng nhân tộc tích góp 10 vạn năm. Là các tiền bối nổi bật từng đời thúc đẩy toàn tộc quần tiến lên kéo dài không ngừng. Ninh Khả Nguyệt lên tiếng. Lý Vân Tiêu, bây giờ ngươi là chủ thiên vũ minh, coi như một trong những người có quyền thế nhất, lời nói nặng ký nhất. Chờ khi ta đưa nguyên đồng tộc ra khỏi thánh khí thì ta muốn xin ngươi một vực, được không? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu tức giận quát. Đưa một vực cho đồng tộc các ngươi, ngươi cảm thấy điều này có thể không? Linh Mục Địch khịt mũi. Quy khư đại nhân quá tham lam, thành lớn nhân khẩu trên ức tuy hiếm nhưng nhân tộc ta có thể tìm ra vài tòa, không phải mỗi tòa thành trì đều sẽ chiếm một vực. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nhìn hai ca. Có thực lực bao nhiêu thì chiếm tài nguyên lớn bấy nhiêu. Đồng tộc ta đang bày ra thực lực trước mắt các vị không đủ 1/4 thiên vũ đại lục sao? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tham tương đương với bần, coi chừng cuối cùng chẳng được gì còn mất luôn mạng sống toàn tộc nhân. Mặt Ninh Khả Nguyệt lạnh băng mắng. Ta không thích nghe câu đó. Hoặc ngươi câm miệng hoặc chết đi. Ninh Khả Nguyệt phát ra sát khí sắc bén khiến Lý Vân Tiêu như rơi vào hầm băng. Lý Vân Tiêu tuy kinh nhưng không loạn cười gằn. Quy khư, ngươi muốn đánh nhau ở đây sao? Dù ta và Mục Địch đại nhân hợp tác không đánh lại ngươi đi nữa nhưng thành trì ước vạn người của ngươi có giữ được hay không thì khó nói. Linh Mục Địch gật đầu nói. Hy sinh hai ta trừ bỏ một tai họa lớn là vô cùng đáng giá. Ninh Khả Nguyệt biến sắc mặt, thu khí thế về ngay, nàng hăm dọa. Các ngươi tốt nhất là khôn lên đi, đối địch với ta sẽ không có kết cục tốt. Nếu không ta một người giết lên Thiên Vũ Minh, khi đó các ngươi ai ngăn được ta? Lý Vân Tiêu đảo trong mắt. Ngươi tự phụ thực lực của mình như thế thì chúng ta đánh cuộc đi. Có giỏi thì đến thành Viêm Vũ một chuyến, nếu Thiên Vũ Minh không thể đánh gục được ngươi thì sẽ cho ngươi một vực trong 4 vực. Nhưng nếu ngươi không địch lại phải chết ở thành Viêm Vũ, tộc Nguyệt Đồng thì ta sẽ tiếp tục lưu phóng vào không gian vô cho ngươi. Có lẽ vô số năm sau sẽ có Nguyệt Đồng cường đại thức tỉnh lại trở về Thiên Vũ giới. Hừ, ngươi nghĩ bổn tọa ngốc sao? Ai thèm đánh cuộc kiểu đó với ngươi? Ninh Khả Nguyệt cười nhạo. Bổn tọa chưa từng cho rằng mình mạnh đến thông thiên.
Dù ngày xưa bổn tọa là giới vương cảnh cũng không ngốc cho rằng mình có thể đối kháng với người trong thiên hạ, huống chi hiện tại chỉ là tạo hóa sơ giai. Đối địch với toàn nhân tộc, ta không ngốc vậy. Mắt Ninh Khả Nguyệt bắn ra tia sáng lạnh lùng nói. Nếu ta muốn đối phó Thiên Vũ Minh sẽ chỉ đơn độc hành động, ngẫu nhiên đánh lén hoặc canh giữ ngoài cửa thành, từng chút một diệt sạch các ngươi. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch cùng cảm nhận lạnh lẽo. Quy Khư là cường giả tạo hóa cảnh nhưng bất chấp thân phận nói thẳng muốn chơi đánh lén, ám sát, chẳng những không thấy xấu hổ còn rất đắc ý. Đối thủ có thực lực, có mưu lược, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn là đáng sợ nhất. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch xếp Quy Khư vào hàng đại địch. Nhưng với lực lượng hiện tại của Thiên Vũ Minh nếu cường giả tạo hóa cảnh đến vẫn đủ sức đánh gục, lại không có thực lực chủ động tấn công bắt giết. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch liếc nhau, thấy lo lắng và suy tư trong mắt nhau, sát ý trong đáy mắt. Với lực lượng hiện tại của bọn họ cộng thêm hai đại yêu trong giới thần bi, Phi Nghê thì đủ sức đánh một trận với Quy Khư. Bọn họ đang trên bầu trời Nguyệt Đồng Chi Thành, nếu đánh nhau thì tòa thành thị cũng tiêu đời, thừa dịp tiêu diệt nhiều người đồng tộc. Nhưng sát nghiệt này, Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch nghĩ đến tàn sát ức vạn sinh linh thì không nhịn được dùng mình. Ninh Khả Nguyệt không biết ý tưởng của hai người, lạnh lùng nói. Các ngươi cũng là người thông minh, tuyệt đối đừng làm việc ngốc có hại CSO7 ơ. Miễn là không bạc đãi tộc ta thì chúng ta sẽ dốc sức trong ma kiếp. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Không biết Quy Khư đại nhân định dốc sức như thế nào? Ninh Khả Nguyệt cười lạnh nói. Ha ha, cái này phải xem nhân tộc các ngươi có bao nhiêu thành ý. Lý Vân Tiêu cười khổ. Con cáo già Quy Khư thật là không thấy con thỏ sẽ không thả ưng. Linh Mục Địch nói. Chuyện này về sau bàn tiếp, ta hy vọng trước kia chưa bàn bạc ổn thỏa thì Quy Khư đại nhân đừng làm hành động gì không sáng suốt. Ví dụ bỗng nhiên di chuyển nhiều đồng tộc vào thiên vũ giới, nhân tộc ta tuyệt đối không ngồi yên xem. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ngươi uy hiếp ta. Linh Mục Địch thản nhiên nói. Tùy đại nhân nghĩ sao, đây là ý của ta cũng là ý của Vân Minh Chủ. Hơn phân nửa đảo Huyền Ly cũng có ý này. Ninh Khả Nguyệt nói. Trong thiên hạ này không ai có thể uy hiếp được ta. Các ngươi có ý gì là chuyện của các ngươi, ta chỉ làm việc theo ý mình. Ngoài miệng Ninh Khả Nguyệt nói vậy nhưng Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch nhìn ra được trong lòng Quy Khư đã dao động, chỉ nói cứng miệng vậy thôi. Không khí trở nên lúng túng nhưng chỉ trong chớp mắt, một đống lệ khí truyền đến. Không gian bốn phía sóng gợn lăn tăn. Mỗi khi gợn sóng sẽ hiện ra một cường giả lạnh lùng nhìn ba người. Rất nhanh có 200-300 người xuất hiện trên bầu trời, không khí căng thẳng vô cùng. Nhưng căng thẳng chỉ là 200-300 người đồng tộc nghĩ vậy. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Ninh Khả Nguyệt vẫn làm bộ dáng ngây thơ vô tội. Ninh Khả Nguyệt khinh miệt quét má bốn phía. Kêu khởi cật đến gặp ta. Một cường giả Nguyệt đồng quát mắng. To gan, dám gọi thẳng tên vương. Đôi mắt đỏ ngầu khảm trên thân thể con voi, là Nguyệt Đồng màu đỏ thuần khiết. Ha ha ha, vương, trước khi ta đến thì hắn là vương, sau khi ta tới thì không phải. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói. Nếu hắn thật sự là vương Nguyệt Đồng đương thời thì hơn phân nửa là chủ thánh khí, chẳng lẽ không phát hiện ra thực lực của ba người chúng ta sao mà phái các ngươi đi chịu chết? http://tiuyencuatui.net nói bậy bạ cái gì? Một Nguyệt Đồng thuần chủng làm đầu lĩnh nạt. Người đội 7 bị các ngươi giết đúng không? Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói. Giết một trong số đó. Nguyệt Đồng nói. Vậy đúng rồi. Mắt Nguyệt Đồng lạnh băng, ánh sáng đỏ kỳ dị lấp lóe. Nguyệt Đồng quát to. Lên, bắt ba tên này lại. Tuân lệnh. Sát khí rung trời, toàn bộ cường giả bộc phát khí thế nghiền áp ba người. Vì động tĩnh quá lớn, đồng tộc trong tòa thành phía dưới nhận ra. Tất cả đều ngẩng đầu lên xem náo nhiệt. Có khoảng ngàn người bay lên đứng không xa xem kịch. Ninh Khả Nguyệt tức giận bật cười nói. Ha ha ha, bắt bổn tỏa, các ngươi đang ăn mòn dần sự kiên nhẫn của bổn tỏa. Đôi mắt Ninh Khả Nguyệt biến thành màu đỏ, sau lưng hiện ra bóng dáng bản thể Quy Khư như mặt trăng tròn đỏ máu. Ui ui, mọi người dùng mình, nháy mắt mất chi giác. Nguyệt Đồng tuần chủng thủ lĩnh cũng như chúng ta, mắt ngây dại. Huyết Nguyệt dâng lên từ từ sau lưng Ninh Khả Nguyệt, trăng treo trên cao hiếu rọi cả tòa vương thành. Lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt,
Lực lượng bản thể của Quy Khư trực tiếp tác động Nguyệt Đồng trong mắt phải của hắn, nhưng mấy giây sau bị áp chế đi. Tuy nhiên đồng tộc trong thành thì... Đôi mắt Lý Vân Tiêu nhìn thấy tất cả đồng tộc ngây dại ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên trời, vẻ mặt mờ mịt sau đó biến thành mừng như điên, hưng phấn. Bùm 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 bùm. Một đống đồng tộc quỳ hai đầu gối xuống lại hướng huyết nguyệt to lớn. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch thầm kinh sợ, gần như một nửa thành chỉ đồng tộc quỳ xuống, tình hình cực kỳ rung động lòng người. Khởi cật, uổng ngươi làm vương nguyệt đồng đương thời vậy mà không có can đảm gặp ta một mặt sao? Ninh Khả Nguyệt nhìn trung tâm thành trì, một tòa kiến trúc nguy nga hình dạng con mắt vòng tròn, là nơi thành chủ vương thành, vương, đương đại của tộc Nguyệt Đồng cư ngụ. Trong vương thành truyền ra tiếng hét. Hừ, là người nào giả thần giả quỷ? Bảy luồng sáng bắn nhanh ra, chớp mắt đáp xuống quanh Lý Vân Tiêu, Ninh Khả Nguyệt, Linh Mục Địch, bao vây ba người lại. Bảy người hình dạng khác nhau, có ba thuộc loài cầm, hai là hình dạng yêu tộc. Càng hiếm có là có hai vật chứa hình dạng nhân tộc. Bảy người đều là Nguyệt Đồng thuần chủng, khảm ở vị trí khác nhau trên vật chứa. À, mấy người mới đến không tệ. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười gật gù. Các ngươi là bảy trưởng lão đúng không? Có hai hư cực, năm trưởng thiên, tốt hơn ta dự đoán. Trước đó Ninh Khả Nguyệt đã siêu thức hải của Nguyệt Đồng kia, biết tình huống cơ bản trong thánh khí, cách cục là một vương bảy lão. Nhưng thực lực Nguyệt Đồng có hạn. Không biết tu vi của tám người này. Ninh Khả Nguyệt cười nói. Vậy khởi cật là hư cực hay tạo hóa cảnh? Ta hơi mong chờ. Bảy lão không lỗ mãng như đám vệ đội, bảy con mắt màu vàng quét qua Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Ninh Khả Nguyệt, thầm ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu là tu vi hư cực, Ninh Khả Nguyệt và Linh Mục Địch thì bọn họ không nhìn ra tu vi. Linh Mục Địch còn đỡ, Ninh Khả Nguyệt thì cho xung quanh cảm giác siêu khủng bố. Trong đó một người ngẩng đầu lên nhìn huyết nguyệt trên trời cao, lòng thầm hoảng sợ hỏi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng cười. Ngươi biết rõ còn cố hỏi, trong trí nhớ Nguyệt Đồng chẳng lẽ không có ấn tượng về bổn tọa sao? Ngươi là... Nguyệt Đồng đó sợ đứng tim, hoảng loạn hét chói tai. Ngươi là... Xích Mục, đừng bị kẻ đó mê hoặc. Một trưởng lão nạt. Chắc chắn hắn được bí pháp gì đó đến dụ dỗ lòng người. Trưởng lão tên Xích Mục lấy lại tinh thần, tức giận nói. Nếu không thành thật thì đừng trách bảy người chúng ta không khách sáo. Ninh Khả Nguyệt nhe răng cười nói. Ngu xuẩn cứng đầu, vậy ta đành dịa dỗ đám hậu bối các ngươi. Một trưởng lão trầm giọng nói. Ba người này thực lực siêu mạnh, chúng ta bày trận đi. Rõ. Sáu người khác phối hợp chạy quanh ba người. Mỗi bước tình cờ phù hợp tuần suốt thiên địa. Xì. Ninh Khả Nguyệt khinh thường cười khẩy nói. Một chiêu diệt các ngươi, còn bày trận. Thôi được, để bổn tọa nhìn xem sức chiến đấu của các ngươi thế nào. Lý Vân Tiêu thì phân bua. Các vị đừng hiểu lầm, hai ta không chung nhóm với người này, các ngươi có muốn đánh thì cứ đánh hắn đi. Hai chúng ta tuyệt đối không xen vào, không chút ác ý. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch đứng sang bên cạnh. Yên lặng quan sát. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch có chung mục đích như Quy Khư, muốn kiến thức thực lực của bảy trưởng lão qua đó suy đoán sức chiến đấu cấp trên đồng tộc. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Bảy trưởng lão thấy Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch khoanh tay đứng nhìn thì lòng mừng rỡ, tập trung chú ý vào Quy Khư. Ninh Khả Nguyệt đứng yên không nhúc nhích trên cao, khoanh tay trước ngực cười cợt nhìn bọn họ bày trận. Nhưng rất nhanh trên mặt Ninh Khả Nguyệt lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải trận pháp này lợi hại cỡ nào mà vì bảy người bày trận là một loại quy tắc ngày xưa nàng luyện chế thiên niên nhất mâu đã khảm trong thánh khí. Tức là bảy người này lĩnh ngộ quy tắc đó trong thánh khí, dùng hình dạng trận pháp biểu hiện ra ngoài. Ninh Khả Nguyệt rào rạt hứng thú nói. Chậc chậc, không tệ, từ lúc tiến vào đến hiện tại rốt cuộc thấy vài thứ khiến ta vui mừng. Bảy người rất nhanh đứng vững các vị trí của mình, thành hình chùy như một mũi tên. Lực lượng mọi người chồng vào nhau, ánh sáng đỏ nối thành một mảnh, không gian như vằn nước dao động. Ninh Khả Nguyệt khen thật lòng. Không tệ, không tệ, các ngươi nắm giữ lực lượng quy tắc này rất tốt. Đáy mắt Ninh Khả Nguyệt lóe tia giật mình, nàng kêu lên. Đây là... Trong không gian dao động mơ hồ có giai điệu truyền ra, dao động hỗn loạn như mặt hồ gợn sóng lại bị bỏ thêm một tảng đá lớn. Một cây trường cung to lớn trong suốt. Như thể bầu trời thu nhỏ ngưng tụ trước mặt bảy trưởng lão.
Lý Vân Tiêu kinh kêu. Lực lượng thánh khí. Lý Vân Tiêu cảm ứng rõ ràng cây trường cung trong suốt là lực lượng thiên nhiên nhất mâu thánh khí ngưng tụ ra. Sắc mặt Ninh Khả Nguyệt trầm trọng nhưng không hoảng loạn, một tay chống cằm nàng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ khởi cật chưa hoàn toàn kiểm soát được thánh khí này? Ninh Khả Nguyệt mắt lóe tia sáng vỗ tay la lên. Nhất định là vậy, nếu hắn thật sự khống chế được thánh khí thì chẳng cần phái đám Lâu La các ngươi ra, dựa vào hắn và lực lượng thánh khí có thể đánh một trận với ta. Hèn gì hắn không ngừng phái người ra thăm dò. Xích Mục giống to. Hừ, toàn nói bậy, không biết gì. Sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ. Bảy người cùng bắt ấn vận sức. Lực lượng của mọi người không ngừng truyền tới trước, chồng lên nhau ngưng tụ thành mũi tên màu đỏ to lớn đặt trên cung không gian. Tên và cung đụng vào nhau thật ra uy năng vô cùng, một hình xoắn ốc đỏ thẫm như bánh xe lan tràn trên bầu trời. Lực lượng trận thế của bảy người kết hợp hoàn mỹ với uy năng thánh khí, không chút tỉ vết. Mắt Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch sáng rực, vừa nhìn vừa gật đầu lia. Bảy trưởng lão gần như tu luyện công pháp cùng loại, bọn họ là nguyệt đồng màu đỏ tinh thuần nhất, lực lượng thuộc tính giống y đúc nên vận dụng thuật hợp kích loại này không có gắn kết không kẽ hở, hòa hợp hoàn mỹ nhất. Với chiêu thức siêu mạnh đó dù là quy khư cũng khó thể nhẹ nhàng ngăn cản. Bảy người cùng quát to. Hình nguyệt chi tiễn. Vang tiếng rung nhức óc, trên bầu trời truyền đến âm cổ chấn động. Cây cung trong suốt phát ra tiếng vù vù. Mũi tên đỏ to lớn bắn xuyên qua như một chiến hạm lớn nghiền áp không trung. Ninh Khả Nguyệt không dám khinh thường, nàng thụt lùi ra sau bảy bước kéo giãn khoảng cách. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hắn rõ ràng cảm ứng được mỗi bước Ninh Khả Nguyệt đạp ngay điểm nối không gian, nàng nương nhờ lực lượng thánh khí. Có vẻ mũi tên này uy hiếp đến Ninh Khả Nguyệt. Chuyện của tôi chấm nét dù sao thiên niên nhất mâu vốn do quy khư đúc ra, nên quy khư biết rõ quy tắc trong đó. Ninh Khả Nguyệt lùi bảy bước rồi hoàn toàn hòa vào bầu trời. Nhìn kỹ thì khí thế của Ninh Khả Nguyệt thay đổi nhiều, như thể là chủ bầu trời. Bảy trưởng lão hết sức giật mình, lòng rung động. Trên người Ninh Khả Nguyệt như có khí thế ngạo nghễ thiên hạ, làm bọn họ phải ngước nhìn. Cảm giác ngước nhìn này không hề xa lạ, như có từ tận trong thịt xương. Trong bảy người có hai trưởng lão hư cực thần cảnh hoảng sợ nhìn nhau, gần như mất hết tinh thần. Giây phút Ninh Khả Nguyệt hòa vào khung trời thì bọn họ sinh ra nghi ngờ phán đoán của mình. Ninh Khả Nguyệt thụt lùi bảy bước, hai tay nhanh chóng bắt ấn, ánh sáng đỏ mông lung trùm lên người nàng ngưng tụ thành màu giống với màu mắt. Trong ấn quyết dâng lên một vòng sáng hóa thành bích lũy như kính quang dưới lòng bàn tay, che trước mặt Ninh Khả Nguyệt. Bùm! Mũi tên đỏ bắn vào tường ánh sáng, đâm sâu mấy phần đẩy Ninh Khả Nguyệt lùi ra sau hơn 10 trượng, nhưng mũi tên khó thể tiến sâu hơn. Linh áp khủng bố tìm ra lỗ hổng giữa hai lực lượng, hóa thành từng con du long bắn đi bốn phương tám hướng. Ầm 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 ầm. Không có có linh áp hóa rồng nổ mặt đất, mảng lớn đồng tộc bị nổ tan xương nát thịt, đống kiến trúc sụp đổ. Đám người đồng tộc quỳ lại giật mình tỉnh táo, lấy lại tinh thần từ say mê cuồng nhiệt, hoảng hốt ngước nhìn trời. Là Thất lão, không ngờ Thất lão ra tay. Trời, nữ nhân kia rốt cuộc là ai mà có thể đối kháng với Thất lão? Tiếng kinh kêu từ bốn phương tám hướng truyền đến, Thất lão biểu tình cực kỳ khó xem. Vì Thất lão biết nữ nhân đứng trước mặt không chỉ đối kháng lại bảy người còn có Nguyệt Đồng Chi Vương ẩn giấu trong vương thành, khởi cật. Tuy khởi cật không ra tay ngay mặt nhưng điều động lực lượng thánh khí, ngưng tụ thành không gian cự cung nâng cao sức mạnh hợp tác của bảy người lên gấp đôi. Dù vậy vẫn bị Ninh Khả Nguyệt dễ dàng ngăn lại. Giờ phút này trong lòng Thất lão dậy sóng, cực kỳ khó tin cảnh tượng trước mắt. Xích Mục và một trưởng lão hư cực thần cảnh khác lòng chấn động, gần như tin tưởng người trước mắt là quy khư tổ tiên của bọn họ. Trong cung điện Vương Thành, một vật chứa hình dạng nam nhân vẻ mặt kinh hoàng nhìn bóng dáng quyết đấu chiếu trong màn nước trước mặt. Trước mắt nam nhân có cây trường cung trong suốt xoay tròn, cung lung lay rồi biến mất. Cái này, một vật chứa hình dạng nữ nhân đứng bên cạnh lộ ra đùi và rốn trắng nõn, vẻ mặt kinh sợ nói. Sao, làm sao có thể? Vương, mấy người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Nam nhân này chính là Nguyệt Đồng Chi Vương, khởi cật. Mặt nam nhân âm trầm như mực, đáy mắt lóe tia sợ hãi. Nữ nhân cảm nhận được tâm tình của Vân thiếu gia, nàng cẩn thận dán thân hình nóng bỏng gần gã, dịu dàng nói. Vương đừng giận, tuy người này lợi hại nhưng giờ đã bị Thất lão và lực lượng thánh khí áp chế, sắp thua rồi. Bốp,
một cú tát kêu róc to trên mặt nữ nhân. Nữ nhân đau đớn hét lên một tiếng, nàng bụng mặt, khóe miệng chảy, nguyên hàm răng vỡ. Khởi Cật âm trầm nhìn nữ nhân, mắng. Ngươi thì biết gì, xéo. Nữ nhân uất ức chảy nước mắt, cúi đầu thút thít. Vâng, ta không hiểu, ta chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh vương, hầu hạ vương. Khởi Cật nhíu mày khẽ hừ, phất tay áo. Lần này rắc rối to, người này rất có thể là Tổ Nguyệt Đồng trong truyền thuyết, Quy Khư. Quy Khư. Nữ nhân sửng sốt, liếc mắt hướng ngai vàng gần đó. Đằng sau ngai vàng điêu khắc một đồ đằng lớn, một vầng trăng màu đỏ đông lại trên cao nhìn xuống đại địa chúng sinh. Bên dưới là vô số các loại con dân quỳ xuống triều bái, trên mặt của mỗi người lộ ra cuồng nhiệt, cố chấp, say mê. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Cảnh tượng điêu khắc giống hệt trạng thái của dân chúng trong thành lúc trước. Khởi Cật nhìn điêu khắc kia, tâm tình cực kỳ nặng nề. Nữ nhân xoa mặt bị đánh đau, khẽ nói. Vương, nếu tổ tiên Quy Khư trở lại chẳng phải càng tốt. Tại sao vương sầu lo như vậy? Khởi Cật khoanh tay đứng, trầm giọng nói. Tương truyền thế giới này không phải thế giới độc lập hoàn chỉnh mà do Quy Khư lão tổ chế tạo ra. Trong quá trình tu luyện bản vương nhiều lần cảm nhận được trong thiên địa tồn tại áp lực trói buộc, có lẽ là ngày xưa Quy Khư lão tổ luyện hóa lực lượng, tuy bao năm qua bị các đời Nguyệt Đồng Chi Vương đánh tan, trận chiến này dã tâm muốn luyện hóa lại thế giới nhưng đều không thành. Không gian Quy Khư lão tổ sinh tồn là một chỗ thế giới đẳng cấp càng cao, ngày xưa vì các lý do mới bỏ tộc đồng chúng ta vào thế giới này. Nữ nhân khó hiểu hỏi. Hiện tại Quy Khư lão tổ trở lại, có lẽ sẽ mang chúng ta đến thế giới cao cấp hơn đó, chuyện này không tốt sao? Khởi Cật gật đầu nói. Có lẽ là chuyện tốt nhưng với nàng và ta thì tuyệt đối không tốt. Đầu tiên Quy Khư lão tổ trở lại, vương ta đây không còn là vương. Khi đi vào thế giới càng cao đẳng, trong thế giới kia sẽ có tồn tại càng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta muốn chiếm tài nguyên xếp hải tranh chấp, chiến đấu, điều này chưa chắc tốt cho Nguyên Đồng tộc. Nữ nhân nói. Những việc này chắc Quy Khư đại nhân sẽ suy xét trước. Ta nghe nói năm xưa tộc ta bị lưu phóng đến không gian này vì Quy Khư đại nhân bị người truy sát, vì giữ lại mạch tộc ta nên mới rời đồng tộc qua. Khởi Cật thở dài thườn thượt. Ai? Khởi Cật âm trầm bộc phát xem màn nước. Nếu ta có thể hoàn toàn khống chế lực lượng thế giới này thì tốt biết mấy, dù là Quy Khư cũng không làm gì ta được. Tiếc rằng, nữ nhân kêu lên. Chẳng lẽ vương muốn tử chiến với Quy Khư lão tổ sao? Khởi Cật hừ một tiếng, nói. Ai biết được? Vẻ mặt nữ nhân kinh sợ, ôm mặt không dám nói tiếp, tay chân nàng lạnh lẽo. Dường như có thay đổi lớn đang chờ đợi nàng, không chỉ mình nàng, còn có hàng ức tộc nhân trong vương thành. Khởi Cật lắc người biến mất trong đại điện. Nữ nhân hét to. Vương! Nhưng không có hồi âm, nữ nhân vẻ mặt sốt ruột vội vã xoay người chạy xuống. Giờ phút này, trên bầu trời cách vương thành cao mấy vạn dặm, mũi tên đỏ to lớn vẫn đang giằng co với tường ánh sáng, ngang nhau. Điều khác biệt là sắc mặt bảy trưởng lão bao phủ khó coi. Ninh Khả Nguyệt thì từ trầm trọng dần bình tĩnh lại. Đột nhiên không gian sau lưng Ninh Khả Nguyệt dao động, bị xé rách. Một nam nhân bước ra, giơ tay chộp thanh kiếm to chém vào lưng Ninh Khả Nguyệt. Khóe môi Ninh Khả Nguyệt cong lên, khinh thường cười. Ha ha ha, vương chuột nhắt. Rốt cuộc chịu đi ra. Kiếm to chém xuống chúng ngay ảo ảnh Ninh Khả Nguyệt, công kích bị hụt. Cái gì? Khởi Cật giật bắn người, gã không phát hiện Ninh Khả Nguyệt thi triển thuấn di rời đi. Khởi Cật biến sắc mặt nói. Không đúng, đây không phải thuấn di. Khởi Cật chợt phát hiện trên bầu trời chỉ có một mình gã, Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch, bảy trưởng lão đều biến mất. Khởi Cật đứng trên cao, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên khó tin. Huyễn thuật, bản vương chúng huyễn thuật của kẻ địch. Huyễn thuật là thần thông thiên phú của đồng tộc, Khởi Cật càng là vương giả trong đạo này, số một toàn thế giới. Thế nhưng mới giao đấu một chiêu Khởi Cật đã bị đối phương kéo vào không gian huyễn thuật, đả kích nặng nề đến khó tưởng tượng. Trong khoảnh khắc tự tôn, lòng tự tin vương giả sụp đổ, Khởi Cật thẫn thờ. Cách trước mặt Khởi Cật 10 trượng, ánh sáng màu vàng chậm rãi ngưng tụ biến thành thân hình Ninh Khả Nguyệt. Khóe môi treo nụ cười, mắt bình tĩnh nhìn gã. Khởi Cật khủng hoảng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Nữ nhân trước mắt khiến Khởi Cật cảm giác vô cùng sợ hãi. Thật ra trong lòng Khởi Cật đã tin Ninh Khả Nguyệt chính là Quy Khư, nhưng vẫn khó chấp nhận.
Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng nói. Ta là ai? Trong lòng ngươi chưa nói với chính ngươi sao? Hay ngươi không thể chấp nhận? Ninh Khả Nguyệt nói toạc tư tưởng của Khởi Cật, khiến gã như rơi vào hầm băng. Khởi Cật không còn mơ mộng gì nữa, lập tức quỳ xuống, dập đầu. Kính chào lão tổ tông. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói. Không tệ, biết sai có thể sửa còn cứu được, nếu không sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Dứt lời Khởi Cật thấy hoa mắt, đã trở lại trên trời, vang tiếng nổ nhức óc. Ninh Khả Nguyệt thay đổi ấn quyết, lại thụt lùi thấy bước trừ bớt đa phần lực lượng mũi tên đỏ, lăng không chộp. Ầm 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 ầm. Tiễn quang nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, hủy thiên diệt địa. Bảy trưởng lão bị trùng kích, thân hình khẽ run. Bọn họ nhìn kỹ thì thấy một nam nhân đang quỳ bên cạnh Ninh Khả Nguyệt, thân hình quen thuộc đó chính là. Một trưởng lão la hoảng lên. A, à, Ngô Vương. Bảy người đã hiểu, không còn nghi ngờ gì thân phận của Quy Khư nữa. Kính chào Quy Khư lão tổ tông. Bảy người cùng quỳ xuống ngay trước mặt Ninh Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch cau mày nhìn Quy Khư thu phục đồng tộc, lòng càng lo âu hơn. Trong vương thành, sau yên lặng ngắn ngủi là chảo dầu sôi. Khắp nơi là các tiếng nói. Ta không nhìn lầm sao? Chẳng lẽ là mắt ta mù? Ai thi triển huyễn thuật với ta? Vì vị trí của đám người Lý Vân Tiêu quá cao, bọn họ không nghe được thất lão xưng hô Ninh Khả Nguyệt, chỉ thấy Nguyệt Đồng Chi Vương và bảy vị trưởng lão quỳ xuống, bọn họ choáng váng cho rằng có người chơi ác, mình bị trúng huyễn thuật. Mãi đến lúc này Ninh Khả Nguyệt mới nở nụ cười thoải mái. Đứng lên hết đi. Ninh Khả Nguyệt không quên vênh váo liếc Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch một cái. Bảy trưởng lão không dám đứng dậy, chờ Khởi Cật đứng lên rồi mới dám thẳng người dậy. Tám người nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, thành thật cẩn trọng, không dám lên tiếng, so với bộ dạng hùng hổ lúc trước như hai người khác nhau. Giọng Khởi Cật kích động nói. Lão Tổ Tông rốt cuộc trở về, đồng tộc ta nhất định sẽ nghênh đón thời kỳ đỉnh thịnh. Ninh Khả Nguyệt cười nói. Ha ha ha, đúng là bổn tọa đang có ý tưởng, nhưng phải xem thực lực của các ngươi thế nào. Khởi Cật khẽ thở dài. Ai, Khởi Cật có thẹn với Lão Tổ Tông. Không thể đưa tộc Nguyệt Đồng phát dương quang đại, chỉ có thể duy trì cơ nghiệp các lão tổ tông để lại, vô cùng xấu hổ. Ninh Khả Nguyệt nói, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, trong thánh khí tuy quy tắc đầy đủ nhưng linh khí có hạn, có ba người tu luyện đến hư cực cảnh ta đã rất thỏa mãn. Hiện giờ trong không gian thánh khí rốt cuộc tình hình thế nào? Ngươi hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe, ta phát hiện ngươi có thể sử dụng một phần lực lượng thánh khí nhưng rất có hạn. Tuân lệnh. Khởi Cật rụt rè lên tiếng. Xin lão tổ tông vào điện, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tốt. Tâm tình Ninh Khả Nguyệt siêu tốt xoay người liếc Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch. Hai vị cũng cùng đi đi. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Thì ra lúc trước Quy Khư rời nguyên đồng tộc đô vào không gian thánh khí, thu nạp nhiều người của các tộc bồi dưỡng thành vật chứa cho tộc nhân của mình dùng. Trước khi Quy Khư chưa quyết liệt với Giận Vũ đã tập trung luyện chế và diễn hóa thánh khí, đã cấu thành hệ thống tuần hoàn linh khí, có nhiều vật chứa ở trong đó. Mãi sau khi đắc tội Giận Vũ, thời gian quá gấp gáp, Quy Khư bất chấp bắt một đống chủng tộc vào, sợ tương lai không đủ vật chứa cho tử tôn của mình. Nhưng không ngờ vì nhiều vật chứa quá, thánh khí bị lưu phóng đến không gian vột hì ly khí giảm mạnh, khiến hệ thống tự tuần hoàn linh khí bị phá hoại. Linh khí trở thành vạn năm cầu một. Tu hành cực kỳ khó khăn. Mấy người cầm quyền tộc Nguyệt Đồng ngày xưa vì thay đổi tình trạng này bắt đầu đồ sát tuyệt chủng với chủng tộc khác, miễn cho quá nhiều người tiêu hao linh khí, phá hoại cân bằng cung cấp. Vì đồng tộc không cần bám sát vẫn có thể tu luyện, trường tồn, hơn nữa lúc bấy giờ vật chứa quá sung túc. Đồ sát dẫn phát chiến tranh, chủng tộc khác hợp tác với nhau chống lại Nguyệt Đồng. Tuy tộc Nguyệt Đồng cường đại nhưng gặp liên minh các tộc phản công thì bị tổn hại nặng. Lần đầu tiên số lượng đồng tộc giảm mạnh rất nhiều trong thánh khí, tương ứng là các chủng tộc vật chứa cũng bị tổn hại nặng lực lượng, số lượng tụt dốc không phanh. Trong không gian thánh khí xuất hiện thời kỳ hòa bình dài, chính lúc này người đồng tộc xây dựng sơ bộ vương thành. Sách lược đồng tộc đối với vật chứa từ tòng đồ sát biến thành xua đuổi, đuổi nhiều vật chứa đến vùng biên giới hệ thống tuần hoàn linh khí trong không gian. Vậy là không gian sinh tồn của vật chứa trở nên cực kỳ khốc liệt. Vì giành giật chút tài nguyên mà nội bộ tàn sát lẫn nhau. Khiến người vật chứa mừng rỡ là sách lược này mang đến hiệu quả cực tốt. Một là ức chế số lượng vật chứa tăng trưởng,
thứ hai vì nhóm vật chứa chém giết nhau lâu dài, sống sót toàn là cường giả tư chất siêu tốt. Tộc Nguyệt Đồng rất vui vẻ vì điều này. Trong mấy chục vạn năm tiếp theo, tộc Nguyệt Đồng nắm giữ quyền chúa tể tối cao, quan hệ với đám vật chứa bình an vô sự. Tuy nhiên vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn 10 vạn năm trước, trong vật chứa đột nhiên xuất hiện một vị cường giả cực kỳ khủng bố, dẫn theo rất nhiều chủng tộc từ vùng đất hoang dã giết tới, vây công Vương Thành. Trận chiến ấy vô cùng thảm liệt, số lượng Nguyệt Đồng lại giảm mạnh. Cuộc chiến vây thành đánh mấy chục lần, kéo dài mấy trăm năm. Vương Thành cũng bị công phá không dưới 10 lần, nhưng lần nào cũng tử chiến cuối cùng giữ vững. Trong khi đồng tộc lao đao, sắp sụng nụ thì trong tộc xuất hiện một vị cường giả. Trong quá trình tu luyện lần đầu tiên, cường giả này cảm ngộ được lực lượng thế giới này, tức là lực lượng thánh khí thiên niên nhất mâu. Tuy không nắm giữ nhiều nhưng dựa vào lực lượng thánh khí, vị cường giả cố gắng xoay chuyển, chu sát cường giả phe địch mới giữ lại huyết mạch đồng tộc được. Các vật chứa lại bị đuổi đến hoang dã, toàn thế giới lại vào thời kỳ phát triển hòa bình. Tộc Nguyệt Đồng bắt đầu tiêu phí các loại tài nguyên, nghiên cứu thánh khí. Quá trình nghiên cứu chỉ có hai điểm. Một là làm sao xóa dấu ấn quy khư, hai là làm sao khống chế lực lượng thánh khí. Rốt cuộc qua thời gian dài dặc, dấu ấn quy khư gần như bị xóa sạch, đồng tộc trong thế giới này hiểu biết thánh khí ngày càng mạnh hơn. Làm đồng tộc mừng rỡ là chỉ có đồng lực của Nguyệt Đồng mới cảm ngộ, luyện hóa lực lượng thánh khí được. Bắt đầu từ đây, tộc Nguyệt Đồng chính thức cắm rễ vị trí thế giới này, không thể dao động. Vì ngươi mạnh cỡ nào cũng không vượt qua lực lượng thánh khí. Nguyệt Đồng thì có thể điều động một phần lực lượng thánh khí. Thế là lại nghênh đón thời kỳ đồng tộc khống chế các vật chứa. Cho đến hôm nay không còn xảy ra chuyện lớn gì. Đám người Ninh Khả Nguyệt nghe xong rất là thổn thức. Ninh Khả Nguyệt khẽ thở dài. Không ngờ khúc chiết phức tạp như vậy, thật làm khó cho các ngươi. Khởi Cật vội nói. Không khó, lúc trước lão tổ tông cũng vì tốt cho chúng ta. Không biết cường địch ngày xưa bây giờ ra sao. Có phải lão tổ tông định mang chúng ta đi ra ngoài? Ninh Khả Nguyệt cười cười. Cường địch ngày xưa vẫn còn nhưng đã không, cường, với sức mạnh của bổn tọa giết hắn như giết kiến, không thú vị nữa. Về các ngươi, dĩ nhiên bổn tọa sẽ mang ra ngoài, hưởng thụ linh khí tốt hơn ở thế giới bên ngoài, cho thực lực của các ngươi tăng vọt trong thời gian ngắn. Ninh Khả Nguyệt toát ra hùng tâm bừng bừng, trong mắt bắn ra tia sáng nhìn Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch. Hai vị nghĩ sao? Thực lực của tộc Nguyệt Đồng ta chẳng lẽ chiếm cứ một vực cũng không được sao? Lý Vân Tiêu kiên định lắc đầu, nói. Tuyệt đối không thể, thêm nữa ta không thể tự quyết định chuyện này, phải tìm các lãnh tụ bàn bạc. Kết quả thì, trong lòng ngươi tự hiểu. Hừ, Ninh Khả Nguyệt tỏ vẻ không vui, nét mặt xa sầm lạnh lùng nói. Nói vậy là ngươi muốn khiến hai tộc chiến đấu. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Quy khư, tuyệt đối đừng sằng bậy. Hiện giờ ma kiếp hàng lâm, nếu tộc của ngươi còn nhúng tay vào thì nguyên thiên vũ giới không chứa chấp các ngươi được. Đến lúc đó dù chúng ta không ra tay thì thiên địa này cũng sẽ chu sát quy khư thành cho. Ninh Khả Nguyệt tức điên. Vậy ý của ngươi là chờ ma kiếp qua đi lại bàn chuyện này với ta. Chờ tới năm nào tháng nào, huống chi có thể qua ma kiếp được không còn là một dấu hỏi. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Quy khư không tin tưởng thiên vũ minh vậy sao? Ha ha, tin tưởng. Ninh Khả Nguyệt cười khẩy nói. Ngày xưa thiên vũ giới có 4 vị cường giả giới vương cảnh hợp tác, hao hết lực lượng một giới mới phong ấn ma chủ, đánh bại ma tộc được. Giờ không có một người thì làm sao đấu với ma giới? Theo ý kiến của ta thì ma giới hiện nay không thua gì ngày xưa. Ninh Khả Nguyệt tạm dừng, bổ sung thêm. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ma giới sẽ không có nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chấn thức cổ kim như đế. Người cũng biết lý do rồi. Lý Vân Tiêu hỏi. Là lục đạo ma binh. Ninh Khả Nguyệt gật đầu nói. Ma chủ thiếu lục đạo ma binh tuy lợi hại nhưng tối đa là giới vương cảnh, không đến trình độ chuyện này sợ hãi. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Ngươi hiểu biết ma giới bao nhiêu? Tại sao chắc chắn ma giới có cường giả giới vương cảnh tồn tại? Theo ta chiến đấu với ma tộc 2 lần được đến kết quả thì hiện nay ma giới chỉ có 8 vị ma tôn tạo hóa cảnh, không tồn tại thánh ma. Ninh Khả Nguyệt nói, ngươi đã biết xưng hột hánh ma thì đúng là được nhiều tin tức thật. Ma giới phức tạp hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Ngươi nói chỉ có 8 vị ma tôn, ha ha, ta tuyệt đối không tin. Lý Vân Tiêu giữ im lặng, lòng nặng trĩu. Ninh Khả Nguyệt gật gù.
Như thế nào, chỉ cần tộc của ngươi nhường ra lãnh thổ một vực thì đồng tộc ta sẽ đứng chung trận tuyến với các ngươi cùng nhau kháng ma. Khởi cật, bảy vị trưởng lão ở một bên cẩn thận lắng nghe, không dám lên tiếng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Bọn họ không biết rõ tình huống bên ngoài, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Nhưng bọn họ nghe hiểu dường như phải đấu lại kẻ thù siêu lợi hại, lòng thầm khó chịu. Lý Vân Tiêu hơi động tâm điều kiện Ninh Khả Nguyệt đưa ra, nhưng lãnh thổ một vực thì hơi quá. Nếu lỗ mãng nhường ra thì Lý Vân Tiêu sẽ là tội nhân thiên cổ của nhân tộc, hắn không gánh nổi tội lỗi này. Linh Mục Địch cũng chung suy nghĩ, mở miệng nói. Có thể cho ngươi nơi to cỡ 10 tòa vương thành, nhiều hơn nữa thì không được. Hừ, 10 tòa vương thành, đó là mấy phần trăm trong một vực. Ninh Khả Nguyệt rất bất mãn, tức giận nói. Ngươi đang bố thí cho ta sao? Ninh Khả Nguyệt không nhường một bước, lạnh lùng nói. 10 tòa vương thành chỉ là bước đầu của ta và Mục Địch đại nhân, có được hay không còn chưa biết, phải về Thiên Vũ Minh bàn lại với mọi người. Tộc ta nhường bước đến đây là cùng, tuyệt đối không thể hy sinh nhiều hơn nữa. Ninh Khả Nguyệt không chút nể mặt bác bỏ, mặt châm chọc. Hừ, nhiều lời vô ích, trong đại lục này nói đến thì dù là thời đại chân linh khắp nơi thì lãnh thổ đồng tộc ta không chỉ 10 vương thành. Huống chi nhân tộc bây giờ quá yếu, muốn cực hạn chúng ta trong khoảnh đất đó đúng là mơ giữa ban ngày. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, nói. Ngươi cũng biết thời đại khác, ngày xưa giận vũ cũng quân lâm thiên hạ, giờ ngươi đi kêu giận vũ quân lâm thiên hạ thử. Ninh Khả Nguyệt nổi giận nói. Ý ngươi là tinh nguyệt ta thực lực yếu sao? Lý Vân Tiêu nói, sự thật bày ngay trước mắt, quy khư không chấp nhận cũng không được. Nếu không phải ma kiếp hàng lâm, dù là 10 thành thì ta cũng không đồng ý. Hơn nữa cách sinh tồn của đồng tộc ngươi quá mức dã man, phải chịu tộc ta giám sát chặt chẽ. Cái gì? Lần này không chỉ Ninh Khả Nguyệt giận mà khởi cật, bảy trưởng lão cũng tức tối. Cuộc đối thoại trước đó bọn họ ghe ù ù cạc cạc, nhưng câu này thì nghe hiểu. Bị tộc khác theo dõi thì còn tự do gì nữa. Trong phút chốc sát khí sôi sục trong đại điện, 7, 8 đôi mắt sắc bén nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Ninh Khả Nguyệt tức giận bật cười. Ha, ngươi khẳng định ngươi không nói đùa. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Tuyệt đối không đùa, bất cứ ai cũng không thích bị các ngươi bám vào. Các ngươi có thể tiếp tục dùng vật chứa trong thiên niên nhất mâu, sinh linh bên ngoài thì ta không cho phép các ngươi nhúng chàm. Bốp, bốp, bốp. Ninh Khả Nguyệt vỗ tay, gã cười to bảo. Ha ha ha, nói thật là mạnh mẽ hùng hồn, ta nghe muốn khóc. Nếu vậy ngày xưa đồng tộc ta mất đi lãnh thổ sẽ do chúng ta tự tay cướp lại. Hai vị cũng đừng đi, hãy qua nửa đời còn lại trong thánh khí này đi. Đôi mắt đỏ máu của Ninh Khả Nguyệt nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu quát to. Cẩn thận. Đôi mắt Lý Vân Tiêu biến đổi, mắt phải Nguyệt Đồng hiện ra, ánh sáng trắng bắn ra. Thiên khuyết. Hai tinh thần lực ở trên đại điện va chạm nhau, không có tiếng vang gì, chỉ thấy không gian nổi lên vằn như sóng biển, vỡ ra như mặt kính. Linh Mục Địch giật bắn người, khi Lý Vân Tiêu quát to thì Linh Mục Địch phản ứng lại ngay, sau đó một trưởng vỗ hư không. Ầm 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 ầm. Cả không gian bị đánh thủng vết nứt. Nhưng vết nứt không đủ sâu, chưa thông hướng bên ngoài được. Ầm 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 ầm. Lại mấy tiếng nổ vang lên. Chớp mắt Linh Mục Địch đánh ra hàng trăm cú đấm, không ngừng đánh nát vách tường không gian. 8 người khởi cật giật mình, lần lượt ra tay. Mảng lớn ánh sáng đỏ từ trên trời rơi xuống, thoáng chốc bao hai người lại. Động tác Linh Mục Địch khựng lại, người cứng đơ, mặt ngu ngơ. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, há mồm phun ra tiếng rồng ngâm. Lý Vân Tiêu lao hướng Linh Mục Địch, phát ra thanh âm chấn động, không không, vào người Linh Mục Địch nhưng không thể cứu gã thoát khỏi ảo cảnh. Chính Lý Vân Tiêu cũng bắt đầu cảm thấy trước mắt mông lung. Một nơi nào đó vọng lại giọng Ninh Khả Nguyệt. Hừ, nếu để các ngươi chạy thì đúng là trò cười nhất thiên hạ. Lý Vân Tiêu có ồ gắng trợn to mắt, diệu pháp linh mục tỏa ánh sáng âm u nhưng chỉ mơ hồ thấy vài cái bóng. Chợt lòng Lý Vân Tiêu máy động, một lực lượng bắn ra từ trong giới thần bi. Xoẹt xoẹt, ánh sáng đỏ trước mắt như màn sân khấu bị xé rách, thế giới rõ ràng phát huy. Giọng một nữ nhân truyền đến. Đi. Ầm 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 ầm. Vách tường thánh khí và bên ngoài bị lực lượng siêu mạnh nổ nát, một con đường tràn ngập sức mạnh khủng khiếp phát huy. Lý Vân Tiêu reo lên. Lâm đại nhân, người ra tay phá huyễn thuật chính là Lâm.
Sán và Trác đánh phá vách tường thánh khí. Lâm một tay bắt ấn khuếch tán trên người nàng, vỗ ấn quyết ra. Ầm. Ninh Khả Nguyệt cứng rắn đỡ một trường, bị đánh lùi lại vài bước, yêu quang đỏ trong mắt giảm mạnh. Ninh Khả Nguyệt hoảng hốt quá to. Không thể nào, ngươi là ai? Lâm không để ý Ninh Khả Nguyệt, vỗ trưởng xong xoay người đi hướng đường hầm. Ninh Khả Nguyệt hét to. Ngăn bọn họ lại. Khởi cật, bảy vị trưởng lão hết hồn, lại hợp tác cùng nhau đánh ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Hừ, bây giờ muốn giữ lại chúng ta là không thể. Kiếm thương Trảm Hồng xuất hiện, Lý Vân Tiêu chém một nhát. Linh Mục Địch và hai đại yêu cùng tấn công, lực lượng khủng bố rung động trên đại điện ầm vang tràn ra bốn phương tám hướng. Không chỉ đại điện, phạm vi mấy ngàn trượng bị san bằng. Khuôn mặt Ninh Khả Nguyệt cực kỳ âm trầm, mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói. Nột ai nhà ngươi cũng muốn đi, ở lại đi. Đồng lực bắn vào màn khói chúng vệt sáng vàng. Phụt, ánh sáng vàng bị đánh hiện hình biến ra bộ dạng Mộ Dung Trúc, đó là Thiên Tư. Thiên Tư kinh khủng ngoái đầu nhìn lại, tràn đầy sốt ruột và khủng hoảng. Đám người Lý Vân Tiêu đã xông vào đường hầm, khe hở sắp khép kín. Thiên Tư không rảnh nghĩ nhiều, phát cuồng hét lớn một tiếng, lại lần nữa hóa thành ánh sáng vàng bắn hướng khe hở. Đây là cơ hội duy nhất để Thiên Tư rời khỏi đây, nếu mất đi thì sẽ hoàn toàn mặc cho Quy Khư làm thịt. Ninh Khả Nguyệt cười gằn. Hừ, nột ai đúng là nột ai, ngoan ngoãn ở lại cho bổn tọa. Ninh Khả Nguyệt mắt lóe tia sáng, không gian đằng trước khe nứt nhoáng lên một cái biến như tường đồng vách sắt đè xuống Thiên Tư. Phụt, Thiên Tư lại bị đánh hiện hình phun búng máu, nhìn lực lượng không gian lượn vòng như cối xay thịt, Thiên Tư sợ hãi mặt tái nhợt. Thiên Tư cầu xin nói. Đại nhân tha mạng, buông tha ta đi. Ninh Khả Nguyệt cười nanh chanh. Hừ, đi chết đi. Ninh Khả Nguyệt điểm một cái, nhưng ngón tay xẹt qua không trung chợt khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc nhưng bị Thiên Tư bắt giữ ngay, tim gã đập nhanh. Thiên Tư vụt xoay người biến thành ánh sáng vàng nhảy vào khe hở cho đến khi biến mất. Thân hình cứng ngắc của Ninh Khả Nguyệt lúc này thả lỏng ra, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Mới rồi trong cơ thể Ninh Khả Nguyệt đấu tranh nhau khiến vốn là một thể bị phân liệt, cho nên công kích khựng lại. Lão Tổ Tông, hiện tại nên làm gì? Khởi cật nhìn khu vực chân không rộng mấy ngàn trượng, ra đầu tê dại. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chỉ một kích đã có nhiều người đồng tộc chết, không tính hết số lượng được. Cư ngụ gần Vương Thành đa phần là Nguyệt Đồng màu đỏ thuần chủng, không thể đánh giá tổn thất lần này được. Ninh Khả Nguyệt nạt. Hừ, một đám phế vật, có mấy người cũng không bắt được. Ninh Khả Nguyệt chút lửa giận lên người khởi cật, bảy vị trưởng lão. Tám người bị chửi cúi gằm mặt không dám hó hé gì. Trong không gian loạn lưu đen ngòm, có một vệt sáng trong suốt như ngọc chuyển động. Là Lý Vân Tiêu lấy giới thần bi ra biến dài hơn 30 trượng, mấy người ngồi trên nó. Lý Vân Tiêu nhìn Lâm ngồi khoanh chân trên hư không, mặt hồng hòa, có vẻ khỏa mạnh. Lâm đại nhân không bị gì đúng là tốt quá. Lâm mỉm cười mở mắt ra. Đa tạ ngươi trong thời gian này đã giúp đỡ, tiếc rằng đại hạn của ta tới rồi, không đường cứu vãn. Cái gì? Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch run lẩy bẩy, cùng cảm nhận được gì đó. Linh Mục Địch khó khăn nói. Không, không lẽ? Lâm gật đầu, bình tĩnh nói. Là hồi quang phản chiếu, không ngờ trước khi ta ra đi còn có thể trợ các ngươi giúp một tay. Lòng ta rất vui mừng. Lý Vân Tiêu đau thương nói. Chẳng lẽ không có cách nào thật sao? Giận Vũ cũng sớm vào cảnh giới ngũ suy nhưng vẫn sống đến hiện tại. Lâm nói. Đừng buồn, sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét gặp, yêu biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn, vốn là tám khổ trên đời, không ai trốn được. Sán và Trác cùng mở mắt ra, mỉm cười bình yên. Có thể làm bạn đại nhân đi đến hiện giờ. Hai chúng ta rất vui mừng. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Hai vị đại nhân giã. Trác nói. Hai ta cũng sắp đến đại hạn, còn lại ít thời gian cũng vô nghĩa, không bằng đi cùng Lâm đại nhân, đường Hoàng Tuyển có bạn cùng. Lâm khẽ thở dài. Hai người cần gì như vậy? Sán cười nói. Thoải mái đi, thời gian của hai ta chỉ còn vài tháng. Trác cướp lời. Cho đến nay đều là hai chúng ta nghe lời đại nhân. Lần này hãy để chúng ta theo ý mình một lần. Ai? Lâm thở dài gật đầu nói. Nếu vậy thì tùy các ngươi.
Sán, Trác vẻ mặt mừng rỡ. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch không biết nên nói cái gì. Giới thần bi tràn ngập không khí đau buồn. Người Lâm dần phát ra ánh sáng vàng nhạt không ngừng khuếch tán ra ngoài, đó là hiện tượng ngũ suy, thiên nhân đều hóa. Linh Mục Địch vội hỏi. Đại nhân đi rồi có lời gì để lại không? Lâm mỉm cười nói. Lòng ta sáng sủa, cần nói gì nữa? Dứt lời ánh sáng vàng phân giải càng nhanh, khuôn mặt và thân hình Lâm biến thành làn khói vàng quanh quẩn một vòng giới thần bi rồi tan biến trong hư không, chẳng còn tồn tại. Sán đột nhiên cất cao giọng nói. Người bỏ ta mà đi, ngày hôm qua không thể giữ. Trác nói. Kẻ làm dối lòng ta, hôm nay càng nhiều ưu phe ư. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau, cùng cất tiếng cười to. Sán và Trác phát ra yêu lực dâng trào, thân thể đại yêu nhanh chóng héo rút chớp mắt không còn máu thịt, chỉ có hai bộ xương khô. Cương phong trong hư không loạn lưu thổi qua, xương khô hóa bụi trần bay vào hư vô. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên. Trong hư không tối tăm như có vệt sáng vàng bay hướng chân trời, dưới vệt sáng vàng có hai thân hình to lớn theo sát. Vẻ mặt Linh Mục Địch buồn bã, lặng im đứng trên giới thần bi nhìn ra xa, nỗi lòng rối loạn. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân đừng buồn, khi ba vị đại nhân đi tâm tình rất nhẹ nhàng. Linh Mục Địch mặt không biểu tình nói, ta hiểu, ngươi không cần an ủi ta. Lòng Lý Vân Tiêu thầm than. Nhìn bằng hữu cũ từ 10 vạn năm trước lần lượt rời đi, dĩ nhiên tâm tình của Linh Mục Địch không vui nổi. Những bi thương này cần thời gian tẩy rửa, trong khoảng thời gian ngắn rất khó điều chỉnh lại. Lý Vân Tiêu cẩn thận khống chế giới thần bi. Giới thần bi là thánh khí thiên vũ giới, có dấu ấn giới lực cực mạnh, rất nhanh nó cảm ứng được thiên vũ giới tồn tại liền phá không bay ra. Thiên vũ giới trời xanh mây trắng, ánh sáng ấm áp nhưng tâm tình Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch rất tệ. Lý Vân Tiêu cất đi giới thần bi, hắn lấy ra tinh bản định vị. Vị trí hai người đang ở đông vực nào đó, cách chủ thành còn có một đoạn đường. Có ba tòa chủ thành cách bọn họ gần nhất, một tòa thành rất dễ thành trên tinh bản, lớn hơn hai tòa thành khác một vòng, là thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu mặc nhiên. Thành Hồng Nguyệt sao? Mới chia tay Ninh Khả Nguyệt, thiên tư giờ Lý Vân Tiêu trở về trốn tràn ngập ký ức. Ninh Khả Nguyệt luôn ở trong thành Viêm Vũ. Giờ thành Hồng Nguyệt chắc do Lý Giật làm chủ, không biết. Lý Vân Tiêu suy tư xong cùng Linh Mục Địch hóa thành độn quang bay hướng thành Hồng Nguyệt. Từ sau khi đại chiến tuy thành Hồng Nguyệt được Phi Thanh nâng đỡ, La Thanh Vân và Lý Giật nhập chủ nhưng vẫn không thể thay đổi xu thế suy bại. La Thanh Vân làm thành chủ nhưng không lo công việc, mải mê tu luyện. Lý Giật ham thích quyền mưu, nuôi dưỡng thân tín, chèn ép đối phó. Ngược lại sau vĩnh sinh chi giới. La Thanh Vân rời khỏi thành Hồng Nguyệt, Lý Giật toàn bộ cầm quyền khiến tòa thành sáng sủa hơn. Ít ra nhiều kiến trúc mới tinh. Dường như vì thay đổi hình tượng suy đồi của thành Hồng Nguyệt nên Lý Giật cường điệu tô vẽ bề ngoài, dỡ bỏ hết các kiến trúc cũ, đổ nát, nhỏ, xây dựng rầm rộ, dựng lên nhiều thứ thoạt trông cao lớn. Thành trì vốn giảm nhân khẩu nay mở rộng, cưỡng ép tất cả người trong tòa thành nhỏ bốn phía rời vào. Trong thời kỳ ngắn thể hiện cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt. Phủ thành chủ cũng dỡ bỏ, mở rộng gấp 5 lần, quy định toàn bộ kiến trúc trong thành không được vượt qua phủ thành chủ. Giờ phút này trước cửa phủ thành chủ nguy nga hùng vĩ này có nhiều hộ vệ giới nghiêm, bao vây phủ đệ kín không kẽ hở. Các hộ vệ uy phong lẫm lẫm, trên người mặc áo giáp, vũ khí toàn là huê khí mới tinh, mỗi người thực lực không yếu. Đám người này là vệ độ thân tín được Lý Giật một tay bồi dưỡng, chịu bi bỏ tiền bỏ tài nguyên. Phía trước con đường rộng rãi có chiếc xe ngựa lộc cộc lăn tới, trong xe truyền ra tiếng ngâm thơ chất chứa vô cùng cảm thán. Hồng Nguyệt xuất thiên thành, thương mang tử vân gian, mấy vạn dặm cột hành vạn nhận sơn. Hộ vệ cùng nhìn chằm chằm, vẻ mặt tức giận, nhưng khi thấy huy hiệu trên xe ngựa thì đổi sang giật mình. Xe ngựa chạy tới trước cửa phủ đệ, có một quản gia tiến lên trước cười tươi nói. Thì ra là đại nhân vạn bảo lâu đến. Màn xe vén lên. Mấy người lục tục đi ra, dẫn đầu là hai lão nhân, người đi đầu mặc áo vàng, là Vạn Nhất Thiên. Lão nhân theo sau Vạn Nhất Thiên mặc áo gai vải thô, tóc trắng bạc phơ, mắt đục ngầu nhưng lại cho cảm giác không lường được. Sau hai lão nhân là mấy vũ giả cường đại, chắc là tùy tùng và thuộc hạ. Quản gia vội tiến lên trước chắp tay hành lễ. Nhất Thiên đại nhân từ xa đến, vất vả rồi. Vạn Nhất Thiên không nhìn thẳng quản gia. Đừng nói nhảm.
mau mang chúng ta đi vào. Vâng vâng. Quản gia kia vâng dạ đuổi người bên cạnh đi, đích thân dẫn đường. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Vạn Nhất Thiên quay đầu liếc lão nhân tóc bạc áo gai như đang trưng cầu ý kiến, mãi khi lão nhân đồng ý mới nhấc chân tiến lên. Quản gia giật mình nhìn, không rõ lão nhân tóc bạc là ai, dường như thân phận địa vị cao hơn Vạn Nhất Thiên. Mọi người đi qua mấy hành lang gấp khúc, bên trong tràn đầy hoa viên, núi giả, nước chảy, thậm chí còn có thác nước, cảnh tượng phồn hoa giàu có trên đời. Vạn Nhất Thiên không kiềm được châm chọc. Tiểu tử Lý giật thật biết hưởng thụ, đây còn là người luyện rõ sao. Quản giả cười gượng, khó tiếp lời được. Lát sau đoàn người đến trước một tòa đại điện. Vạn Nhất Thiên ngừng bước chân. Ninh Sơn đã đến. Quản gia trả lời ngay. Ninh Sơn đại nhân đã tới từ mấy canh giờ trước, hiện đang nghỉ ngơi trong điện. Vạn Nhất Thiên chậm rãi hỏi, không nhìn ra biểu tình. À, vậy Lý Giật thì sao? Không ở trong điện, sao ta cảm thấy trong điện còn có khá nhiều người? Quản gia cung kính nói. Đúng là còn có một vài đại nhân, là hào kiệt các phương do thành chủ mời đến. Vạn Nhất Thiên cố ý lớn tiếng. Hào kiệt các phương, hừ, sao ta không biết mặt một người nào? Người trong điện nghe rõ ràng, Vạn Nhất Thiên cất bước đi vào điện. Trong phút chốc ánh sáng vàng đâm đau mắt, bàn ghế, giường cột bên trong toàn bằng vàng ròng. Tuy cục vàng không đáng tiền trong mắt bọn họ nhưng hình tượng nhà giàu mới nổi kiểu này vẫn khiến Vạn Nhất Thiên cảm thấy bất mãn. Chậc chậc, lão nhân tóc bạc đi theo Vạn Nhất Thiên lộ vẻ mặt châm chọc và khinh thường, cảm thán rằng. Hồng Nguyệt xuất thiên thành, thương mang tử vân gian, mấy vạn dặm cột hành vạn nhận sơn, chậc chậc. Thành Hồng Nguyệt bây giờ còn là Thành Hồng Nguyệt đó không? Mấy chục cặp mắt trong điện cùng nhìn sang nhóm người mới đến. Với thân phận, địa vị của Vạn Nhất Thiên vốn sẽ có nhiều người tiến lên chào hỏi. Nhưng lúc trước giọng điệu khinh miệt của Vạn Nhất Thiên đã đắc tội hết mọi người trong điện, cộng thêm lời lão nhân tóc bạc nói dường như bất mãn với thành chủ hiện thời. Thế là không ai nói gì, cúi đầu uống trà. Bọn họ thầm tò mò, suy đoán thân phận của lão nhân tóc bạc. Ninh Sơn ngồi ở ghế trên, mắt nhìn lão nhân tóc bạc chằm chằm, con người có rút bắn ra tia sáng. Ninh Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha ha, vị lão nhân vải thô áo da này không lẽ là tiền bối Nhất Thiên đại nhân? Ninh Sơn nhìn hai người chằm chằm, sợ bọn họ nói dối. Vạn Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, tin tức của ngươi thật nhanh nhạy. Vạn Nhất Thiên không hề che giấu vẻ mặt đầy sát khí. Ninh Sơn thản nhiên nói. Nghe nói Vĩnh Sinh chi giới mở ra, Vạn Hiên Ngang đại nhân tiền bối lúc trước sáng lập Vạn Bảo Lâu cũng ra ngoài, luôn không rõ thật giả, xem ra là sự thật. Vẻ mặt Ninh Sơn vô cùng bình tĩnh bưng ly rượu lên uống cạn, không biết nghĩ gì trong lòng. Người sáng lập Vạn Bảo Lâu. Thân phận này như ném cục đá vào trong hồ nước, sóng gợn lăn tăn. Các tiếng xì xầm, thảo luận nho nhỏ, mắt không rời khỏi Vạn Hiên Ngang. Tuy rằng tên này cực kỳ xa lạ nhưng Vạn Bảo Lâu nổi tiếng đại lục mấy vạn năm, cắm dễ lòng người. Đôi mắt đục của Vạn Hiên Ngang xoay tròn liếc Ninh Sơn, tặc lưỡi khen. Thì ra ngươi là cường giả trưởng thiên cảnh, hèn gì dõng dạc như thế. Nhất Thiên nói ngươi chỉ là quy chân thần cảnh, hơn nữa mới bước vào không lâu. Xem ra về mặt tình báo thì Vạn Bảo Lâu kém hơn ngươi rất nhiều, ai, thật là đời sau kém hơn đời trước. Bùm! Ly rượu trong tay Ninh Sơn bị bóp nát. Bộp! Ninh Sơn đập xuống mặt bàn, ly rượu thành bột phấn. Người Ninh Sơn khẽ run, khó nén nỗi lòng rung động. Sau khi Ninh Sơn được một viên thần đan trong đan tháp ở Vĩnh Sinh chi giới mới có cơ duyên đột phá đến trưởng thiên cảnh, vốn tưởng rằng không ai biết, chẳng ngờ bị Vạn Hiên Ngang nhìn thấu ngay. Tức là thực lực Vạn Hiên Ngang cao hơn Ninh Sơn. Nỗi lòng Ninh Sơn phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ninh Sơn cứ tưởng đột phá đến lâm, dựa vào sức mình dư sức bắt Vạn Bảo Lâu, thống nhất Thương Minh. Sau đó Ninh Sơn sẽ liên hợp thế lực có quan hệ hợp tác thân thiết với Thương Minh từ khắp nơi, kéo dài tới hải ngoại, thậm chí yêu tộc, đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Cùng Thiên Vũ Minh, đảo Huyền Ly, thánh vực địa vị ngang nhau, trở thành thế lực nhân tộc thứ 4 trong Thiên Vũ giới. Ninh Sơn đầy dã tâm lên kế hoạch hết, nhưng hôm nay bước đầu tiên đã xảy ra vấn đề. Vạn Bảo Lâu bỗng nhiên ra một người sáng lập mạnh hơn Ninh Sơn. Trong lòng Ninh Sơn rất buồn bực, ánh mắt Vạn Hiên Ngang nhìn chăm chú làm Ninh Sơn bức bối.
Ninh Sơn một đường vượt mọi chông gai mới khai sáng ra Thiên Nguyên Thương Hội, phập phồng lo sợ, không từ thủ đoạn, nghĩ mọi cách mới có cục diện hôm nay. Vạn Nhất Thiên trước mắt sở hữu cơ nghiệp to lớn do tổ tiên để lại, không có lòng tiến tới, đàn đồn, chỉ số thông minh thấp. Ninh Sơn vốn nên nuốt luôn Vạn Nhất Thiên nhưng gã liên tục tốt số sống tiếp. Ninh Sơn khó khăn lắm mới kiếm được một viên thần đan từ đan lâu trong vĩnh sinh chi giới, bước vào lâm. Ninh Sơn cứ nghĩ rốt cuộc thực hiện được khát vọng, nhưng đối phương có một tổ tông lợi hại đi ra. Thiên đạo bất công hết sức. Trong lòng Ninh Sơn vạn ngựa chạy chồm rồi lại không biết làm sao. Người ta có cơ nghiệp tổ tông để ăn, giờ tổ tông cũng có thể vận dụng, người làm gì được người ta. Ninh Sơn chỉ có thể ngồi đó vùi đầu uống rượu. Vạn Nhất Thiên nhìn quét toàn trường, những người không lọt vào mắt gã nổi nên cũng lười chào. Vạn Nhất Thiên hừ một tiếng ngồi xuống ghế đối diện Ninh Sơn. Vạn Nhất Thiên ngồi xuống ghế, Vạn Hiên Ngang thì đứng bên cạnh. Trước khi đến hai người đã bàn qua, mọi chuyện Vạn Nhất Thiên làm chủ, dù sao bên ngoài Vạn Nhất Thiên là chủ Vạn Bảo Lâu. Vạn Hiên Ngang tuy thân phận khủng nhưng bây giờ tối đa xem như là Thái Thượng Trưởng Lão. Vạn Nhất Thiên vừa ngồi xuống liền có nhiều tỷ nữ xinh đẹp nối đuôi nhau vào, bưng các mỹ tửu đầu ngon lên xếp đầy một bàn. Vạn Nhất Thiên qua loa ăn uống một chút liền đâm chán, la lên. Lý Giật đâu rồi, mời chúng ta tiến đến mà lên giá vậy sao? Quản gia vội đáp. Hai ngày nay thành chủ đại nhân đột nhiên bận việc, đang bế quan. Thành chủ đại nhân có nói hôm nay sẽ ra tới, có lẽ bị trục trặc một chút nhưng sẽ không lệch thời gian quá xa. Cái gì, hắn đang bế quan? Vạn Nhất Thiên đứng bật dậy, tức giận quát. Đùa gì vậy? Chúng ta đang chờ hắn mà hắn đang bế quan tu luyện. Quá buồn cười, không xem chúng ta là người sao. Nhất Thiên đại nhân bất giận, đại nhân bất giận. Quản gia vội phân bua. Thành chủ đại nhân nói hôm nay nhất định sẽ đi ra, chắc hẳn cũng sắp rồi. Dầm. Vạn Nhất Thiên đá lật cái bàn, nạt. Mau sắp xếp phòng tượng đẳng, chúng ta muốn nghỉ ngơi, chờ khi nào Lý Giật đến hãy kêu chúng ta. Trong mắt Vạn Nhất Thiên thì Lý Giật chỉ là một tiểu bối còn con, một con chờ của Vi Thanh, vốn không có tư cách mời gã. Vạn Nhất Thiên nghe nói Đinh Sơn cũng đến nên mới tới giúp vui. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Giờ Vạn Nhất Thiên nhìn người trong đại điện, gã hối hận, cảm thấy mình bị hạ thấp. Thế mà Lý Giật còn lên giá như vậy, dám để Vạn Nhất Thiên chờ dài cổ, nên gã rất tức giận. Quản gia sợ ngây người, không biết nên làm sao. Quản gia chưa từng gặp tình huống trở mặt như vậy, cũng biết rõ thân phận người trước mắt nên không dám kêu người tới đàn áp. Đám người trong đại điện lạnh lùng nhìn quản gia, xem náo nhiệt sợ gì lớn chuyện, bọn họ ước gì có chuyện cho đỡ chán đời. Cộng thêm kinh nghiệm của Lý Giật mỏng, đừng nói Vạn Nhất Thiên không phục, rất nhiều người đang ngồi cũng không phục. Nhưng ai đều biết Lý Giật được Vi Thanh thích, núi dựa cứng rắn nên ít nhiều gì bọn họ phải nể mặt. Nhưng Vạn Nhất Thiên là ai? Trong mắt Vạn Nhất Thiên luôn nghĩ gã ngang hàng với Vi Thanh nên không thèm quan tâm con cờ dưới tay Vi Thanh. Vạn Nhất Thiên bỏ lại quản gia trực tiếp ra ngoài đại điện. Vạn Hiên Ngang không nói gì, lẳng lặng theo đuôi Vạn Nhất Thiên như mấy hộ vệ khác. Ninh Sơn luôn ăn uống quỳnh tương ngọc cốt thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, bụng thì cười thầm nghĩ, đồ ngu với chỉ số thông minh như vậy còn mơ đấu với bổn tọa. Dù có tổ tông của ngươi chống lưng thì sớm muộn gì bổn tỏa cũng sẽ nuốt Vạn Bảo Lâu, thống nhất thương minh. Ninh Sơn đang suy nghĩ đột nhiên có một nam nhân tuấn nhã từ bên ngoài đi vào. Nam nhân phong độ bất phàm nói. Nhất Thiên đại nhân bất giận, xin hãy ngồi trở lại, rất nhanh Lý Giật sẽ đến. Vạn Nhất Thiên sửng sốt, khi nhìn rõ người trước mắt thì nghi ngờ hỏi. Tần Xuyên. Tần Xuyên gật đầu nói. Đúng là tại hạ. Vạn Hiên Ngang trầm ngâm nói. Tu hội lần này là ý của Thánh Vực. Tần Xuyên lắc đầu nói. Không phải Thánh Vực chủ đạo, ta cũng chỉ nhận lời mời đến tham gia. Nét mặt Vạn Nhất Thiên xa sầm hừ mũi. Không phải Thánh Vực chủ đạo vậy hắn không có tư cách tự cao tự đại trước mặt ta. Tần Xuyên khẽ thở dài. Lý Giật huynh cũng chỉ vì bất đắc dĩ, khi đang tu luyện đột nhiên bị lệch hướng nên phải bế quan. Vạn Hiên Ngang luôn im lặng chợt mở miệng nói. Nếu vậy thì chúng ta không có gì để oán trách, dù sao chuyện tu luyện dễ xảy ra vấn đề, không ai đề phòng được. Vạn Hiên Ngang đã lên tiếng thì Vạn Nhất Thiên không dám phản đối, hừ một tiếng xoay người ngồi xuống. Nhóm tỷ nữ xinh đẹp đã xếp lại ghế cho Vạn Nhất Thiên,
đồ ngon mỹ tửu đổi mới. Tần Xuyên vào đại điện, mỉm cười gật đầu chào Đinh Sơn. Hai người nhìn nhau cười, không người biết quan hệ phụ tử giữa Tần Xuyên và Đinh Sơn, thế này tiện làm việc hơn. Tần Xuyên ngồi xuống, trong điện không còn không khí yên tĩnh như trước, bắt đầu ồn ào, ầm ĩ lên. Không lâu sau một nam nhân từ bên ngoài đi vào, một đường tới trước đại điện, cao giọng hét. Các vị, thành chủ đại nhân đã xuất quan, đang tắm rửa, sẽ đến gặp mọi người ngay. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh, không có bất cứ biểu tình, hơi chân chất nhưng tu vi không thấp. Ngươi là... Nhiều người kinh ngạc nhìn nam nhân. Tần Xuyên kinh kêu. Ngươi là Đường Tâm lão đệ. Cơ mặt nam nhân co giật, gã xoay người khó khăn nặn nụ cười nhưng chỉ càng khó xem hơn. Nam nhân nhếch môi nói. Ha ha ha, không ngờ Tần Xuyên huynh còn nhớ được tại hạ đúng là ta. Ồn ào. Chảo dầu sôi, không ngờ công tử tứ cực môn ngày xưa, đệ tử dưới vũ đế đằng quang, Đường Tâm có hy vọng kế thừa ngôi vị thành chủ thành Hồng Nguyệt. Đường Tâm vẫn còn ở thành Hồng Nguyệt, hơn nữa đầu phục Lý Dật. Nhớ năm đó tứ cực môn rất là hưng thịnh, không chỉ là thành viên trung tâm trong Thương Minh, môn chủ Đường Khánh chấp trưởng thành Hồng Nguyệt, phong quang vô hạn. Đường Tâm cũng là nước lên thì thuyền lên, trở thành công tử chạm tay có thể bỏng trong thiên hạ. Không ngờ vật đổi sao rời, bây giờ Đường Tâm thành ra thế này. Nhiều người còn nhớ đến cuộc ly hôn khiến thiên hạ giật mình, lòng sợ hãi. Cuộc ly hôn thay đổi vận mệnh Đường gia, thay đổi vận mệnh tứ cực môn, vận mệnh thành Hồng Nguyệt, thậm chí là thế cục toàn thiên hạ đều vì nhân vật oai phong một cõi kia. Vừa nghĩ tới người kia làm mọi người nuốt nước miếng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Đám người Đinh Sơn, Tần Xuyên, thậm chí Vạn Bảo Lâu đều lộ vẻ mặt trầm trọng. Đường Tâm tuyên bố xong phản ứng của mọi người khác nhanh. Rất nhanh Đường Tâm lấy lại bình tĩnh, gã đứng một bên chờ thành chủ thành Hồng Nguyệt giá lâm. Mấy giây sau, một thanh âm sang sảng từ ngoài điện truyền vào. Để các vị đợi lâu, bản thành chủ thật sự xin lỗi. Sau đó là chàng cười lớn. Mọi người cảm thấy hoa mắt, ghế chính đại điện đã có một nam nhân mặc cẩm y hoa phục ngồi, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã nhưng có vài nét yêu dị. Đám người Đinh Sơn liếc mắt nhìn qua, thầm sửng sốt, giật mình. Trước kia theo mạng lưới tình báo của bọn họ thì thực lực Lý Dật cỡ vũ đế cao giai. Giờ xem xét thì bị lực lượng chặn lại không thể điều tra. Dù vậy người Lý Dật phát ra khí thế cho nhóm người cảm giác ít nhất là cường giả thần cảnh. Lý Dật đắc ý ngồi trên ghế, hai tay đặt hai bên, khí thế kẻ bề trên phát ra, cao giọng nói. Đa tạ các vị nể mặt, tại hạ cảm kích vô cùng. Vì tỏ thành ý, ta đã cố ý chuẩn bị huyết trà thượng đẳng nhất thành Hồng Nguyệt cho các vị nhấm nháp. Đường Tâm đứng một bên vỗ tay mấy cái. Bốn hàng tỷ nữ xinh đẹp bưng huyết trà nóng nổi lên, cung kính bưng cho mỗi người. Trong phút chốc đại điện thơm mùi trà, thơm ngát cả thành, người uống vui vẻ thoải mái. Tuy rằng huyết trà đối với đa số người đang ngồi không có tác dụng tu luyện nhưng ít ra khiến tinh thần sáng láng, uống vào rất thoải mái. Lý Dật quan sát vẻ mặt mọi người uống trà, khóe môi cong lên. Nhưng rất nhanh nụ cười tan biến, vì Lý Dật chợt nhớ một việc. Lần đầu tiên Lý Dật đến thành Hồng Nguyệt, trên thanh phong Minh Nguyệt Lâu, gã vốn cũng được một ly huyết trà thượng phẩm nhưng bị Lý Vân Tiêu uống sạch. Với thân phận, địa vị hiện tại của Lý Dật có thể mỗi ngày tắm bằng huyết trà, nhưng không bằng một ly ngày xưa. Mỗi khi nhớ đến đây là lòng Lý Dật bừng lửa giận, hận không thể bầm thây hắn ra. May mà Lý Dật và Lý Vân Tiêu có nhiều ân oán, gã không bứt rứt khi thêm một việc. Chờ mọi người uống trà xong, Lý Dật cười hỏi. Các vị cảm thấy trà như thế nào? Trà ngon, trà ngon. Mọi người đều khen luôn miệng. Đột nhiên một thanh âm không hài hòa vang lên. Trà thì ngon thật nhưng không uống ra vị thành Hồng Nguyệt nữa. Mọi người liếc mắt nhìn sang Vạn Nhất Thiên, vì chính gã nói câu đó. Lý Dật nheo mắt lạnh lùng nhìn. À, dám hỏi Nhất Thiên đại nhân thành Hồng Nguyệt có vị thế nào? Vạn Nhất Thiên không ngán Lý Dật, gã xì cười. Vị thành Hồng Nguyệt ngày xưa là phân phương mà không mất bá khí, phẩm vị, có phong độ vương giả trong trà. Huyết trà bây giờ chỉ còn lại màu và mùi, thậm chí mùi cũng thay đổi, lẫn vào vài thứ quá y dị. Lý Dật sắc mặt khó xem nói. À, không biết là có thứ quái dị gì, hay đầu lưỡi của Nhất Thiên đại nhân bị gì. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Lý Dật lạnh lùng hỏi. Có cần ta tìm người khám lưỡi giúp Nhất Thiên đại nhân không?
Nếu không được thì đổi cái lưỡi khác, hoặc huyết trà của ta dùng máu vũ đế làm phân bồi dưỡng ra, hay là dùng máu của thần cảnh đại nhân thử. Dầm. Cái bàn trước mặt Vạn Nhất Thiên nháy mắt lật tung, mảnh vỡ đầy đất. Đại điện yên lặng nghe tiếng kim rơi. Vạn Nhất Thiên sắc mặt âm trầm, nhếch mép cười gằn, người dâng lên sát khí. Thành chủ đại nhân quả nhiên anh hùng tài ba, tư duy không giống người thường, tuổi trẻ đã muốn tìm chết. Mắt Lý Giật xoe tròn, đặc biệt liếc Vạn Hiên ngang vài cái. Lý Giật cố nén sát khí trong lòng, lạnh lùng nói. Ta hôm nay mời các vị tiến đến không vì gây chuyện mà là cùng bàn việc lớn. Vạn Nhất Thiên nhà ngươi ba lần bốn lượt khiêu khích, ta không nhịn nữa. Vạn Nhất Thiên cười khẩy nói. Chỉ bằng vào ngươi còn muốn cùng bàn việc lớn, có phải đã đánh giá mình quá cao? Không đợi Lý Giật trả lời, Đinh Sơn đập bàn nạt lại. Vạn Nhất Thiên, nếu ngươi khó chịu cứ nói thẳng ra ngay đi, thiếu ngươi càng yên tĩnh hơn. Kẻ đánh giá cao chính mình là ngươi mới đúng. Mâu thuẫn giữa Nam, Bắc Thương Minh đã sớm tới mức kịch liệt, tùy thời bùng nổ địa chiến cuối cùng. Cho nên Đinh Sơn chưa từng nghĩ đến việc hòa hoãn. Giờ Vạn Nhất Thiên và Lý Giật mâu thuẫn, Đinh Sơn chỉ cần thuận thế đổ dầu vào lửa, khiến hai người lập trước nước lửa khó dung thì sẽ có trăm lợi không chút hại cho chính gã. Hơn nữa hiện tại đứng ra biểu minh lập trường ủng hộ Thành Hồng Nguyệt xem như công đầu, nếu Đinh Sơn có thể hợp tác với Thành Hồng Nguyệt sẽ có cơ hội lớn một hơi bắt lấy Vạn Bảo Lâu. Vạn Nhất Thiên mơ hồ nghĩ đến thứ gì nhưng vẫn không thèm để Đinh Sơn, Lý Giật vào mắt. Đinh Sơn, thù mới hận cũ giải quyết hết trong hôm nay đi. Tuy rằng Thương Minh không ngừng thất bại nhưng Vạn Nhất Thiên luôn cho rằng mình là số một Thương Minh, khinh thường đối phương. Mấy vũ giả đi theo Vạn Bảo Lâu đến lập tức đứng dậy, khí thế thẳng hướng Đinh Sơn, đằng đằng sát khí. Tốt, tốt, Đinh Sơn lạnh lùng cười. Nếu vậy hôm nay... Trong Thành Hồng Nguyệt là lúc ngươi và ta quyết sinh tử. Lý Giật thành chủ, thánh vực Tần Xuyên, còn có các vị thiên hạ hào kiệt làm chứng, bây giờ ta muốn đơn độc khiêu chiến với Vạn Nhất Thiên, hai người võ quyết đến chết mới thôi. Đám người xôn xoa, nhiều người la lên. Tốt, tốt, xem náo nhiệt không lo lớn chuyện, bọn họ ước gì vài người chết. Vạn Nhất Thiên biến sắc mặt, nếu là trước kia thì một mình gã đấu với Đinh Sơn cũng được. Nhưng vừa rồi lão tổ tông nói bây giờ Đinh Sơn là trưởng thiên cảnh, sao Vạn Nhất Thiên dám đấu một mình được? Đám đông la ó, Vạn Nhất Thiên không mất mặt nuốt lời được. Mặt Vạn Nhất Thiên đỏ như cà chua chín, giận dữ nói. Nam Bắc Thương Minh là cục diện ngươi chết ta sống, ai thèm đấu đơn với ngươi? Đây là cuộc chiến giữa hai phái, không phải ân oán cá nhân của hai ta. Đinh Sơn chậm rãi nói. À, vậy sao? Làm hội trưởng Thiên Nguyên Thương Hội, ta thật tình không muốn thấy thuộc hạ cả ngày liều chết vì tranh giành địa bàn, bao nhiêu sự sống tươi mới tiêu hao. Làm hội trưởng, ta nguyện ý đứng ra một mình đấu với ngươi, Vạn Nhất Thiên lâu chủ Vạn Bảo Lâu. Nếu ngươi còn là lâu chủ, còn chút tình yêu quý mạng sống của thuộc hạ, còn chút tôn nghiêm vũ giả thì bây giờ đi ra đấu đơn với ta, dùng thắng thau để quyết định cách cục tương lai. Ra mặt Vạn Nhất Thiên rất dày, cười khẩy nói. Lớn đầu còn chơi trò khích tướng, thật là ấu trĩ. Dù chiến một trận với ngươi thì nên là người sáng tạo của Vạn Bảo Lâu ta, lão tổ tông có tư cách đại biểu Vạn Bảo Lâu cường đại hơn là ta. Vạn Nhất Thiên khiêm tốn nhìn người đứng bên cạnh. Sắc mặt Vạn Hiên Ngang luôn bình tĩnh, không lên tiếng. Đinh Sơn nhìn Vạn Hiên Ngang, vẻ mặt trầm trọng. Không chỉ vì thực lực Vạn Hiên Ngang cao thâm, Đinh Sơn không phỏng đoán được, ngay cả tâm kế cũng không thấy Vạn Hiên Ngang lộ ra ngoài mặt. Đinh Sơn thầm nghĩ, người này không uổng là người sáng lập Vạn Bảo Lâu, quả nhiên khó xơi. Thực lực và tâm kế không thua gì ta, rắc rối thật. Nếu để Đinh Sơn đụng độ Vạn Hiên Ngang thì gã tuyệt đối không chịu. Đám người này toàn là tâm kế thâm sâu, chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Trong đại điện trở nên im lặng, không ai nói câu nào. Rốt cuộc Vạn Hiên Ngang mở miệng. Vạn Hiên Ngang không quan tâm Vạn Nhất Thiên và Mạch. Lão xoay người nhìn Lý Giật. Ta hơi hứng thú với, cùng bàn việc lớn, mà thành chủ nói, không biết có thể nói tỉ mỉ hơn không? Lão tổ tông, Vạn Nhất Thiên kinh kêu. Hắn chỉ là tiểu bối vột di, làm gì có việc lớn cùng bàn. E rằng mới ngồi ổn vị trí thành chủ nên muốn khoe khoang một phen, dùng việc này dẫn mọi người lại đây. Trong lòng Vạn Nhất Thiên cực kỳ khinh thường Lý Giật. Lý Giật lạnh lùng nhìn Vạn Nhất Thiên, không chút khách sáo mỉa mai. Ha ha ha, Vạn Nhất Thiên,
hèn gì tổ tiên của ngươi có thể gầy dựng sự nghiệp còn ngươi thì không giữ được gia nghiệp, đúng là đồ phế vật. Đinh Sơn và Vạn Nhất Thiên đã trở mặt tại chỗ, Lý Dật đoán được ý của Đinh Sơn, hai người không mưu mà hợp dứt khoát không nể mặt Vạn Bảo Lâu. Vạn Nhất Thiên tức giận mặt tím lịm, hét to một tiếng định xông lên. Tiểu tử thối nhà ngươi mới nói gì? Khí thế quy chân thần cảnh bộc phát ra, chấn mặt đất nứt vỡ. Người xung quanh trừ Vạn Hiên Ngang ra đều thụt lùi. Vạn Hiên Ngang thản nhiên nói. Bình tĩnh chút. Khí thế cuồng bạo biến mất ngay. Vạn Nhất Thiên hết hồn, cảm giác có lực lượng vô hình chặn lại kinh mạch toàn thân gã, khó thể vận chuyển nguyên lực nữa. Vạn Nhất Thiên la lên. Lão Tổ Tông, nhãi danh này mắng ta. Đinh Sơn, Lý Dật thấy cảnh này thầm giật mình, lòng hết sức cảnh giác. Vạn Hiên Ngang nói. Ngươi khinh thường người ta thì tất nhiên người ta sẽ mắng ngươi. Việc này là ngươi có lỗi trước, tạm thời an yên tĩnh một chút nghe hắn nói xong đã. Vạn Nhất Thiên ngây người chết đứng, không bao giờ ngờ Lão Tổ Tông nói mình sai. Tuy rằng không tính là của trách nhưng ngay trước mắt bao ngươi, Vạn Nhất Thiên cảm thấy vô cùng mất mặt. Xấu hổ và giận dữ đan xen, Vạn Nhất Thiên hung tợn chừng Lý Dật rồi cau có đứng một bên, không hé răng. Lý Dật vỗ tay khen. Ha ha, nói rất đúng, Hiên Ngang đại nhân quả nhiên là khác với ai đó. Lý Dật lạnh lùng liếc lại Vạn Nhất Thiên. Vạn Hiên Ngang vẫn mặt không biểu tình nói. Ta có ẩm trọng ngươi nhưng cũng không hạ thấp ngươi, chỉ muốn nghe việc lớn của ngươi. Nếu có giá trị thì cùng bàn cũng được, nếu không giá trị thì thời gian của chúng ta rất quý giá. Hiểu, tại hạ hiểu. Lý Dật chắp tay nói. Nếu không phải Vạn Nhất Thiên cố ý quấy rối thì ta đã sớm nói xong. Vạn Nhất Thiên tức giận trợn to mắt, nhưng lời Lão Tổ Tông nói như thánh chỉ khiến gã im lặng không dám lên tiếng. Lý Dật nói. Các vị cũng rõ ràng thế cục thiên hạ hiện nay. Hai thánh địa biến đổi lớn, không còn sáng sủa như xưa. Hóa thần hải thì trực tiếp bị diệt, chỉ còn lại thánh vực tàn phá, một cây làm chẳng nên non. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Mọi người biến sắc mặt, tuy có mặt đều thấy rõ thánh vực suy bại nhưng Thành Hồng Nguyệt dù gì còn trong quyền khống chế của thánh vực, Lý Dật nhà ngươi chẳng phải là người của Vi Thanh sao? Nói như vậy không thành vấn đề sao? Mọi người liếc trộm hướng Tần Xuyên, gã bình tĩnh uống trà không có biểu tình, đám người tim rót cái bịch, nhận ra có gì đó không đúng. Lý Dật tiếp tục bảo, trên thánh vực tàn phá nổi lên hai siêu thế lực, một là Đảo Huyền Ly, một là Thiên Vũ Minh. Hừ. Nói đến hai thế lực lớn này lại khiến người tức giận. Thiên Vũ Minh phong ấn quy tắc thập phương, phải thuận theo hắn mới cho đi Nam vực cảm ngộ, tỏ rõ là đối địch với vũ giả trong thiên hạ. Ngay cả bản thành chủ là người sinh trưởng ở Nam vực, có nhà cũng không thể về. Lý Dật tức giận nói. Đảo Huyền Ly đó cũng đáng ghét, vốn nên giúp đỡ chính nghĩa, tiêu diệt Thiên Vũ Minh làm chuyện bất nhân bất ngư ã mới đúng. Kết quả là bắt tay nhau làm chuyện xấu, chỉ cầu chính mình phát triển là được. Hoàn toàn không để ý người trong thiên hạ chết sống. Đúng rồi, cách làm của Thiên Vũ Minh rất bá đạo. Đám người bàn tán xôn xao, những người được Lý Dật mời đều không tham gia Thiên Vũ Minh, nghe xong rất là tức giận chỉ muốn giết tới Thiên Vũ Minh, bảo vệ chính nghĩa. Lý Dật cảm thán nói. Bởi vậy mới nói, trên đời này nhỏ yếu sẽ bị khi dễ. Hôm nay ta tìm mọi người lại đây. Chúng ta cùng nhau tổ kiến liên minh đối kháng lại Đảo Huyền Ly và Thiên Vũ Minh đi. Cái gì? Lời thốt ra làm bốn phía giật mình, nhiều người mặt xanh mét. Kêu bọn họ phất cờ trợ uy còn được, bảo bọn họ vác dao vác thương đi đấu với Đảo Huyền Ly, Thiên Vũ Minh sẽ sợ tè trong quần. Đinh Sơn con người co rút, mắt bắn ra tia sáng. Ý tưởng của Lý Dật giống với Đinh Sơn. Lý Dật nhìn quanh. Các vị cảm thấy chúng ta quá nhỏ yếu. Chưa thể đối kháng lại bọn họ đúng không? Ta hiểu điều đó, nhưng chuyện gì cũng do con người từ từ làm ra. Lúc Thiên Vũ Minh thành lập có ai ngờ nó sẽ được quy mô hiện giờ không? Vạn Hiên Ngang mở miệng hỏi. Nếu liên minh thì về sau phát triển như thế nào? Mắt Lý Dật hấp háy tia sáng, tinh thần tỉnh táo phấn khởi nói. Ta đã nghĩ đến tương lai rồi. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, có hai thương minh tham gia sẽ trở thành lực lượng không thể bỏ qua. Dù không địch lại Đảo Huyền Ly và Thiên Vũ Minh nhưng ít ra có thể đối kháng với Thánh Ma hiện tại. Vậy thì không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của chúng ta. Ma kiếp sắp đến, Đảo Huyền Ly, Thiên Vũ Minh sẽ chấp nhận chúng ta tồn tại, không thể nội bộ đánh nhau vào lúc này.
Vạn Hiên ngang gật gù vuốt râu bạc. Ý của ngươi là thừa dịp ma kiếp giáng xuống, khi ba đại thế lực kháng ma thì chúng ta lo phát triển cho mình. Đúng vậy, lão tiên sinh thật là thần cơ diệu toán, một chốc đã đoán trúng ý tưởng của ta. Lý Dật hưng phấn nói. Trời sập có mấy người cao trống. Chúng ta không đủ cao cứ lo phát triển bản thân, để mình cao lớn rồi tính. Chờ sau khi bọn họ giao chiến với Lý Dật sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, chúng ta đã lớn mạnh có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thống nhất thiên vũ giới. Lý Dật càng nói càng phấn khởi, lạnh lùng nói. Thậm chí là ma giới, nếu có cơ hội chưa chắc không thể đi qua, thống nhất luôn ma giới. Mấy lời đó khiến những người có mặt trợn mắt há hốc mồm, không ngờ trong lòng vị thành chủ trẻ tuổi này ôm khát vọng to lớn xa xôi như thế. Với người bình thường thì có thể chống cự ma kiếp, để thiên vũ giới không bị xâm phạm là được. Hùng tâm của Lý Dật quá to lớn, muốn thống nhất thiên vũ giới rồi đi thống nhất ma giới. Mọi người giật mình qua đi toát mồ hôi ròng ròng, nhiều người dùng tay áo lau trán. Vạn Hiên ngang đột nhiên cười phá lên, vuốt râu. Ha ha ha! Vạn Nhất Thiên châm chọc nói. Lão Tổ Tông, ta đã nói tiểu tử này đồ ngốc, chỉ biết mơ tưởng viễn vông. Ai ngờ Vạn Hiên ngang lại khen. Khá, rất khá, có phong phạm ngày xưa của ta. Nếu không có khát vọng to lớn xa vời thì sao sáng lập ra thương hội đệ nhất thiên hạ như Vạn Bảo Lâu. Nhưng muốn thống nhất hai giới thì tiểu tử, người sẽ phải đi con đường rất xa. Vạn Nhất Thiên hóa đá, cảm giác gió lạnh thổi vù vù, thời tiết hơi rét. Lý Dật cười tủm tỉm. Tại hạ chỉ suy nghĩ lung tung, chuyện tương lai ai biết được, đi một bước tính một bước. Nhưng nếu có khởi đầu tốt là đã thành công một nửa, các vị cảm thấy sao? Nhiều người im lặng, không ai dám tiếp lời. Nếu tỏ thái độ nghĩa là biểu minh sẽ đứng về phía Lý Dật. Vạn Hiên ngang nói. Cách nghĩ của ngươi rất tốt, ta rất công nhận. Lý Dật mừng rỡ hỏi. Chuyên của tu y đốt nét lão gai tử đồng ý tham gia liên minh. Vạn Hiên ngang gật đầu nói. Đúng vậy. Vạn Nhất Thiên. Chấm. Vạn Nhất Thiên cảm thấy mình vô hình, cảm giác lúng túng, xấu hổ, tức tối cũng không có, gã hóa đá tại chỗ. Vạn Bảo Lâu tỏ thái độ thế là những người khác thảo luận bàn bạc, biểu tình trầm trọng. Lý Dật nhìn hướng Đinh Sơn. Đại nhân thì sao, nếu Đinh Sơn đại nhân cũng tham gia thì Nam Bắc Thương Minh lại là một nhà. Sắc mặt Đinh Sơn trầm trọng. Lòng nhanh chóng tính toán. Dù lão phu đồng ý tham gia thì Nam Bắc Thương Minh cũng không phải là một nhà, mỗi người tự lo việc mình. Lý Dật cười nói. Những việc này chờ kết minh xong chúng ta sẽ bàn nội bộ sau. Miễn hai vị đồng ý thì con đường này rất có triển vọng. Ninh Sơn gật đầu. Nếu vậy thì lão phu tạm thời đồng ý. Ha ha ha, tốt, tốt. Mắt Lý Dật sáng rực, mừng rỡ nói. Có hai minh tham gia thì liên minh xem như hình thành, các vị còn lại thì sao? Lý Dật liếc qua mấy người khác, lạnh lùng hỏi. Các người còn do dự điều gì? Cái đó. Mọi người nhìn nhau. Một người đứng dậy, chắp tay nói. Thành chủ đại nhân, kết minh đúng là việc tốt nhưng thiết quyền môn ta ít tới lui với bên ngoài, không có dã tâm gì quá lớn, vì vậy tạm thời chưa muốn tham gia liên minh. Có một người đứng dậy liền kéo theo một đống. Nhiều người nhẹ gật đầu định tìm lý do từ chối. Lại một người đứng ra nói. Xích phân trang của ta thực lực thấp, không tiện cuốn vào phân tranh đại lục, tạm không tham gia liên minh. Lý Dật biểu tình cực kỳ khó xem, mấy người khác cũng dục dịch. Lý Dật nói ngay. Không tham gia liên minh thì bản thành chủ cũng không ép, dù sao đây là lựa chọn của cá nhân, không miễn cưỡng được, mọi người thấy có đúng không? Đúng, đúng, thành chủ đại nhân thật là khai minh. Đám người thầm thở phào, cứ tưởng Lý Dật sẽ nổi khùng lên, giờ thì thả lỏng trái tim treo cao. Lý Dật tiếp tục bảo. Nhưng liên minh vì để giữ kín bí mật của mình, vừa rồi ta đã nói ra phương châm sách lược phát triển trong tương lai, bí mật quan trọng như thế không thể truyền ra ngoài. Bản thành chủ trước giờ chỉ tin người chết mới giữ bí mật. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Ánh sáng chợt lóe. Đám người chưa kịp thấy Lý Dật ra tay thế nào thì trưởng môn thiết quyền môn bị đập nát bấy, thê sở thảm dính bẹp dưới đất. Lý Dật lạnh lùng nói. Chậc chậc, thiết quyền môn thành thiết bính mon rồi, cũng không tệ. Lý Dật cố ý tạo thành hiệu quả khủng bố buồn nôn này, nên không đánh vụn người mà đập bẹp dí. Ui! Đám người cảm thấy toàn thân lạnh lẽo,
nháy mắt từ nhân gian rớt xuống địa ngục, mặt trắng bệch. Vạn Hiên ngang, Đinh Sơn mắt lóe tia sáng kỳ dị, có chút khen ngợi, thưởng thức sự sát phạt dứt khoát của Lý Dật. Ta nguyện ý tham gia liên minh. Trang chủ Xích Vân Trang quỳ hai gối xuống đất, liều mạng dập đầu nói. Ta nguyện ý tham gia, nguyện ý tham gia. Lý Dật làm vẻ mặt mờ mịt nhưng trong mắt lạnh băng châm chọc. Ủa, mới rồi trang chủ này nói Xích Vân Trang thực lực thấp, không tiện cuốn vào phân tranh đại lục sao bây giờ lại đồng ý. Làm ta hoang mang không hiểu, rốt cuộc trang chủ có đồng ý hay không? Nguyện ý, nguyện ý. Tất nhiên là nguyện ý. Trang chủ Xích Vân Trang mạnh mẽ leng keng nói. Bởi vì thực lực thấp nên mới cần liên minh càng cường đại che chở, tham gia liên minh là lựa chọn thích hợp nhất, mọi người thấy có đúng không? Đúng đúng đúng. Bốn phía vang lên tiếng đồng ý, leng keng chắc chắn. Lý Dật lạnh lùng cười. Nhưng thực lực của các ngươi thấp, liên minh ta cần làm gì? Cái đó. Chán trang chủ Xích Vân Trang toát mồ hôi lạnh, cảm nhận ánh mắt lạnh băng của Lý Dật làm gã sợ hãi lắp bắp. Ta, nhất định sẽ đốc thúc mọi người chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực của mình thật nhanh, cống hiến cho liên minh. Ừm, tốt lắm, nếu trang chủ có thành ý như thế thì liên minh vô cùng vui vẻ tiếp nhận các ngươi. Lý Dật vươn hai tay ra cười nói. Còn có nào môn phái nguyện ý vào vòng tay của chúng ta không? Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Tiếng đồng ý thi nhau vang lên như sợ nói chậm sẽ bị chìm trong đám đông. Lý Dật mỉm cười nói. Tốt lắm, ta rất thưởng thức bộ dáng hăng hái này của các ngươi. Hôm nay liên minh thành lập, chúng ta nên đặt tên gì cho hay đây? Đinh Sơn lạnh nhạt nói. Tên thì mọi người cùng nhau nghĩ đi. Trong đại điện trộn rộn từng thanh âm đua nhau nghĩ tên. Trên bầu trời phủ thành chủ, cao mấy trăm trượng, hư không chợt lay động nhẹ. Một bóng người đi ra. Thật là đám người nhàm chán. Mục Địch đại nhân nghe tiếp đi, ta tìm Nhược Băng. Người này chính là Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch hiện hình gần bên hắn. Linh Mục Địch cười nhạt. Không ngờ vừa đến thành Hồng Nguyệt đã nghe chuyện thú vị như vậy, mấy phương thế lực liên hợp lại đúng là có ý tưởng. Lý Vân Tiêu nói, chỉ là đám tạp nham, nhưng kỳ lạ, ta cảm nhận hơi thở quen thuộc trong phủ thành chủ, là ai đây? Một tay Lý Vân Tiêu chống KMV lộ vẻ đăm chiêu. Linh Mục Địch nói, những người này thực lực không mạnh nhưng ảnh hưởng lớn, đặc biệt là Nam Bắc Thương Minh. Lý Vân Tiêu tỉnh táo lại, gật gù. Đúng vậy, không ngờ Vạn Hiên ngang còn sống, may mắn sớm khiến Linh Nhi lấy trận đồ đại vãng sinh cực lạc trận. Không thì bây giờ đi đòi hơn phân nửa bị sập cửa vào mặt. Linh Mục Địch khẽ thở dài. Ai, tình hình càng lúc càng phức tạp. Lý Dật nói đúng, bây giờ chúng ta sẽ không động can qua với bọn họ, cách nghĩ của hắn có lẽ rất giỏi. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ. Dù làm được thì sao? Thiên hạ gặp nạn mà không dám gánh vác chỉ lo phát triển cho mình, dù để Lý Dật thống nhất hai giới thì có ý nghĩa gì? Chúng ta truy cầu là vột hưởng đại đạo chứ không phải quyền lợi thế tục. Linh Mục Địch mỉm cười nói. Vân Tiêu nói rất đúng. Người này bị quyền lợi mờ mặt, tương lai khó có thành tựu lớn. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Mục Địch đại nhân nói làm ta chợt nhớ một việc. Người này và ta lúc ở Nam Vực là kẻ thù không độ trời chung, mãi luôn sống đến hiện tại. Ta xem thực lực của hắn đột phá đến siêu phàm nhập thánh, thật là rất kỳ lạ. Linh Mục Địch nói. Chỉ là siêu phàm nhập thánh, không đáng lo. Nếu ngươi không yên tâm thì về sau chú ý nhiều chút, hiện tại không tiện giết hắn. Lý Vân Tiêu nói. Ta biết đại nhân có suy tính riêng, mặc cho đám thế lực tôm tép này thành lập, tuy vì bảo vệ bản thân nhưng đó cũng là lưu giữ lực lượng thiên vũ giới, tương lai không chừng cần dùng. Linh Mục Địch chỉ vào Lý Vân Tiêu, cười nói. Vân Tiêu càng lúc càng biết ý ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nhưng ta cảm thấy rất chán, đại nhân tiếp tục nghe trộm đi. Ta đi tìm Nhược Băng trước. Nói xong Lý Vân Tiêu lắc người biến mất trên bầu trời. Nơi Khương Nhược Băng cư ngụ là cấm khu ngày xưa Ninh Khả Nguyệt vạch ra. Lúc La Thanh Vân còn đã giao nơi này cho Khương Nhược Băng, ra nghiêm lệnh không ai được phép quấy rầy. Về sau Lý Dật cầm quyền cũng cho Khương Nhược Băng có không gian riêng, không làm gì nàng. Dưới gốc hoa đào, Khương Nhược Băng lẳng lặng nhìn nước chảy, tay cầm vò rượu thơm nồng. Tiểu thư lại lén trốn ở đây uống rượu. Vẻ mặt tỳ nữ Tiểu Tuyết sầu lo, nàng muốn cướp rượu đi nhưng bất đắc dĩ thực lực cách biệt quá lớn,
chỉ có thể sốt ruột nhìn. Hoa đào đã rụng hết, chỉ còn lại nhánh cây lắc lư trong gió. Một khuôn mặt tiều tùy ảnh ngược trong nước. Khương Nhược Băng uống hớp rượu, nói. Ta không muốn uống rượu, chỉ muốn quên nhiều chuyện, ta đang uống say để quên sầu. Tiểu Tuyết nóng nảy gai ạm chân rồi lại không làm được gì. Tiểu thư, Tiểu Tuyết đành nói. Ta mới tìm Hàng Phong thúc thúc, nghe bảo Thành Hồng Nguyệt sẽ lại có biến, chưa biết tương lai thế nào. Hàng Phong thúc thúc định mang theo tiểu thư và đại tiểu thư đầu vào Thiên Vũ Minh. Thiên Vũ Minh, người Đinh Linh Nhi khẽ run, ngừng uống rượu, nước mắt chảy dài. Đến Thiên Vũ Minh rồi hắn sẽ thu nhận chúng ta sao? Tiểu Tuyết nói. Tiểu thư suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Ngày xưa tiểu thư và Vân Tiêu công tử quan hệ tốt biết bao, chắc sẽ nhận chúng ta. Nghe nói lão thành chủ cũng ở Thiên Vũ Minh. Vân Tiêu công tử cười mơ mộng, hai tay chống cằm. Bây giờ Vân Tiêu công tử oai phong một cõi, là công tử đệ nhất thiên hạ. Đinh Linh Nhi mới lên tinh thần nghe xong lại buồn bã nói. Cuối cùng hắn lên đỉnh nhưng không biết còn nhớ say quên sầu ở Thành Hồng Nguyệt, nhớ những đóa hoa đào không. Tiểu Tuyết la lên. Ôi dài, tiểu thư suy nghĩ lung tung cái gì? Nhớ lúc trước hắn lẻ loi một mình cứu tiểu thư ra từ trong ngàn vạn người, sao có thể quên? Ánh mắt Đinh Linh Nhi thê lương, trước mắt như thấy thân hình cao lớn kia. Tiểu Tuyết, chúng ta gói ghém đồ đạc đi Thành Hồng Nguyệt. Mắt Khương Nhược Băng sáng tỏ. Người đi thông báo với đại tỷ của ta, chúng ta cùng đi. Rất nhanh Tiểu Tuyết kéo Khương Nhược Mai xuống. Vẻ mặt Khương Nhược Mai bất mãn hử mũi. Mẫu thân mới chết không lâu mà các ngươi đã muốn bỏ lại mộ một mình chạy trốn sao? Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Khương Nhược Băng nói. Tỷ tỷ, hiện tại không lo được nhẹ ỉu vậy. Hàng Phong thúc thúc nói Thành Hồng Nguyệt sắp có biến đổi lớn, đã tiếp ứng ở bên ngoài chỉ còn chờ chúng ta. Hừ, người chết không phải mẫu thân ruột của ngươi nên dĩ nhiên ngươi sẽ nói vậy. Vẻ mặt Khương Nhược Mai khó chịu, xoay người đi. Muốn đi thì các ngươi đi. Ta không rảnh chơi với các ngươi. Nói cái gì biến đổi lớn, những năm gần đây biến đổi lớn đếm không hết, có biến đổi nào hơn mấy năm nay. Khó khăn lắm yên ổn trong Thành Hồng Nguyệt, ta không muốn có thay đổi gì. Khương Nhược Mai cười khẩy nói. Ngươi đi Thành Viêm Vũ có tình nhân che chở nhưng ta thì sao? Chỉ còn một mình ta, trừ Thành Hồng Nguyệt ra ta có thể đi đâu? Ta không đi, ta ở lại cùng mẫu thân. Mặt Khương Nhược Băng đỏ rực tức giận nói. Tỷ tỷ, lúc này rồi còn nói lời như thế. Trên đời này chỉ có tỷ tỷ là người thân nhất của ta. Hừ, người thân nhất, ngươi mà quan tâm ta chết sống sao? Ngươi đi Thành Viêm Vũ, làm phu nhân của Minh Chủ Thiên Hạ, còn ta thì sao? Ngươi có thể tìm phu tế tốt như Lý Vân Tiêu giúp ta không? Khương Nhược Mai ghen ghét dữ dội, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Đừng quên ngày xưa kẻ hại ta trúng độc. Khiến ta mười mấy năm qua sống không bằng chết chính là tình lang chuyển kiếp của ngươi. Chuyện Lý Vân Tiêu là cổ phi dương chuyển kiếp thì người đời đều biết. Khương Nhược Băng nóng nảy dậm chân. Rốt cuộc tỷ tỷ có đi với ta không? Khương Nhược Mai kiên quyết nói. Không đi. Khương Nhược Mai lạnh lùng nhìn Khương Nhược Băng, thậm chí chất chứa oán hận. Khương Nhược Băng nóng máu vươn tay chộp tỷ tỷ. Đi theo ta. Bốp. Khương Nhược Mai vỗ một cái thật mạnh hất tay Khương Nhược Băng ra, nàng xoay người chạy trốn. Khương Nhược Băng dồn dập hét to. Tỷ tỷ. Khương Nhược Mai không thèm nghe, nàng chạy vào lầu các mất hút. Tiểu Tuyết buồn bực nói. Đại tiểu thư thật là không biết phân biệt, nếu đại tiểu thư không đi thì chúng ta đi trước. Nếu chậm chế bị nhóm Lý Giật phát hiện e rằng không đi được. Khương Nhược Băng ngẫm nghĩ, không còn cách nào khác, đành đi Thành Viêm Vũ trước. Nếu người kia còn nhớ tình xưa thì Khương Nhược Băng sẽ xin hắn phái người đón tỷ tỷ đến sau. Vậy chúng ta đi trước. Quyết định xong Khương Nhược Băng mang Tiểu Tuyết đi chỗ Ninh Hàng Phong chỉ định. Vừa xoay người Khương Nhược Băng thấy bóng người xẹt qua, Khương Nhược Băng kinh kêu. Hàng Phong thúc thúc. Tiểu Tuyết reo lên. Hàng Phong đại nhân, sao người tự đến đây? Tiểu Tuyết và Khương Nhược Băng khá bất ngờ, dù sao người ngoài không được vào đây. Dù là Ninh Hàng Phong tới thì mỗi lần phải thông báo trước. Người đến chính là Ninh Hàng Phong, trầm ổn hơn xưa nhiều. Sắc mặt Ninh Hàng Phong nghiêm túc nói. Hơi rắc rối, dường như có người bám theo ta. Ta sợ xảy ra vấn đề nên đến tiếp ứng các ngươi. Nhược Mai đâu? Khương Nhược Băng buồn rầu nói.
khuyên mãi nhưng tỷ tỷ không chịu đi. Ninh Hàng Phong nói. Giờ không lo nhiều được, tình huống Thành Hồng Nguyệt ngày càng tệ, ta mang các ngươi đi Thành Viêm Vũ trước, nhược mai thì đành để sau. Ba người vội vàng rời đi, đột nhiên có hai bóng người xuất hiện đằng trước, thanh âm lạnh băng truyền đến. Hàn Phong đại nhân và Nhược Băng tiểu thư định đi đâu? Là các ngươi, Hoành Quân Hoán, ngươi muốn làm gì? Khương Nhược Băng tức giận quát. Đây là cấm địa của ta, không ai được phép đi vào, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Hai người xuất hiện, một người là Hoành Quân Hoán, đường chủ Thanh Vân Đường của Tứ Cực Môn ngày xưa. Một người khác cũng là đường chủ của Tứ Cực Môn, tên Tưởng Chu. Từ khi Đường Khánh chết thì Thành Hồng Nguyệt rắn mất đầu, Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu ở lại Thành Hồng Nguyệt, cuối cùng bị Lý Dật thu phục. Ha ha, Nhược Băng tiểu thư còn xem mình là công chúa của Thành Hồng Nguyệt sao? Hoành Quân Hoán cười khẩy nói. Thành chủ đại nhân có lệnh, chúng ta phải trông chừng Nhược Băng tiểu thư thật kỹ, nói là gần đây sẽ có việc dùng, tuyệt đối không thể để tiểu thư xảy ra vấn đề. Cho nên tiểu thư hãy về phòng uống rượu đi. Ngươi, các ngươi dám thị ta. Khương Nhược Băng xấu hổ tức tối vô cùng, nghe liền biết hai người này dám thị đã lâu. Ha ha, Tưởng Chu cười như điên. Từ sau khi La Thanh Vân rời đi thì hai chúng ta quyên phục trách an toàn cho tiểu thư, xem như bảo tiêu ngầm. Hai con chó Tứ Cực Môn cũng xứng nói mình là người Thành Hồng Nguyệt. Ninh Hàng Phong lạnh lùng nói. Bây giờ ta tiễn các ngươi đi gặp Đường Khánh. Ninh Hàng Phong dứt lời bắn ra kiếm phong đâm thẳng vào Tưởng Chu. Chết tiệt! Tưởng Chu giật nảy mình, cảm giác cổ lạnh lẽo, chân di chuyển né qua nhưng vẫn để lại vết máu trên cổ họng. Tưởng Chu sợ hãi mặt trắng bệch. Hoành Quân Hoán tức giận quát. Muốn chết! Hai tay Hoành Quân Hoán khép lại công kích Ninh Hàng Phong. Ba người đều có tu vi vũ đế cao giai. Vốn Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu mạnh hơn Ninh Hàng Phong nhiều. Nhưng mấy năm qua Ninh Hàng Phong tiến bộ siêu phàm, đánh ngang tay với hai người kia. Nhưng đánh hơn trăm chiêu thì Ninh Hàng Phong bắt đầu rơi vào thế yếu, từng bước nguy hiểm. Nhưng kiếm chiêu của Ninh Hàng Phong sắc bén, khổ sở chống đỡ không thua. Ninh Hàng Phong quát to. Nhược Băng, đi trước đi, chạy hướng nam, ở đó có người của ta, sẽ mang Nhược Băng rời đi. Hai người kia tức giận, Tưởng Chu quát to. Sắp chết đến nơi còn muốn phản. Đi chết đi. Thế công siết chặt hơn, Ninh Hàng Phong rơi vào cạm bẫy. Khương Nhược Băng nôn nóng không chịu đi. Tiểu Tuyết vội nói. Tiểu thư đi nhanh, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì. Đi Thành Viêm Vũ tìm Vân Tiêu công tử, chỉ có hắn mới có thể trở về cứu đại nhân. Tim Khương Nhược Băng đập nhanh, nàng vụt xoay người. Hàng Phong thúc thúc, hãy chờ ta nhất định sẽ trở về cứu thúc thúc. Lệ đong đầy khóe mắt. Khương Nhược Băng biết lúc này mình phải kiên cường, phải sống đi Thành Viêm Vũ. Khương Nhược Băng mới xoay người lại, qua nước mắt mơ hồ loáng thoáng thấy bóng người đứng đằng trước. Bóng người đó tròng lên hình bóng trong đầu Khương Nhược Băng, khó mà tách ra. Khương Nhược Băng ngây như phỗng, cho rằng mình thấy ảo giác, thế là dụi mắt. Tiểu Tuyết hét lên. A! À, Hoành Quân Hoán sắc bén tấn công vừa cười gằn. Nói đến thật là duyên phận. Ngày xưa Đường lão gia tử chấp chừng Thành Hồng Nguyệt, vì đề phòng các ngươi chạy trốn cũng phái ta đến ngăn chặn, nhưng bị Lý Vân Tiêu phá hỏng cứu các ngươi đi. Hiện tại vật đổi sao rời, chuyện năm xưa như tái hiện, không chừng Lý Vân Tiêu sẽ lại đột nhiên xuất hiện cứu các ngươi thì sao, ha 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 ha. Hoành Quân Hoán cuồng cười, Ninh Hàng Phong không đỡ nổi nữa, chỉ vài giây sau sẽ bị đánh chết. Hoành Quân Hoán nhớ lại chuyện cũ ngày xưa, lòng thầm cảm thán. Đột nhiên trực giác kỳ diệu làm tim Hoành Quân Hoán đập nhanh, khóe mắt liếc gần đó, tiếng cười ngừng bặt, người gã cứng ngắc. Ninh Hàng Phong mừng rỡ thoát khỏi đòn công kích của Tưởng Chu, liên tục lùi mấy bước thở dốc. Với tu vi của ba người, tuy rằng Lý Vân Tiêu gần trong gang tấc nhưng họ không phát hiện được. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Chương 3428, kích xuyên không gian một grab next. Tưởng Chu nạt Hoành Quân Hoán. Người bị gì vậy? Bốp, Tiểu Tuyết và miệng mình, mặt ủ mày trao. Miệng quạ, ta tát méo miệng quạ này. Bốp, bốp, bốp. Hoành Quân Hoán liên tục tát mình mấy cái, miệng sưng phồng. Tưởng Chu kinh ngạc hỏi. Người bị cái gì vậy? Trúng gió sao? Ninh Hàng Phong hét to, trong thanh âm tràn ngập hân hoan, kích động. A, à, Lý Vân Tiêu. Tưởng Chu run lẩy bẩy, gã đưa lưng hướng Lý Vân Tiêu nhưng nhìn biểu tình khác nhau của Hoành Quân Hoán.
Ninh Hàng Phong liền hiểu có chuyện gì. Tưởng Chu run cầm cập, mặt không chút máu. Hoành Quân Hoán và Tưởng Chu liếc nhau, hai người bộc phát ra lực lượng siêu mạnh trực tiếp hóa thành độn quang trốn đi xa. Lý Vân Tiêu phun hai chữ. Con nít. Lý Vân Tiêu búng tay, đầu ngón tay lấp lóe tia điện bắn xuyên qua. Trên bầu trời lóe ánh sáng xanh, hai người ép thảm té từ trên cao xuống, người đẫm máu. Khương Nhược Băng khóc sướt mướt, khóc không thành tiếng, nàng khóc ròng nói. Rốt cuộc ngươi đến tìm ta, hu hu hu. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Là ta thiếu lo lắng, lỗi tại ta. Khương Nhược Băng không thể kiềm nén cảm xúc nữa, nàng nhào vào ngực Lý Vân Tiêu khóc giống. Ninh Hàng Phong ở một bên yên lặng nhìn, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Vân Tiêu ngửi mùi thơm thoang thoảng, tâm tình phức tạp. Lý Vân Tiêu không an ủi Khương Nhược Băng, mặc kệ nàng rơi lệ nức nở, trút ra hết bi thương và uất ức trong lòng. Một lát sau tiếng khóc rốt cuộc nhỏ đi, chỉ còn lại tiếng thút thít. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nâng Khương Nhược Băng lên, nở nụ cười như ánh mặt trời, như gió xuân hóa mưa ấm áp lòng người. Được rồi, không có việc gì. Từ nay về sau không còn ai ăn hiếp nàng được nữa. Hu hu. Lời nói đụng chạm nỗi lòng Khương Nhược Băng, nàng lại khóc nữa. Ninh Hàng Phong nói. Vân thiếu gia, theo ta được biết thì trong thời gian này Lý Dật mời hào kiệt trong thiên hạ đến, dường như có mưu đồ. Thiên Vũ Giới mỉm cười nói. Bây giờ trong Thiên Vũ Giới trừ Thiên Vũ Minh ra còn hào kiệt gì? Vân Tiêu công tử sửng sốt, nhìn biểu tình tự tin của Lý Vân Tiêu, gã gật đầu nói. TRUENCUATUINET nói cũng đúng. Tầm mắt hiện tại của ta đã ở mức ta không thể chạm vào. Vân thiếu gia, phụ thân và A tỷ của ta có ở trong Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu trả lời. Khả Vi và Khả Vân đại nhân đúng là có trong Thiên Vũ Minh, Hàng Phong đại nhân còn người quen ở thành Hồng Nguyệt không? Có thì cùng ta đi hết đi. Ninh Hàng Phong mừng rỡ nói. Tốt tốt, ta lập tức đi kêu người ngay bây giờ. Ninh Hàng Phong ngoái đầu nhìn Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu nằm yên dưới đất, mặt xám xịt. Ninh Hàng Phong lạnh lùng nói. Giết hai người này đi, chấm dứt tai họa ngầm. Mặt Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu xám xịt tràn ngập tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu liếc hai người. Hiện tại Thiên Vũ Giới nhân tài điêu linh, thời kỳ giáp hạt, hai người này cũng là vũ đế cao giai. Nếu giữ lại thân thể hữu dụng làm chút chuyện cho một giới này thì ta có thể tha cho hai ngươi, còn mang đi thành Viêm Vũ tham ngộ quy tắc thập phương. Cái gì, có chuyện tốt vậy sao? Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu nhìn nhau, không tin được. Ninh Hàng Phong sửng sốt, nhưng Lý Vân Tiêu đã quyết định thì gã sẽ không xen vào. Hoành Quân Hoán khó tin hỏi. Ngươi thật sự chịu tha cho chúng ta? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nếu không phải ma kiếp hàng lâm, chuyện liên quan đến an nguy của một giới thì ta bóp chết các ngươi từng lúc nào chẳng được. Nhưng hiện tại đã không phải trước kia, Lý Vân Tiêu ta không còn là Cổ Phi Dương, ta là Minh Chủ Thiên Vũ Minh. Ninh Hàng Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt khen ngợi. Khương Nhược Băng thầm hiểu điều gì, nhớ khi phụ thân làm thành chủ thành Hồng Nguyệt thì tính cách dịu dàng hơn nhiều. Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu mừng như điên, lập tức quỳ xuống liên tục hét lên. Hai chúng ta nguyện ý hiệu lực vì giới này. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Nếu vậy hãy đứng lên đi, nhưng nói miệng không bằng chứng, hai người hãy phát tâm thề, ta lại gieo dấu ấn trên người hai ngươi, nếu có chút làm trái sẽ hồn phi phách tán. Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu lòng thít chặt, nghẹt thở. Nhưng nghĩ đến nếu không đồng ý thì hồn phi phách tán ngay bây giờ, Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu không còn đường xoay sở, thế là vội vàng phát tâm thề. Tiếp đó Lý Vân Tiêu bắn ra một luồng lôi quang vào ngực hai người. Xèo tiếng cháy ra, có hai tiêu chí lôi phù ẩn vào người Hoành Quân Hoán, Tưởng Chu. Sắc mặt hai người không tốt lắm nhưng biết đã không nguy hiểm mạng sống, lại nghĩ tới có thể đi thành Viêm Vũ thì lòng sinh ra vài phần vui vẻ. Làm xong mọi thứ rồi Lý Vân Tiêu nói. Các ngươi vào trong giới thần bi của ta đi, ta còn một bằng hữu ở bên phủ thành chủ, định đi hội hợp với hắn. Khương Nhược Băng vội nói. Còn có tỷ tỷ của ta. Lý Vân Tiêu nhớ đến cái người mập mạp, cười nói. Để nàng đi cùng, còn Hồng Ngọc đại nhân đâu? Lòng Khương Nhược Băng thít chặt, Tiểu Tuyết im lặng. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt hỏi. Hồng Ngọc sao rồi? Ninh Hàng Phong khẽ thở dài. Ai, lần trước thành Hồng Nguyệt kinh biến thì Nguyễn Hồng Ngọc luôn hoang hốt tinh thần,
buồn bực không vui, nửa năm trước đã theo thành chủ đại nhân. Lòng Lý Vân Tiêu nhói đau, vô cùng đau thương, tự trách. Ninh Hàng Phong nói, việc này không thể trách ngươi, đừng tự trách làm gì. Lý Vân Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, bi ai một lúc. Ta đã biết chuyện này, Hàng Phong đại nhân hãy đi kêu đồng bạn đi. Nhược Băng, nàng hãy kêu Nhược Mai. Khương Nhược Băng nói, tỷ tỷ bướng bỉnh không chịu đi, nói là mẫu thân đại nhân chôn ở đây, không muốn đi. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, Thành Hồng Nguyệt hiện tại đã không như trước kia, sợ là rất nhanh xảy ra chuyện lớn, nàng ta phải đi theo ta. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn kiến trúc phía xa, mắt lóe tia sáng đỏ. Không gian lung lay, Khương Nhược Mai bị kéo tới. Có chuyện gì? Vẻ mặt Khương Nhược Mai hoang mang, khi thấy Lý Vân Tiêu thì hét thất thanh. Lý Vân Tiêu nói, theo ta đi thành Viêm Vũ. Một luồng sáng trắng giáng xuống thu Khương Nhược Mai vào giới thần bi, Lý Vân Tiêu lười nói nhiều. Không lâu sau Ninh Hàng Phong dẫn theo đám thuộc hạ đến, đa số là người cũ còn sống sót, số người mới được bồi dưỡng, khoảng 100 người. Lý Vân Tiêu thu bọn họ vào giới thần bi, bay lên trời thuấn di đến bên trên phủ thành chủ. Không gian dao động, Linh Mục Địch từ giữa hư không đi ra. Làm xong chuyện rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt rồi, có nghe tình huống gì mới không? Linh Mục Địch mỉm cười nói. Tình huống mới duy nhất là bọn họ đã đặt tên liên minh xong, gọi là Liên Minh Hoành Đồ Bát Nghiệp, gọi tắt Bá Nghiệp Minh. Lý Vân Tiêu nói. Cái tên xấu thật. Linh Mục Địch nói. Trong thời gian ngắn hơn phân nửa không có tin tức gì, tiếp theo bọn họ sẽ có vài quy trình, dung hợp nội bộ. Nhưng không hiểu sao từ lúc vào thành Hồng Nguyệt thì ta trực giác có gì đó không đúng, loại cảm giác này càng lúc càng mạnh. Lý Vân Tiêu nhướng mày hỏi. Đại nhân cũng có cảm giác đó. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Lý Vân Tiêu thầm giật mình vì hắn cũng vậy, nhưng lúc nghe tin Nguyễn Hồng Ngọc chết thì cho rằng cảm giác đó là chuyện này. Nhưng nếu Linh Mục Địch có chung cảm ứng thì không đơn giản. Một thanh âm vang lên. Các người cũng nhận ra sao? Ánh sáng xanh chợt lóe, Tiểu Thanh xuất hiện trước mắt hai người. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Tiểu Thanh! Lý Vân Tiêu hiểu ra, hèn gì ta cảm thấy hơi thở quen thuộc, thì ra là ngươi. Sao ngươi đến thành Hồng Nguyệt? Tiểu Thanh trả lời. Nhận nhờ vả của bằng hữu nên đến. Tiểu Thanh ngước đầu nhìn bầu trời vột ẩn, vẻ mặt buồn rầu nói. Lúc trước ta luôn có dự cảm không tốt, hiện tại loại cảm giác này càng sâu hơn. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, Tiểu Thanh là vạn cổ trường thanh thụ thì có bằng hữu gì? Nhưng Lý Vân Tiêu không nghĩ nhiều, nghe Tiểu Thanh nói xong rất giật mình. Ất Mộc Hóa Linh cảm giác với thiên địa vạn cổ hơn xa người bình thường bọn họ, dù hiện tại Lý Vân Tiêu cũng là tiên thiên ngũ hành linh thể, hơn nữa tu luyện Thái Sơ Thần Quyết nhưng về mặt cảm ứng vạn vật thì thua xa Tiểu Thanh. Con người Linh Mục Địch co rút giường như nghĩ tới cái gì, vụt ngước đầu nhìn trời. Linh Mục Địch trầm giọng hỏi. Theo ý của ngươi thì sẽ có tình huống gì? Tiểu Thanh đáp, ta không xa lạ cảm giác này, từng trải qua nhiều lần. Chắc có ngoại lực cường đại kích xuyên không gian đến, nếu ta không đoán sai thì khe hở ma giới sắp xuất hiện. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? Lý Vân Tiêu trợn to mắt nói. Khe hở ma giới, kích xuyên không gian, chẳng lẽ khe hở hai giới có thể tự hành xé ra? Lực lượng thần thông cỡ nào mới được như vậy? Vẻ mặt Linh Mục Địch cũng kinh nhưng bình tĩnh hơn nhiều. Vì trong lòng vốn có suy đoán này chẳng qua Tiểu Thanh nói ra càng khẳng định điều đó. Tiểu Thanh nói, cưỡng ép xé rách khe hở hai giới về mặt lý luận là được nhưng sự thật thì hầu như không ai có thể làm ra. Có lẽ hai giới tự động có khe hở, thông qua các loại thủ đoạn xé lớn ra, đây là cách thường dùng của ma giới. Lý Vân Tiêu nói, nếu vậy thì chắc chắn không phải khe hở hai giới. Tiểu Thanh liếc Lý Vân Tiêu, thản nhiên nói. Ta chỉ bảo là lực lượng cường đại kích xuyên không gian, sẽ xuất hiện khe hở ma giới chứ không nói từ ma giới kích xuyên qua. Lý Vân Tiêu hoang mang cào nhau. Nói rõ ràng hơn đi, nếu chuyện liên quan ma giới thì không phải việc nhỏ, mong hãy nói tỉ mỉ. Linh Mục Địch mở miệng nói. Ta hiểu ý của vị bằng hữu này. Vân Tiêu, người đã quên bên này còn một chỗ không gian độc lập sao? Lý Vân Tiêu biến sắc mặt. Chợt nghĩ đến điều gì, hắn hút ngụm khí lạnh kinh kêu. Chẳng lẽ là... Linh Mục Địch gật đầu, cay đắng nói. E rằng là vậy,
lực lượng và áp lực mạnh như vậy không khác gì những ma tộc giáng lâm. Chắc ma giới có khe hở liên thông địa lão thiên hoang, xé rách nó ra. Nhiều ma tộc liên thông địa lão thiên hoang, từ địa lão thiên hoang oanh kích không gian xuyên thấu đến thiên vũ giới. Ầm 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 ầm. Linh mục địch mới nói xong, trên bầu trời vang tiếng nổ nhức óc, một lỗ thủng to hiện ra, nhiều khói đen tràn ra như mực nước từ trên trời đổ xuống. Lý Vân Tiêu chân chân nhìn lỗ thủng, lòng tràn đầy phức tạp. Chẳng lẽ toàn địa lão thiên hoang bị ma hóa? Tiểu Thanh nói, dù không có thì cũng gần như vậy. Trong ma khí như mực nước mơ hồ thấy bóng dáng ma sát, tiếng kêu oa oa vọng ra. Lý Vân Tiêu cảm giác da đầu tê dại. Hiện tại nên làm gì? Hay là lấp lại khe hở? Tiểu Thanh nói, có vá khe hở lại cũng vô dụng, muốn vá thì nên vá khe hở trong địa lão thiên hoang. Nhưng đã bị đâm thủng thì trong địa lão thiên hoang chứa nhiều ma tộc, sẽ mất cái giá cực lớn để lấp nó lại. Linh Mục Địch nói, vị bằng hữu này nói rất đúng, ưu thế lớn nhất của chúng ta là giới lực thiên vũ giới, dụ bầy ma tộc vào thiên vũ giới rồi chu sát là lý tưởng nhất. Chờ tiêu diệt gần hết lại đi vào lấp khe hở. Lý Vân Tiêu ngây ngốc nói, nghĩa là bây giờ để mặc những ma khí chút xuống xâm nhiễm thành Hồng Nguyệt sao? Linh Mục Địch gật đầu nói, đành vậy, giờ chúng ta lập tức tuyển tin về triệu tập nhân lực qua đây phong thành Hồng Nguyệt lại, tránh cho ma khí tiết ra ngoài. Lấy thành Hồng Nguyệt làm điểm phục kích chu sát đám ma tộc này. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, còn người trong thành Hồng Nguyệt thì sao? Tiểu Thanh nói, hiện tại không kịp sơ tán, bao nhiêu người đi được thì hay bấy nhiêu, đành xem tạo hóa của chính họ. Phải từ bỏ người cả thành, lòng Lý Vân Tiêu nghẹn lại, nhưng nếu không bỏ thì sao? Lý Vân Tiêu không có năng lực cứu tất cả mọi người. Linh Mục Địch thản nhiên nói, ta trước tiên truyền tin về, đồng thuật của ngươi tốt, hãy quan sát tình huống khe hở này và ma tộc. Trong một chốc ma khí chưa khuếch tán ra, bên dưới có bá nghiệp minh có thể ngăn cản một lúc. Lý Vân Tiêu nhìn phủ thành chủ bên dưới, chợt thấy Lý Giật tội nghiệp, khó khăn lắm mới triệu tập nhiều tài nguyên lại đây tổ kiến một liên minh, ai ngờ có lỗ hổng ma giới mở ngay bên trên phủ thành chủ của gã. Ma khí tuôn trào chút xuống mặt đất, khuếch tán bốn phía. Trong thành Hồng Nguyệt có nhiều người nhận ra, các tiếng gào thét kinh hoàng vang lên, hỗn loạn. Giọng giận dữ của Lý Giật truyền từ phủ thành chủ. Là ai dám gây sự trong thành Hồng Nguyệt của ta? Hàng trăm luồng sáng bắn lên cao. Ba người Lý Vân Tiêu vội ình ẩn vào hư không, tạm thời không muốn tiếp xúc với bọn họ. Mỗi người lo một nhiệm vụ. Lý Giật biến sắc mặt nói. Chuyện gì đây, ai đâm thủng bầu trời? Lý Giật nhìn lỗ hổng to trên cao, ngây người. Vạn Nhất Thiên Kinh kêu. Đó là ma khí. Đinh Sơn giật mình kêu lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng không ai trả lời bọn họ. Tập thể đứng rực mặt một lúc. Mãi khi có Lý Giật bay qua cắn thì bọn họ mới giật mình tỉnh táo lại. Lý Giật mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Mặc kệ có chuyện gì phải điều tra rõ nguyên nhân, giết hết đám ma sát này đi. Chỉ có người thành Hồng Nguyệt hưởng ứng, nghiêm chỉnh ứng đối. Đinh Sơn, Vạn Hiên ngang thở ơ. Đinh Sơn nói. Việc này rất kỳ lạ, không chừng có người biết chúng ta tụ họp tại đây nên cố ý làm chuyện này để phá hoại. Đinh Sơn chậm rãi nói, thiên hạ hiện thời có thể làm được việc này chỉ có ba thế lực trên chúng ta. Lý Giật trầm giọng nói, hiện tại thánh vực tự lo thân còn không xong, Vi Thanh Đại Nhân cũng ít khi lộ mặt, điều này không giống phong cách làm việc của Vi Thanh Đại Nhân. Vạn Hiên ngang nói, tuy ta chưa tham gia đảo Huyền Ly nhưng ở trong Khương Nhược Mai lâu, biết chút tình huống đảo Huyền Ly. Trừ phi liên quan ma kiếp, nếu không bọn họ sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào. Đinh Sơn nói. Nói vậy chỉ còn có. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Lý Giật nghĩ tới người kia thì tức giận quát. Quả nhiên là ngươi, Lý Vân Tiêu. Ngươi không thích thấy ta sống tốt đến vậy sao? Chỉ cho ngươi thành lập liên minh, quân lâm thiên hạ chứ không cho ta làm sao? Chết tiệt, ta và ngươi không đội trời chung. Đụng phải chuyện Lý Vân Tiêu thì Lý Giật không bình tĩnh được. Lý Vân Tiêu ẩn nấp trong hư không dùng đồng thuật theo dõi lỗ hổng nghe vậy liếc Lý Giật một cái, thầm nghĩ, ta đã bao giờ đứng chung với ngươi. Vạn Hiên ngang cười nói. Đừng nóng vậy, làm việc tốt thường khó khăn, đây là cơ hội thử thách liên minh chúng ta, lấy đá tử vàng. Đinh Sơn hỏi. Ý của đại nhân là, muốn đối phó những ma vật này.
Vạn Hiên Ngang hỏi lại. Chẳng lẽ không nên? Đinh Sơn trầm ngâm. Đã biết là âm mưu của Lý Vân Tiêu thì chúng ta không thể âm mưu của hắn thành công. Hơn nữa đám ma vật hùng hổ, lai lịch rất kỳ lạ. Hay là trốn trước đi, chờ tìm hiểu rõ ràng rồi mới ra tay đối phó. Dù sao cẩn thận là trên hết. Trốn, đã trút xuống thành Hồng Nguyệt rồi làm sao trốn? Lý Giật giận dữ nói. Tuyệt đối không thể trốn, nếu không thành Hồng Nguyệt cả ta tiêu đời, ta làm sao làm thành chủ? Vạn Hiên Ngang góp lời. Tuy thành Hồng Nguyệt không ba ưng ngày trước nhưng dù gì là nơi linh khí sung túc nhất Đông Vực, làm chỗ đóng đô của liên minh là thích hợp nhất. Ta cho rằng không thể bỏ nó. Đinh Sơn tức tối, với cá tính của Đinh Sơn thì sớm xoay người bỏ đi từ lâu, nhưng nay mọi người cùng là liên minh thì phải nghĩ đến ý kiến của người khác. Vạn Nhất Thiên cười khẩy nói. Nhát gan sợ rắc rối vậy mà vừa rồi còn muốn chiếm một phần ba ghế, ha, ha ha ha. Theo ý ta thì hôm nay nếu ai đi sẽ bị trừ bỏ ghế nghị sự vĩnh viễn. Lý Giật lộ vẻ mặt vui mừng nói. Hay, phương án này hay. Chúng ta cứ dùng âm mưu này làm cuộc đo xét, bên nào bỏ sức nhiều thì quyền nói chuyện lớn trong liên minh. Đinh Sơn bất đắc dĩ, thở dài. Đã vậy thì ta không ti nệ nói gì, các vị thích làm sao thì làm đi, Thiên Nguyên Thương Hội sẽ dốc hết sức. Vạn Hiên Ngang nói. Theo ý ta thì khe hở này từ địa lão thiên hoang đi ra, không biết Lý Vân Tiêu dùng thuật gì na di chuyển rời đông đúc ma khí, ma vật như vậy nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Chúng ta thêm tầng phong ấn bên trên thành Hồng Nguyệt để ma khí không thể xâm nhập vào trong, hễ là ma sát thì xóa sổ hết, không lâu sau âm mưu của Lý Vân Tiêu tự động sụp đổ. Lý Giật vỗ tay khen. Gừng càng già càng cay, kế này của đại nhân rất diệu. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nói. Cách này đúng là khá, tạm thời không cần vào lỗ hổng mạo hiểm, trời biết bên trong có cái gì. Đám người bàn xong bắt đầu bận rộn. Đông người sức mạnh lớn, rất nhanh bày xong kết giới to phạm vi trăm dặm. Thành Hồng Nguyệt mở ra trận pháp phòng ngự mạnh nhất. Vài luồng sáng từng tầng chồng lên nhau chặn lại hết ma khí khuếch tán trên trời. Nhưng nhiều ma sát như tôm cá trong nước biển rớt xuống kết giới, điên cuồng cắn xé hú hét. Đám người bá nghiệp minh bay tới bay lui trên cao tẩy trừ. Đồng quang của Lý Vân Tiêu lóe sáng, từ lỗ hổng truyền ra hơi thở khác biệt, có thứ cao cấp hơn ma sát lần này. Ma khí đổ xuống, mấy con thập phương hung hồn sát xuất hiện trên bầu trời. Đám người không kịp đề phòng có vài người bị xé nát, vang tiếng hét thảm, máu nhuộm không trung. Thập phương hung hồn sát. Đinh Sơn quát to. Nguy rồi, mọi người lùi nhanh. Cùng với hai lần ma chiến quy mô lớn, một số tư liệu ma giới đã được Thiên Vũ Minh cố ý phổ cập. Cho nên mọi người nhìn thoáng qua liền nhận ra thứ đó, sợ hãi vội bỏ chạy. Lý Giật hét to. Đừng sợ, chắc bọn chúng nhận được uy áp giới lực, không có sức chiến đấu thần cảnh. Lý Giật làm gương xung phong vào một con thập phương hung hồn sát, dốc sức đánh một kích quả nhiên nổ nát đối phương, hóa thành trăm con ma sát bay tán loạn. Quả nhiên. Đám người bá nghiệp minh thế mới yên dạ, phấn khởi tinh thần, thầm nhủ quả nhiên mấy tài liệu Thiên Vũ Minh tuyên truyền là thật. Lý Vân Tiêu chết tiệt, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý Giật giết đến nóng máu, cho rằng đây là âm mưu của Lý Vân Tiêu. Rất nhanh mấy con thập phương hung hồn sát bị giết sạch. Nhưng ma khí chưa từng ngừng chút xuống, trừ thành Hồng Nguyệt có kết giết bảo vệ ra toàn một mảnh đen ngòm, dần xâm thực thân thể mọi người. Cùng với ma khí tăng mãnh liệt, áp lực kết giới không ngừng mạnh thêm. May mắn là Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch mỗi người một hành động, Tiểu Thanh không dừng lại, sau khi vào thành liền bắt thống lĩnh vệ đội chỉ huy mọi người đâu vào đấy rời khỏi giết người. Tuy chỉ có một phần rất nhỏ người rời đi nhưng cứu được bao nhiêu ai bấy nhiêu, còn hơn không làm gì cả. Đâu ra nhiều ma khí quá vậy, có gì đó không đúng. Đinh Sơn tâm tư kín đáo nhất, nhìn chăm chú vào lỗ hổng kia kinh kêu. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu na di nguyên ma giới lại đây sao? Cái nhìn của Vạn Hiên Ngang cũng không kiên quyết như trước nữa, nhưng chính Vạn Hiên Ngang đã lên tiếng ở lại thủ thành nếu bây giờ đổi ý thì nhiều người đã chết, còn mặt mũi nào? Vì vậy Vạn Hiên Ngang khẽ hừ. Mặc kệ có phải là âm mưu của Lý Vân Tiêu hay không chúng ta không thể bỏ thành Hồng Nguyệt mà đi. Đinh Sơn trầm giọng nói. Nếu đây đúng là khe hở hai giới thì chúng ta phải bỏ thành, không lẽ liều chết gánh sao? Ha ha ha, khe hở hai giới, sao có thể? Lý Giật cuồng cười.
chẳng lẽ ngươi chưa đọc những tư liệu Thiên Vũ Minh phát tán sao? Khe hở hai giới phải hình thành chậm rãi, từ không tới có, từng chút ma khí chảy ra dần biến to. Lỗ hổng lớn này đột nhiên xuất hiện thì sao có thể là khe hở hai giới được? Bọn họ không nghĩ đến khe hở trực tiếp xuất hiện trong địa lão thiên hoang. Ninh Sơn trầm ngâm nói. Tư liệu của Thiên Vũ Minh về ma giới chưa chắc đầy đủ, không ngừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Dật trừng Ninh Sơn. Trên đời có trùng hợp vậy sao? Không chỉ ngoài ý muốn còn xảy ra ngay bên trên phủ thành chủ của Email Protected, người cảm thấy có thể trùng hợp đến mức này sao? Vạn Hiên Ngang gật gù. Ta cũng cho rằng khả năng là âm mưu lớn hơn, mặc kệ thế nào cũng không thể bỏ Thành Hồng Nguyệt được, cố gắng kiên trì thêm một lúc đi. Ninh Sơn nói, cứ mù quáng kiên trì không phải là cách, hay chúng ta phái người vào khe hở đó điều tra thì mọi chuyện rõ ràng ngay. Lý Dật ngẫm nghĩ, cách này được, nhưng ai đi? Mấy người nhìn quanh, ai bị nhìn đều ội vàng nghiêng đầu đi, hoặc cúi đầu xuống. Ninh Sơn nói, ba đại phái chúng ta phải thủ vững kết giới không phá, tự nhiên không thể rời khỏi. Lý Dật nói, đúng, vậy xin làm phiền các vị. Lý Dật nhìn trưởng môn, các đệ tử tinh anh tiểu môn tiểu phái. Đám người hoàn toàn biến sắc mặt không chút máu. Lý Dật trực tiếp vươn tay ra chỉ vào 10 người. Các người đi lên nhìn xem. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. 10 người kia mặt xám như cho tàn, trong mắt tràn đầy oán độc. Lý Dật lạnh giọng nói. Như thế nào, các người có ý kiến? Các người thực lực yếu, tham gia bá nghiệp minh chẳng lẽ chỉ muốn được lợi chứ không chịu gánh vác nghĩa vụ? Hiện tại là phút phi thường, ai không nghe lệnh sẽ chết. 10 người chết tâm, cắn răng lao vào lỗ thủng. Đi điều tra có lẽ còn đường sống, cãi lệnh thì chỉ có một con đường. Nên sau khi suy tư, người không ngu đều sẽ chọn đi điều tra. 10 người bay vào lỗ hổng như 10 hạt cát rơi xuống biển cả không chút gợn sóng. Người bá nghiệp minh chờ rất lâu, ma khí tiếp tục như nước biển bàn chút xuống, kết giới sắp đến cực hạn chịu đựng nhưng không thấy người về. Lý Dật không kịp đợi, lo âu nôn nóng, lại tùy tay chọn 10 người dục tiến lên. 10 người kia sắc mặt như cha mẹ chết, oán giận bay vào. Lần này không đợi lâu rốt cuộc có phản ứng, hơn 10 người bay xuống từ lỗ hổng, có vài người nhóm đầu tiên, dường như vài người chết. Lý Dật mừng rỡ, lớn tiếng hỏi. Bên trong như thế nào? Lý Vân Tiêu giật này mình cùng Linh Mục Địch liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy lo lắng. Mười mấy vũ giả bay xuống đã bị ma tộc nhập xác, không biết là đẳng cấp nào. Điều đáng mừng duy nhất là thực lực của mười mấy người này vốn không mạnh, sau khi bị bám sát thì lực lượng ma vật cũng có hạn. Dù vậy cũng đủ cho người bá nghiệp minh gặp khó khăn. Người đi đầu lộ vẻ mặt dữ tợn cuồng cười lao xuống. Ha, người hỏi ta bên trong như thế nào? Đồ ngu đáng chết, bản thân đi lên lại phái chúng ta đi chịu chết. Ha ha, ai biết chúng ta lại được cơ duyên lớn, giờ đến lấy mạng của ngươi đây. Người đi đầu mặt vặn vẹo giống to, giơ nắm đấm đánh xuống. Cùng lúc đó, mười mấy người lao tới đáp xuống quanh Lý Dật, cùng công kích. Ma khí cuồn cuộn ngập trời, lực lượng cường đại trực tiếp ngưng tụ thành kết giới nhốt Lý Dật vào trong. Chết tiệt! Lý Dật kinh hoàng vội tấn công, yêu khí cường đại từ trong người bắn ra. Một tay Lý Dật kết ấn, một tay co thành nắm giấm đánh trăm cú vào bốn phương tám hướng, đập vào những ma quang. Yêu khí ngưng tụ thành bình chướng quanh người Lý Dật, đỡ hết đòn công kích từ mười mấy người hợp sức. Lý Vân Tiêu ở giữa hư không kinh ngạc kêu lên. Ủa! Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu nhìn thấu mỗi thay đổi, động tác của Lý Dật như trong người gã ngủ đông một đại yêu viễn cổ. Yêu lực khủng bố chảy ra từ mỗi lỗ chân lông hình thành một bộ tuần hoàn. Không chỉ là hơi thở, làn da cũng có thay đổi kinh người. Các hạt châu trắng nhỏ xíu ngưng tụ trong lỗ chân lông liên kết nhau thành cái vỏ cứng trong suốt trên người Lý Dật, chặn lại hết kình khí và ma lực. Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ. Yêu hóa sao? Khuôn mặt Lý Dật không thay đổi nhiều nhưng chút biến rồi mang đến dị tượng kinh người, hơn xa hiệu quả yêu hóa bình thường. Ầm 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 ầm. Mười mấy người vây công Lý Dật chỉ trong chớp mắt, kinh khí cuồng bạo nổ lốp bốp. Kết giới yêu khí quanh thân Lý Dật bị phá nát, 7, 8 nắm tay đập vào người gã, có cú đấm chúng ngay sống mũi dẹp mặt. Dầm. Lý Dật gặp trọng kích, thân hình run rẩy bay ra ngoài, kéo vệt máu dài trên bầu trời. Con người Lý Vân Tiêu co rút, mắt lóe tia sáng giật mình.
Lý Vân Tiêu thấy rõ ràng những hạt châu nhỏ ngưng tụ thành mảng mỏng, mấy vũ giả ma hóa công kích chúng nó vỡ ra thành ức viên nhưng chuyển rời lực lượng công kích vào mỗi hạt châu cùng nhau đối kháng. Vậy thì có thể bảo vệ thân thể ở mức độ cao nhất, chiến giáp hạt khó bị hư hao. Càng khó tin là ức vạn hạt nhỏ vỡ ra BCO tách khỏi lớp da lý giật, lỗ chân lông phun ra hạt mới sửa chiến giáp lại. Hạt rất nhỏ, khi rơi xuống phát tán trên không trung, mắt người thường khó thể phát hiện, nằm mơ cũng không nghĩ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi xảy ra chuyện thần kỳ đế thế. Vệt máu trên không trung do lý giật ăn đấm ngay mặt phun ra từ miệng mũi, bề ngoài chật vật nhưng gã không bị thương thật sự. Tâm tình Lý Vân Tiêu chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, giật mình. Trên người Lý Giật xảy ra biến đổi làm Lý Vân Tiêu khó thể tưởng tượng, hoặc gã được cơ duyên siêu lớn nào đó, nếu không tuyệt đối chẳng thể mạnh đến thay ra đổi thịt. Một góc trong thành Hồng Nguyệt, Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn trên trời, không nói một lời. Bên cạnh Tiểu Thanh là Thương và Lê, hai người biến thành hình dạng nhân loại, không còn chút yêu khí. Tiểu Thanh lạnh nhạt nói, quả nhiên là lực lượng của yêu tổ. Mặt Tiểu Thanh không biểu tình nhưng nghe kỹ giọng nói rõ là chất chứa run rẩy. Thương mỉm cười, đôi mắt trong suốt sáng rực. Hiệu quả tốt hơn ta tưởng tượng, hắn có thể chuyển hóa yêu lực bên ngoài thành lực lượng mẫu thể, rất kinh người. Nếu đủ lực lượng có lẽ hắn có thể tiến hóa đến mức độ rất gần với mẫu thể. Lê nói, về mặt lý luận không sai nhưng lực lượng mẫu thể rất tinh thuần, e rằng chúng ta hy sinh toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể đẩy hắn đến quy chân thần cảnh. Nếu trở về giới vương cảnh mẫu thể thì dốc hết lực lượng yêu tộc ra cũng không làm được. Tiểu Thanh yên lặng một lúc sau lên tiếng. Cơ duyên mỗi người khác nhau, có lẽ ngày nào đó hắn sẽ đi đến bước đó. Ta đã tồn tại vô số năm tháng, từ khi thiên địa sinh ra thì ta đã có. Mấy năm qua ra nhiều người kinh tài tuyệt diễm, ta đã thấy nhiều cường giả giới vương cảnh. Nhưng sóng lớn xô bờ, chỉ có vài người để lại ấn tượng trong ta, yêu tổ nằm trong số đó. Thương nghe vậy mỉm cười nói. Ta chắc trở đến thời đại này xem như có ý nghĩa lớn. Tiểu Thanh nói. Không cần biết người có ý nghĩa hay không, hiện tại hai người đã hoàn toàn mất lực lượng, tu vi chỉ còn lại vũ vương cảnh, không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Mảnh thiên địa này gió nổi mây phun đã không liên quan gì các ngươi. Thương cười nói. Vậy rất tốt, từ nay ta và Lê ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, trong đám đông phố phường, vui vẻ sống. Lòng Lê cảm động, nở nụ cười đầy hy vọng ôm chặt tay Thương. Tiểu Thanh gật đầu, nói. Chúc mừng các ngươi, từ nay chúng ta hành toán xong, ta không nợ các ngươi cái gì. Nếu có rảnh có lẽ ta sẽ lén nhìn các ngươi. Ha ha, Tiểu Thanh. Thương tiến lên vỗ cánh tay Tiểu Thanh. Tuyệt đối đừng nhìn trộm chúng ta, nhớ phải lộ mặt, chúng ta mời ngươi uống rượu. Trên khuôn mặt chân chất của Tiểu Thanh hiếm khi nở nụ cười. Thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh chóng đi đi. Kết giới hộ thành khó chống đỡ lâu. Thương lại ngước lên nhìn trời, khẽ thở dài. Các bằng hữu cũ, hẹn gặp lại, thiên hạ này là của các ngươi. Trong thanh âm chất chứa cô đơn nhưng không có gì không vui, ngược lại nhẹ nhàng hẳn ra. Khóe môi Thương cong lên đầy tình cảm nhìn Lê, hai người nắm tay nhau đi. Tiểu Thanh nhìn hai người biến mất trong truyền tống trận, đứng yên thật lâu. Giờ phút này, trên bầu trời, Lý Giật tức giận quát. Giết, giết, giết hết đa ma đầu này. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Yêu khí trên người Lý Giật lại bộc phát ra, gã lao qua trước hết, tung nắm đấm. Một vũ giả ma tu bị đánh nát. Đám người bá nghiệp minh giật mình, nhất là người thành Hồng Nguyệt như Đường Tâm. Vừa rồi khi Lý Giật bị bao vây cứ nghĩ gã chết chắc, không ngờ bị giáp công mà gã vẫn bình yên. Đám cường giả thần cảnh như Đinh Sơn hết sức giật mình, phát hiện suy đoán thực lực Lý Giật bị chênh lệch lớn. Trong người vũ giả ma tu bị đánh nát vươn một bàn tay ra lăng không bắt ấn điểm vào đầu Lý Giật. Bùm! Lý Giật bất ngờ không kịp đề phòng bị ấn điểm trúng thủng lỗ máu trên vai. A, à, đáng chết! Lý Giật tức điên vung ra trăm cú đâm đánh vào ma khí, đập nát tất cả. Lý Vân Tiêu núp trong hư không nheo mắt nhìn, lộ vẻ giật mình. Mới rồi một chỉ điểm ra tuyệt đối không phải thứ bình thường, chỉ dựa vào một luồng kình khí đã đánh bại chiến giáp hạt trên người Lý Giật, chắc là vị ma quân nào đó lăng không thi chiêu. Lý Vân Tiêu lo lắng nhìn lỗ hổng, tiếc rằng địa lão thiên hoang quá lớn, không thể xem rõ tình huống bên trong được. Giờ phút này mười mấy vũ giả ma tu bị đám người vây công tập thể nổ tung.
nhưng không ngừng vang tiếng hét thảm, mỗi vũ giả ma tu nổ sẽ có một ma khí kình bắn ra, dưới thần cảnh đều chết không kịp ngáp. Mặt Lý Giật trắng bệch. Sốt cuộc có chuyện gì? Mắt Lý Giật lóe tia sợ hãi nhìn lỗ máu trên vai, bắt đầu hơi run. Sắc mặt Vạn Hiên Ngang khó xem, nghi ngờ nhìn trời. E rằng rắc rối to, bên trong có lẽ có ma quân lợi hại. Ma quân? Đinh Sơn trầm giọng nói. Nghe nói ma quân chia hai tầng đối ứng lâm, hư cực cảnh. Không biết ma quân này thuộc tầng nào? Chán Vạn Hiên Ngang dịn mồ hôi. Có thể dùng lực lượng một chỉ phong ấn hơn 10 vị vũ giả, bộc phát ra trước khi chết thì không phải cường giả trưởng thiên cảnh bình thường nữa, dù không là hư cực cũng có lực lượng đỉnh lâm. Lý Giật kinh kêu. Không phải có giới lực áp chế sao? Tại sao vẫn mạnh như vậy? Vạn Hiên Ngang nhìn Lý Giật. Nếu không bị giới lực áp chế thì càng mạnh nữa. Lý Giật ngậm miệng, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Tất cả người có mặt chưa từng đánh nhau với ma tộc, cũng không muốn làm thế. Tình huống đột ngột làm bọn họ mụ người. Đinh Sơn sắc mặt âm trầm, bề ngoài bình yên nhưng mới rồi mấy thuộc hạ đắc lực đã chết làm lòng Đinh Sơn nhỏ máu. Đinh Sơn lên tiếng. Đã lúc này rồi các vị còn muốn ở lại sao? Mau đi đi, ta thấy kết giới hộ thành không chống đỡ được bao lâu, khi đó có lẽ sẽ có ma quân đích thân giáng lâm, vậy thì rắc rối càng lớn hơn nữa. Lý Giật tức giận trầm giọng nói. Nếu rời đi thì thành Hồng Nguyệt sẽ tiêu thật. Ta làm chủ thành Hồng Nguyệt còn nghĩa lý gì? Đinh Sơn lạnh lùng cười. Vậy là ngươi muốn cùng tồn vong với thành Hồng Nguyệt sao? Lý Giật sửng sốt, lặng im. Đương nhiên Lý Giật sẽ không cùng tồn vong với thành Hồng Nguyệt. Đinh Sơn an ủi. Thành Hồng Nguyệt không có thì gầy dựng lại sau. Dù không dựng thành Hồng Nguyệt thì có thể xây thành Bạch Nguyệt, thành Hoàng Nguyệt, thành Lam Nguyệt gì đó. Mất mạng thì chẳng còn lại gì. Huống chi hiện tại ngươi là người bá nghiệp minh. Có lẽ sẽ làm ra chức vụ phó minh chủ gì đó, chẳng qua càng oai hơn cái danh thành chủ minh chủ sao? Lý Giật nhướng mày hỏi. Vậy ai làm minh chủ? Ha ha ha! Đinh Sơn cười nói. Ta chỉ thuận miệng nói, ai là minh chủ thì về sau chúng ta bàn lại, có lẽ ngươi sẽ làm. Việc gấp bây giờ là rút ngay. Lý Vân Tiêu ở giữa hư không thầm mắng Đinh Sơn cáo giả, mắt hắn bắn ra sát khí. Nếu bọn họ rời đi thì Lý Vân Tiêu sẽ ra ngoài giết Đinh Sơn ngay, để người này sống tai họa vô cùng. Đọc truyện cùng http://tiuyencuatui.net Lý Giật bị Đinh Sơn thuyết phục, gật đầu nói. Nghe Đinh hội trưởng nói ta cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao địch mạnh ta yếu, nhưng đối phương là ma tộc hay thiên vũ minh thì hiện tại chúng ta không thể sánh bằng, rút trước giữ thực lực chờ ngày sau tái chiến. Đúng đúng. Thành chủ và đinh hội trưởng đại nhân đô nói đúng. Những tiểu môn tiểu phái sớm muốn đi ngay lập tức, không muốn ở lại lâu hơn. Vạn Hiên Ngang leo thang xuống. Nếu đại nhân đồng ý rời đi thì ta không khư khư cố chấp nữa, đi thôi. Thủ lĩnh ba đại thế lực đều lên tiếng, đám người lộ vẻ mặt mừng rỡ, lòng thầm hân hoan. Có người kích động muốn khóc. Chậc chậc, bây giờ muốn đi sao? Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đoàn ma ảnh màu đen như mây bay, bên trong truyền ra thanh âm chậm rãi nói. Vậy mấy thần cảnh ở lại, đám cặn khác đi được rồi. Ngươi là ai? Mọi người giật bắn người dương mắt nhìn lên, bầu trời đã tràn ngập mây đen ngòm, không thể phân biệt thanh âm phát ra từ đâu. Ma tộc càng mạnh giáng lâm càng cần vật dẫn, nếu không giới lực quá mạnh thì thật là ăn không tiêu. Thanh âm kia lại vang lên. Nhưng đám tôm tép thần cảnh các ngươi không có tư cách trở thành vật dẫn, nên vừa rồi bổn tọa chỉ dùng một chỉ kình khí phong ấn trong cơ thể bọn họ. Dù vậy đám cặn này không chịu nổi đã nổ tan xác. Thanh âm hư vọ ồm mị lúc đông lúc tây, không rõ vị trí chính xác. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, vũ giả dưới thần cảnh mừng thầm trong bụng, mặt dữ tợn chờ nhìn xem đám người Lý Giật chết như thế nào. Ép buộc bọn họ nhập minh, mới rồi bắt người đi chịu chết. Hoàn toàn không xem họ như con người, bọn họ sớm ôm lòng oán giận. Lý Giật kinh kêu. Ta chỉ mới bước vào thần cảnh chưa được vài ngày, làm vật dẫn cũng không ý nghĩa gì. Mọi người. Chấm. 33 cơ trong áng mây chất chứa diễu cợt. Không, không, cơ thể của ngươi cực kỳ đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa mà còn được bổn tọa xem trọng nhất. Lý Giật tức giận quát. Ma đầu đáng chết xem cường giả thiên vũ giới chúng ta là cái gì. Vốn định nhường lục đạo ma binh cho các ngươi, hiện tại xem ra các ngươi muốn chết.
Vạn Nhất Thiên cũng giận. Không ai trong chúng ta đi, sẽ quyết sinh tử với ma đầu nhà ngươi. Lý Dật nghiêm nghị nói. Đúng vậy, tất cả thành viên Bá Nghiệp Minh ở đây, tuyệt đối không lùi nửa bước. Lý Dật lạnh lùng liếc người xung quanh. Bị ánh mắt Lý Dật nhìn chằm chằm làm người ta lòng lạnh lẽo, thầm cầu nguyện ma đầu nhanh ra tay giết đám người thần cảnh Lý Dật cho rồi. Trong mây đen truyền ra tiếng cười lớn. Ha ha ha, nếu vậy thì đừng ai đi, ở lại hết đi. Ma khí cuồn cuộn, trên bầu trời ngưng tụ ra các bóng người. Đây là... Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia giật mình, chớp mắt xuất hiện trăm bóng người, bộ dạng giống y như đúc. Không chỉ thế, hơn trăm người toàn là tồn tại thập phương hung hồn sát. A, à, đám người ngây như phỗng, trăm khí thế như thần cảnh đổ ập xuống, nhiều cường giả vũ đế bị trọng thương hộc máu tại chỗ. Sao có thể như vậy? Lý Dật luống cuống. 100 cường giả thần cảnh giống y như đúc, quá hoang đường. Đám người Đinh Sơn, Vạn Bảo Lâu xoe tròn mắt, hóa đá. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Ha ha ha, ha 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 ha. Ha ha ha, ha ha ha. Trên bầu trời toàn là các khuôn mặt cười nanh chanh. Lý Vân Tiêu quét thần thức qua, phát hiện tổng cộng 101 người, chỉ tính thực lực người này đã cỡ đẳng cấp ma quân. Quả nhiên người mạnh nhất bước ra, nhe răng cười nói. Xin tự giới thiệu, dù gì lần đầu tiên quang lâm quý giới, vô cùng thấy vinh hạnh. Tên Ngô là Lam, các ngươi có thể gọi ta là Ma Lam hoặc Lam Quân đều được. Lam, Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch liếc nhau, nhẹ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Lý Dật đã bị hù ngu người. Lam Quân đại nhân, còn trăm vị đại nhân này tên là gì? Lam cười đáp. Chúng toàn là phân thân của bổn tọa. Tập thể hút ngụm khí lạnh. Phân thân. 100 phân thân cường giả thần cảnh. Lam híp mắt gật đầu nói. Đúng rồi, bởi vì khe hở quá yếu nên chân thân khó thể xuyên qua, đành dùng cách này đi qua khe hở. Nhưng đến đây rồi phát hiện ma khí không đủ, hơn nữa áp chế lợi hại hơn ta tưởng tượng, không thể ngưng tụ chân thân nữa, đành trở lại ma giới hoặc thành hoàn toàn bị ma hóa thì bổn tọa mới có thể ngưng tụ lại chân thân. Mặt Lý Dật trắng bệch nói. Lam Quân đại nhân hãy nhanh chóng về ma giới ngưng tụ chân thân đi. Thiên vũ giới dù gì có giới lực áp chế dữ dội, lỡ xảy ra vấn đề thì không hay. Chúng ta chỉ là tôm tép không có thực lực, không bối cảnh, không tham gia hai lần ma chiến. Đại nhân đừng lãng phí thời gian vào đám lâu la chúng ta. Ma Lam mỉm cười hỏi. Ha ha ha, sao ngươi không có chút cốt khí gì vậy? Ta còn đang định luyện chế ngươi thành vật dẫn của ta, nói vậy không sợ mất mặt sao? Lý Dật cầu xin. Chỉ cần đại nhân tha cho ta thì ta biết trong thiên vũ giới có vật dẫn càng tốt thích hợp cho đại nhân. Lời vừa nói ra mọi người biến sắc mặt. Tuy đa số người đều nghĩ cách không từ thủ đoạn chỉ mong sống, nhưng lời vô sỉ mất mặt như thế rất khó nói ra. Kẻ quý mạng như Vạn Nhất Thiên cũng cảm thấy khó mà mở miệng. Rốt cuộc có người tức giận nói. Lý Dật, uổng cho ngươi là chủ thành Hồng Nguyệt, còn tổ kiến Bá Nghiệp Minh gì đó vậy mà không chút cốt khí, thấp hèn quỳ liếm ma tộc. Người như thế dù thực lực mạnh mấy cũng được gì, chẳng qua là sâu một của thiên vũ giới. Lý Dật lạnh lùng nói. Ta là sâu một rồi sao? Các ngươi giỏi thì lên đi. Lam Quân đại nhân đứng đó, ai giỏi thì lên xem. Ta nói cho các ngươi biết, tuy đây là lần đầu tiên ta và Lam Quân đại nhân gặp mặt nhưng đã như quen biết từ lâu. Ai dám làm hại Lam Quân đại nhân tức là hại ta, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Ma Lam ngây người. Ma tộc toàn là sát khí nặng, tâm kế không sâu nên ít có người vô sỉ. Ma Lam chưa từng gặp kẻ vô sỉ đến nhường mày, giật mình không biết nên nói cái gì. Khụ khụ. Đinh Sơn có nắm tay đặt bên môi ho khan. Lý Dật nói cũng không hoàn toàn vô lý, cộng thêm kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu của mình. Đám người trong hai lần ma chiến toàn là người Thiên Vũ Minh, Thiên Nguyên Thương Hội của ta trước giờ không đội trời chung với Thiên Vũ Minh. Thành ra Thiên Nguyên Thương Hội và ma tộc có chung mục tiêu và lợi ích, nên là bằng hữu. Vạn Hiên Ngang trợn to mắt ốc bưu. Mặc dù Vạn Hiên Ngang có nghĩ đến cầu hàng xin tha nhưng vô sỉ đến trình độ này thì rất khó theo kịp hai người kia. Vạn Nhất Thiên không nhịn được nói. Bá Nghiệp Minh đã thành lập vậy mọi người nên cùng nhau tiến lùi, Vạn Bảo Lâu đứng chung một chỗ với hai vị. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì, dù hiểu đám người này không có tự trọng nhưng không ngờ tới mức này. Lòng Lý Vân Tiêu nặng trĩu,
Lam có thể phân liệt thành 100 cường giả quy chân cảnh, có một chân thân hư cực cảnh, rất đáng sợ. Dù là tù và Lam Nham chủ cũng chưa chắc có thực lực như thế, người trước mắt rất có thể là một trong 8 vị ma tôn ma giới. Ma Lam nói, nghe lời của các vị thì là định đầu vào ta. Lý Dật vội nói, nếu đại nhân không chê thực lực của chúng ta thấp thì xin nguyện hiệu lực cho đại nhân. Những người khác lần lượt tỏ thái độ, chỉ vài người không mở miệng nổi, nghẹn mặt đỏ rực. Ma Lam nói, vậy cũng tốt, đỡ rắc rối cho ta. Ta vốn không muốn đám cặn dưới thần cảnh, nhưng các người đã có lòng đến thế thì ta sẽ cho các hung hồn sát đến ký túc, mấy người trên thần cảnh như các người có thể ký túc phân thân của bổn tọa. Ký túc? Lý Dật kinh ngạc, run giọng hỏi. Có phải cái gọi là vật dẫn giống mười mấy người trước không? Ma Lam gật đầu nói. Đúng rồi, chút lực lượng của các ngươi thật sự không lọt vào mắt ta nổi, chỉ có làm vậy mới phát huy chút xíu năng lực của các ngươi, không uổng phí các ngươi đầu vào, ban cho các ngươi bột hưởng quang vinh. Cút mợ ngươi đi, lão tử có chết cũng không tha cho ngươi. Lý Dật biết không hy vọng sống sót thì nhặt lại khí tiết, giận dữ hét. Đám dị tộc các ngươi phạm thiên vũ giới ta, người người đáng tru. Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Những người khác bộc phát ra khí thế cực mạnh. Lúc sắp chết ai cũng muốn kéo vài đệm lưng. Bọn họ chừng Ma Lam nhưng không người dám xông lên trước. Chào ơi, làm sao vậy? Ai nấy giận dữ thế? Ma Lam cười nói. Nếu không trụi thì thôi, tội gì tức giận. Trước tiên thanh lý đám nhãi nhép rồi thử thân hình các ngươi sau, để xem hiệu quả kháng giới lực thế nào. Có 20 phân thân bay xuống, trong 10 phân thân lao hướng đám người Lý Dật. 10 phân thân khác không chút nương tình ra tay giết hướng đám cường giả vũ đạo. A, à, ma tộc, các ngươi không chết tử tế được. Nhiều vũ giả nổ tung trên trời, bị diệt trong chớp mắt. Đường Tâm cũng không đỡ nổi một phân thân tùy tay một kích nhất mắt nổ nát. Trong toàn bá nghiệp minh chỉ có Lý Dật, Đinh Sơn, Vạn Nhất Thiên, Vạn Hiên Ngang là cường giả thần cảnh. 4 người thấy đại thế đã mất thì không nghĩ nhiều. Chờ 10 cường giả thần cảnh bay xuống lê ỉn xoay người trốn đi xa. Trong lòng bọn họ đắc sớm tính toán, tuy Ma Lam đông, đánh bừa chỉ có đường chết nhưng 100 người này toàn là quy chân thần cảnh, nếu bọn họ một lòng chạy trốn thì đối phương khó thể đuổi kịp. Ma Lam nhìn 4 người bay 4 phía mất hút trong tầm mắt nhưng không nôn nóng, mỉm cười nói. Ha ha ha, nếu ngay từ đầu đã chạy trốn thì có lẽ còn cơ hội nhưng hiện tại phạm vi trăm dặm toàn là ma khí. Bây giờ ta mới đi ra vì bày trận. Tất cả sinh linh trong phương không gian này không thể trốn thoát được. Quả nhiên 4 người bay hướng khác nhau rất nhanh đụng phải lực lượng kết giới to lớn chặn đường đi của họ. 4 phía mặt xám như cho tàn. Ma Lam cười nói. Tác dụng của kết giới này không chỉ phòng ngừa các ngươi chạy trốn, còn có công năng rất quan trọng là chống lại giới lực ở mức độ nhất định. Trong phân thân có hơn 10 thân hình nhúc nhích bay hướng 4 người. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Trừ Vạn Hiên Ngang còn bình tĩnh ra 3 người khác mặt xám xịt đáp xuống thành Hồng Nguyệt. Ầm 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 ầm. Kết giới hộ thành không chịu nổi ma khí ngập trời đã vỡ nát, ma khí như tuyết trên núi sụp đổ. 4 người Lý Dật chạy vội đi giết người, đó là cách duy nhất rời khỏi kết giới Ma Lam. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trực tiếp thuấn di từ hư không đáp xuống trước truyền tống. Lý Vân Tiêu tùy tay ném ra 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm biến ra hình kiếm to lớn cắm xuống đất kết nối kiếm giới bảo vệ truyền tống trận. Nếu truyền tống trận bị hủy thì người Thiên Vũ Minh rất khó đi qua. Ủa? Khi thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện thì Ma Lam lộ vẻ mặt giật mình, như không tin được trong sự giám thị của gã có người ẩn núp. Lý Dật, Đinh Sơn kinh kêu. Lý Vân Tiêu. Hai người vẻ mặt giật mình ngơ ngẩn. Vạn Nhất Thiên reo lên. Phi Dương Huynh, http://chuansuatiui.net/Vạn Nhất Thiên cực kỳ kích động như trông thấy cứu tinh. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Các vị, đã lâu không gặp. Lý Dật giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, quả nhiên là âm mưu của ngươi. Chết tiệt, ngươi khó chịu khi thấy ta sống tốt sao? Đi cấu kết với ma tộc, người xấu hổ làm minh chủ Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng lại nhảy. Những phân thân ma tôn đuổi theo kìa. Lý Dật nhìn lại, sợ đứng tim, vội thúc giục. Mau mở kết giới truyền tống trận để chúng ta đi. Vạn Nhất Thiên cũng sốt ruột nói. Đúng rồi Phi Dương, mau mở kiếm giới ra, đây là đường chạy trốn duy nhất của chúng ta. Trốn? Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi.
các vị đều là tinh anh của thiên vũ giới, là giường cột của giới này, sao có thể trốn vào lúc này? Nên anh dũng giết địch mới đúng. Lý Dật tức giận quát. Lý Vân Tiêu, người đừng rông dài với ta, mau rút lại kết giới, không thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Ninh Sơn trầm giọng nói. Các vị hãy cùng nhau đánh chết hay, không thì không kịp. Hơn 10 phân thân Lam đứng ở phía xa, không công kích, hào hứng nhìn bọn họ nói chuyện, nhếch mép cười nhạt. Được, ra tay. Lý Dật đã nổi điên, khí thế trên người nháy mắt lên cao đến tột độ. Lý Dật rất hiểu Lý Vân Tiêu, nếu không cưỡng ép đột phá thì đối phương tuyệt đối không tránh ra, đường chạy trốn duy nhất thì ngay trước mắt. Phi Dương huynh làm gì vậy? Mau tránh ra. Vạn Nhất Thiên căng thẳng nhìn ba người khác tấn công, gã đứng tại chỗ không biết nên làm sao. Vạn Hiên ngang chừng Vạn Nhất Thiên, nạt. Ra tay. Rõ. Vạn Nhất Thiên đạp không khí, khẽ thở dài. Phi Dương huynh, thứ tội. Hai tay Vạn Nhất Thiên kết ấn cùng ba người khác vỗ tới trước. Bốn lực lượng tụ tập trên không trung như bốn con rồng bay quấn quýt đuổi nhau. Lý Vân Tiêu giật mình vội một trưởng phong vân vỗ tới trước. Ầm 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 ầm. Bốn lực lượng đánh vào người Lý Vân Tiêu nổ cái bùm, hắn và kết giới biến mất. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm keng một tiếng từ mặt đất bị đánh bay ra ngoài. Lý Dật mừng rỡ cười lớn. Ha ha, chết rồi. Lý Dật lao lên trước đáp xuống truyền tống trận, vội đánh ra ấn quyết. Vạn Hiên ngang theo sau đáp xuống truyền tống trận. Vạn Nhất Thiên ngây người nửa ngày, khó tin chớp mắt, ngơ ngác lẩm bẩm. Thật sự, chết rồi, sao có thể? Vạn Hiên ngang cau mày nói. Còn không mau đi, chờ gì nữa? Ngươi muốn chết sao? Vạn Nhất Thiên nhìn ánh sáng truyền tống dâng lên dùng mình vội bay đi, sợ bị bỏ lại. Chỉ còn Đinh Sơn đứng bên ngoài truyền tống trận, biểu tình trầm trọng nghi ngờ. Lý Dật lạnh lùng nhìn Đinh Sơn, cười khẩy nói. Đinh Sơn đại nhân tâm kế nặng thật, sợ có trá sao? Dù có trá thì chúng ta rời khỏi nơi đây là được, những chuyện khác quan tâm làm gì? Đinh Sơn không đáp, nhìn chằm chằm truyền tống trận. Mãi khi trận quang phát sáng nhất thì Đinh Sơn lao vào trong. Ánh sáng truyền tống chợt lóe, bốn người biến mất. Ma Lam lạnh lùng nhìn bên dưới, hơn 10 phân thân không nhúc en chí. Ngay sau đó bầu trời lóe ánh sáng, bốn người xuất hiện trước mặt Ma Lam, chỉ cách xa 10 trượng. Bốn người kinh kêu, mắt xám xịt. A, à, Lý Dật phụt ngoái đầu nhìn xuống. Lý Vân Tiêu còn đứng đó. 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bảo vệ truyền tống trận chặt chẽ, chưa từng nhúc nhích. Lý Dật độc ác và tuyệt vọng rít. Ngươi, thật ác độc. Lý Vân Tiêu giả ngu. Ác độc gì, các ngươi muốn đi thì ta tiến một đoạn đường vậy thôi. Vạn Nhất Thiên mặt đưa đám nói. Phi Dương huynh, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau, sao huynh đối xử với ta như vậy? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Khi Nhất Thiên huynh ra tay thì chúng ta không còn tình cảm gì nữa. Huống chi trừ ma vệ đạo là điều mỗi người chúng ta nên làm, mấy vị hãy cống hiến chút sức cho thiên vũ giới đi. Ma Lam nhìn Lý Vân Tiêu, mở miệng nói. Thiên vũ giới có chút thú vị, hèn gì lần trước Man Thao Thảm quay về. Ta giải quyết đám lâu la này rồi chơi với ngươi sau, không biết trong kết giới này còn vài con chuột nào trốn không. Ma Lam dứt lời 10 phân thân thấp thoáng bao vây bốn người Lý Dật. Bốn người mặt không chút máu, biết chắp cánh cũng khó bay. Ầm 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 ầm. Hơn 10 phân thân cùng ra tay, bốn người chống cự bọ ngựa đấu thoáng chốc bị đánh phá phòng ngự. Nhưng các phân thân không giết bọn họ, có bốn phân thân bay vào người họ, chiếm cứ thân thể của bọn họ. Ủa, thân hình này. Lý Dật lộ vẻ mặt kỳ lạ đánh giá thân thể của mình, ra chiều đăm chiêu rồi dần trầm trọng. Lý Dật quay sang nhìn Lý Vân Tiêu. Chủ nhân thân hình này của ta là ai? Lý Vân Tiêu thấy bộ dạng trầm trọng của Lý Dật thì cũng lấy làm lạ hỏi lại. Người đã bá chiếm cơ thể của hắn thì cứ trực tiếp tìm tòi ký ức là được. Lý Dật khẽ hừ nhìn hướng Đinh Sơn. Đinh Sơn nhẹ gật đầu, giơ tay bắt ấn điểm vào đầu mình, một ma ấn thấm vào trong. Phân thân Ma Lam bám trong đó tự tách ra, ấn vào đầu Đinh Sơn. Người Đinh Sơn run bần bật. Lý Vân Tiêu yên lặng nhìn. Biết Ma Lam ở tổn thương thân hình Lý Dật vừa muốn có tư liệu về gã nên trực tiếp siêu hồn Đinh Sơn. A, à, phân thân kia kinh kêu, mắt lóe tia sáng kỳ dị. Phân thân vỗ tay trái vào người Đinh Sơn, nổ ra cái lỗ, năm ngón tay co lại.
Bùm! Cả người Đinh Sơn thành thịt nát tan biến trên bầu trời. Phân thân cầm thanh kiếm sáng choang. Phân thân đưa kiếm cho Ma Lam. Ma Lam nhìn kỹ một lúc chợt cười to bảo. Ha ha ha, quả nhiên là mảnh nhỏ chiến trường cổ thần. Chậc chậc, thứ rác rưởi này lại luyện chế mảnh nhỏ chiến trường cổ thần thành thanh kiếm, có sáng tạo. Không ngờ lần này vào thiên vũ giới còn được cơ duyên như thế, đây là điềm lành. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú thanh kiếm kia, nhớ lúc ở trời sao vực ngoại, chiến trường cổ thần thánh khí vỡ nát, không ngờ Đinh Sơn cũng được một phần, phúc trạch khá lớn. Nhưng ác giả ác báo. Nếu bọn họ không lén lút mưu hoa thành lập bá nghiệp minh trong thành Hồng Nguyệt, muốn thừa dịp ma tộc xâm nhập nhặt của rơi thì không dính vào chuyên hôm nay, cái này siêu như trời phạt. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Ma Lam được mảnh nhỏ chiến trường cổ thần thì tâm tình rất tốt, gã cười nói. Ra đường đại cát, không chỉ được đến mảnh nhỏ thánh khí còn có thân xác, thật là trời giúp tộc ta, xem ra thánh chiến lần này sẽ thành công. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Ma Lam, cười khẩy nói. Được có một thanh kiếm mà đã mừng thế này, ma tộc đáng thương tới mức đó rồi sao? Nếu muốn kiếm thì ta sẽ cho ngươi 100.000 thanh, ngươi lấy rồi cút về ma giới chịu không? Ma Lam nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu tử, ngươi rất cuồng. Lý Vân Tiêu nói. Nếu ta không cuồng mà thành thật, cung kính thì ngươi có về ma giới từ nay không đến nữa không? Ma Lam nói. Đương nhiên không thể. Lý Vân Tiêu bảo. Thì đấy. Ma Lam khó chịu nói. Ngươi rất dẻo miệng, không biết có thực lực cũng cỡ này không? Ngươi bảo vệ truyền tống trận nhưng bản thân không đi chắc vì có cứu minh sắp đến đúng không? Lý Vân Tiêu nói. Lo cho bản thân mình đi, quan tâm ta làm gì? Ma Lam lạnh lùng cười. Ha ha, thú vị, nhưng con người ta không thích sự vật thú vị, vậy nên ngươi chết đi. Hơn 10 phân thân vây quanh. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, luồng kiếm khí bắn ra xuyên thủng một phân thân. Phân thân nổ tung phân liệt thành vô số ma sát hú hét. Cái gì? Bản gốc và hơn 10 phân thân giật nảy mình. Trong khi Ma Lam hết hồn thì Lý Vân Tiêu lại ra tay chớp mắt tiêu diệt 2 phân thân. Ma Lam giật mình lập tức phái hơn 30 phân thân xuống. Bản tôn chạy nhanh đi. Đột nhiên hư không chuyển động, một luồng sáng bạc từ bên trong lấp lóe ra đánh về phía bản gốc Ma Lam. Bùm! Hai tay Ma Lam bắt chặt ánh sáng bạc, kiếm thế vung hóa thành roi mềm như rắn chói hai tay gã lại, toàn thân cũng bị chói. Ma Lam lạnh lùng nhìn Linh Mục Địch. Quả nhiên còn có người. Ma Lam không hoảng loạn, mắt lạnh băng. Còn ai nữa không, ra hết đi. Linh Mục Địch nói. Vừa rồi Lý Vân Tiêu nói đúng, còn người hay không liên quan gì ngươi. Tự lo thân ngươi đi. Ma Lam tức giận quát. Muốn chết. Nếu ở ma giới thì Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch tuyệt đối không thể tốn ngay trước mặt Ma Lam. Đáng tiếc nơi này là thiên vũ giới, ngũ cảm lục thức bị áp chế như một tia eo, khiến gã rất khó chịu. Đám phân thân xung quanh tức giận tấn công oanh kích Linh Mục Địch. Linh Mục Địch hừ lạnh một tiếng. Hừ. Nghịch hồn tiên cuốn lấy. Từng tầng kiếm quang chém vào người Ma Lam, nhiều ma sát bị đánh bay ra. Ầm 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 ầm. Linh Mục Địch một kiếm đánh Ma Lam bị thương, công kích từ đám phân thân cũng ập đến. Không trung chấn động liên miên không dứt. Linh Mục Địch hơi xoay người chuyển không gian thoát ra khỏi khe hở công kích đầy trời. Ma Lam biến ra 100 phân thân thoạt trông khủng bố nhưng dễ đối phó hơn một vị ma tôn tạo hóa cảnh nhiều. Ít ra nếu người muốn đi thì những thần cảnh quy chân thần cảnh không áp chế nổi. Dù là bản tôn Ma Lam cũng chỉ cỡ hư cực cảnh, lại bị giới lực ức chế, thực lực tụt mạnh. Lý Vân Tiêu thi triển thân pháp trong thành Hồng Nguyệt né tránh công kích chủ yếu của đám phân thân, có khoảng trống liền tấn công, hắn giết được nhiều phân thân. Lý Vân Tiêu nhe răng cười nói. Xem ra Ma Tôn cũng chẳng có gì ghê gớm, hai chúng ta vất vả chút giết hết đi. Linh Mục Địch còn đỡ chút, Lý Vân Tiêu thì nhanh như tia chớp. Những phân thân không theo kịp Lý Vân Tiêu. Chỉ có thể nóng nảy chờ bị làm thịt. Đám phân thân bị giết một ít, số còn lại đầu đầy mồ hôi lạnh vọt lên cao, dường như bỏ cuộc. Ma Lam biểu tình cực kỳ khó xem, dù chỉ là phân thân nhưng nếu tổn thất nhiều vẫn bị thương bản thể. Nếu 100 phân thân đều chết thì Ma Lam sẽ rớt khỏi ma tôn cảnh. Lúc này quanh truyền tống trận có nhiều người chạy ra, có vũ giả, có phàm nhân bình thường. Có một số người bị ma khí xâm nhiễm, rất là đau khổ. Nhưng đều bị kiếm giới ngăn cản. Đám người giãy giụa trước kiếm giới,
gào thét, ánh mắt van xin nhìn Lý Vân Tiêu. Cho chúng ta đi vào, mau cho chúng ta vào, cầu xin ngươi. Lý Vân Tiêu cau mày, người toàn thành hầu như tuôn hướng này, người bị ma hóa càng lúc càng nhiều. Giờ phút này truyền tống trận là đường duy nhất nối với bên ngoài, cảm ngộ là người Thiên Vũ Minh chỉ có thể vào từ chỗ này, không để sơ sót gì được. Các khuôn mặt cầu sinh khiến tim Lý Vân Tiêu run rẩy, nét mặt băn khoăn. Đột nhiên giọng Tiểu Thanh vang lên. Nếu không muốn mở vậy đừng mở, dù mở đường ra thì không bao nhiêu người đi được. Mục đích đám vũ giả bị ma hóa là phá hoại chỗ này, khi thành Hồng Nguyệt bị ma hóa hoàn toàn thành cứ điểm ma tộc xâm nhập thì rắc rối. Không đâu, chỉ cần cho chúng ta rời đi thì tuyệt đối không phá hoại truyền tống trận. Đám người này liều mạng van xin, một đống quỳ xuống dập đầu. Lý Vân Tiêu cắn chặt răng. Đi được bao nhiêu toàn xé mố pha ản của các ngươi, nếu ai phá hoại truyền tống trận, bị ta phát hiện có chút ý đồ sẽ giết không tha. Lý Vân Tiêu giơ tay lên thu 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vào người, một tay bắt ấn đánh ra lôi ấn ẩm vang hóa thành vô số điện quang bắn hướng đám đông. Các điện quang mỏng như tơ, mỗi tia điện bắn vào thân thể kẻ bị ma hóa đánh chết tại chỗ. Điều này gây khủng hoảng lớn, xe ác tiếng gào giống nổi lên bốn phía, hỗn loạn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ai dám la thêm một câu sẽ chết. Lời nói lạnh băng của Lý Vân Tiêu dù không lớn tiếng nhưng chất chứa sát khí sắc bén, mỗi người rét run, tạo hiệu quả mạnh làm không khí yên lặng. Tiểu Thanh khen ngợi nhìn Lý Vân Tiêu. Không ngờ ngươi cũng tu luyện thành tiên thiên lôi thể, khống chế lôi điện tinh diệu còn hơn ta. Tiểu Thanh là tiên thiên ất mộc hóa linh, thiên phú mộc hệ hơn Lý Vân Tiêu gấp trăm lần. Nhưng căn nguyên mộc hệ cực kỳ mênh mông khổng lồ, không chỉ có thể diễn biến lôi điện. Cộng thêm lôi quyết của Lý Vân Tiêu luyện từ trăm trận chiến dày dạn, hơn Tiểu Thanh là điều đương nhiên. Lý Vân Tiêu không rảnh nghe khen, sắc mặt cực kỳ trầm trọng nói. Hãy canh giữ truyền tống trận dùm ta. Hễ người bị ma hóa nào và kẻ muốn phá hoại thì giết không tha, ta đi phá kết giới ma tôn bày ra để mọi người có thể từ bốn phía chạy trốn. Lý Vân Tiêu ngước nhìn trời, Linh Mục Địch không dây dưa với đám phân thân mà đáp xuống. Các phân thân không làm gì Linh Mục Địch được. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Mục Địch đại nhân thấy kết giới này. Linh Mục Địch nói. Kết giới này cũng là vật ma giới, người dùng tử lôi tập trung vào một điểm đánh nó thì hơn phân nửa có thể phá. Lý Vân Tiêu nói, ta đang có ý này. Lý Vân Tiêu lắc người thuấn di lên cao mấy vạn thước, lôi điện như vằn nước chuyển động trên người hắn. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, một cánh tay hóa thành màu tim, lôi quang nhấp nháy trên cánh tay không dứt dần hóa rồng. Ma Lam cách gần đó lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, không quan tâm hắn muốn làm gì. Mấy chục phân thân vây quanh Ma Lam, một tay bắt ấn quyết giống nhau, chậm rãi dung hợp. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Giao diện cho điện thoại. Linh Mục Địch biến sắc mặt, nếu Ma Lam ngưng tụ chân thân tại đây, dù bị giới lực áp chế nhưng đó cũng là tồn tại tạo hóa cảnh, rắc rối to. Hơn nữa lỗ hổng trên bầu trời không ngừng có ma khí trút xuống, các loại ma vật liên tục ngưng tụ trên cao. Tử Long trên tay Lý Vân Tiêu ngưng thành, chậm rãi mở đôi mắt phát ra lực lượng quy tắc. Ma Lam hoàn toàn biến sắc mặt. Giật hình nhìn Tử Long như nhận ra nguy hiểm có thể hại đến mình. Ma Lam giật mình kêu lên. Giới lực hóa long. Growl. Lý Vân Tiêu đánh ra một đấm, Tử Long đánh vào kết giới đập thủng cái lỗ to. Ma quang chớp lóe đầy trời, tan biến giữa hư không. Kết giới bao phủ trên thành Hồng Nguyệt vỡ nát. Linh Mục Địch mừng rỡ do lên. Mau chạy đi bốn phía, đừng chen chúc vào truyền tống trận nữa, kết giới đã phá. Thanh âm như sóng biển khuếch tán bốn phương tám hướng. Thành Hồng Nguyệt to lớn, người toàn thành mừng như điên chạy tứ tán. Ma Lam giơ tay điểm vào một con thập phương hung hồn sát gần đó. Hừ, toàn là con kiến, nhìn liền khó chịu. Thập phương hung hồn sát vặn vẹo, khuôn mặt cực kỳ đau đớn, người nứt giãn li ti. Các khuôn mặt ma sát lao ra từ người thập phương hung hồn sát. Hoa hoa hoa. Một đống ma sát bay ra khỏi cơ thể thập phương hung hồn sát cắn xé người bình thường trong thành Hồng Nguyệt. Con thập phương hung hồn sát bị Ma Lam chỉ một cái trực tiếp hoàn toàn hàng giải thành ma sát, quá trình không lãng phí chút ma khí nào đã hàng giải hoàn toàn, cỡ vài vạn con. A, à, Ma Lam cười khẽ, hai tay vươn ra. 10 con thập phương hung hồn sát khác bị cảm nhiễm, vùng vẫy tiến vào quá trình hàng giải. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, ra tay.
chết tiệt. Lôi quang bắn thủng bầy ma sát. Ma Lam xì cười. Ha ha ha, chỉ là con kiến, cần gì căng thẳng như vậy. Vài phân thân vỗ vào lôi quang đánh tan trên không trung. Nhiều ma thú hình dạng quái dị lảo đảo xông hướng Lý Vân Tiêu. Trong đó bao gồm thủ hạc, thế hệ nguyên tượng chí mang từng trông thấy. Còn có một số ma thú kỳ dị thực lực cũng không thấp. Cùng lúc đó mấy chục vạn con ma sát gần như hàng giải cùng lúc bay hướng mặt đất đen ngòm, ẩn vào trong. Rất nhanh bốn phương tám hướng đầy tiếng gào thét thê lương. Toàn thành hồng nguyệt tối đen, những tiếng hét nghe ghê rợn dần tắt ngấm trong bóng tối. Chỉ còn lại một số vũ giả thành hồng nguyệt chống cự, khắp nơi giết ma sát. Lý Vân Tiêu tức điên, vì thần thức của hắn nhạy bén nhất nên phát hiện đám ma sát xông vào mặt đất thì sinh mệnh trong thành biến mất mảng lớn. Cảm giác đó khiến Lý Vân Tiêu rợn tóc ría. Bị nhiều ma thú vây công, Lý Vân Tiêu không hứng hiếu chiến, hắn bay về bên truyền tống trận, thầm nôn nóng. Không có lực lượng cường đại càn quét thành hồng nguyệt thì không cách nào đuổi đám ma sát, ma tộc ra. Đột nhiên trên bầu trời ngưng tụ ma quang chói mắt chậm rãi biến thành quả cầu tròn, bên trong có bóng người. Bóng người kia nhìn Ma Lam, khóe môi cong lên ung dung nói. Lam, đang gặp rắc rối không nhỏ sao? Mặt Ma Lam lạnh lùng nói. Bổn tọa ở phía trước giết địch, đám phế vật các ngươi không ra khỏi khe hở được còn ở đó nói mát. Trong quả cầu ma quang là cung, một ma tôn khác. Cung cười nói. Bớt giận đi, ta không nói mát mà là hy vọng Lam tăng nhanh tốc độ dọn dẹp vật cản, rắc rối bên khe hở lại tới. Ma Lam biến sắc mặt, mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Đám phệ giới thú kia chưa chết tâm. Ma cung gật đầu, nghiêm túc nói. Hơn nữa lần này có hơn 10 con, Lam cũng biết chúng ta đang ganh gác khe hở đó nên không trốn được, chỉ có thể kiên trì chiến. Ta nhận người khác ủy thác mới hao tổn lực lượng lớn hàng lâm ảnh chiếu lại đây. Ma Lam hừ mũi. Thật là một đám khó chơi, ta biết rồi, người trở về đi. Ma cung nói. Chúng ta lại lần nữa phái ra nhóm người tới giúp ngươi, nhưng bọn họ đang xuyên qua khe hở. Khi bọn họ đến đây sợ là không gian độc lập kia không chống đỡ nổi, sẽ bị phá hủy. Ma Lam nhíu mày nói. Không có không gian độc lập giảm lực, bọn họ đường đột đến e rằng không chịu nổi giới lực. Ma cung nói. Không rảnh nghĩ nhiều vậy được. Ma Lam nói. Thôi được, không ngờ đã nghiêm trọng đến trình độ này. Ta cố gắng giải quyết đám rác này, hủy truyền tống trận kia trước. Lúc nãy định chờ viện binh của chúng đến rồi tiêu diệt luôn, bớt rắc rối trong tương lai. Ma cung cúi đầu nhìn bên dưới, thấy nhóm Lý Vân Tiêu thì bất mãn nói. Lam, ngươi rất tùy hứng. Năm bộ chúng ta hợp sức nếu không bắt được một thành nửa thị của thiên vũ giới thì sau này không còn mặt mũi gặp người. Ma Lam không kiên nhẫn nói. Biết, hai người đó hơi khó chơi, phân thân của ta không làm gì họ được. Chờ các người phái người đến rồi tính tiếp, ta hủy truyền tống trận trước. Ma Lam giơ tay lên chỉ huy ma thú lao hướng truyền tống trận. Ma cung liếc mắt, cảm thấy tiểu tuyết vấn đề gì, một tay bắt ấn, thân hình và ma quang biến mất trên bầu trời. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói. Bọn họ muốn hủy truyền tống trận, rắc rối đây. Linh Mục Địch cầm nghịch hồn tiên, trầm giọng nói. Nhất định phải thủ được. Nếu truyền tống trận bị hủy, viện quân muốn lại đây y nhất cần nửa tháng, thành Hồng Nguyệt chắc chắn bị công chiếm. Lý Vân Tiêu khẽ ừ. Ừm. Lý Vân Tiêu quát to. Mọi người lùi lại. Lý Vân Tiêu ném ra 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bảo vệ quanh trận pháp. Người Lý Vân Tiêu bắn ra 12 luồng sáng vàng lơ lửng phía xa, 12 khôi lỗi cùng bắt ấn hóa thành đại trận. Người trong trận bị Lý Vân Tiêu dùng tinh thần lực xoay chuyển không gian truyền tống đi xa. Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Tiểu Thanh xuất hiện bên trên trận pháp, mọi thứ sẵn sàng. Tiểu Thanh nói, vừa rồi thấy vận dụng tử lôi phá giới rất có hiệu quả, chắc là ẩn hàm giới lực. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng rồi, tử lôi ngưng tụ rất có hiệu quả với đám ma tộc, tiếc rằng ngưng tụ tiêu hao nhiều năng lượng. Lý Vân Tiêu mới nỗ inh chợt trợn to mắt, há hốc mồm. Hai tay Tiểu Thanh kết ấn trước mặt. Người phát ra bốn tử lôi thô cỡ cánh tay vòng quanh thân, chiếu người Tiểu Thanh toàn là ánh sáng tím. Lý Vân Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Cái này, Lý Vân Tiêu nhớ đến hắn chăm chỉ tu luyện về kỹ pháp tinh luyện, áp xúc sấm sét thua xa ất mộc hóa linh thì lòng rất thổn thức. À, Tiểu Thanh cười nhìn Lý Vân Tiêu.
Lôi nguyên tố chỉ là mộc hệ diễn hóa ra, ta tu luyện lực lượng căn nguyên mộc hệ, có thể biến hóa nhiều diệu pháp. Nhưng mà, Tiểu Thanh lộ vẻ mặt bất lực. Nhưng ngưng tụ tử lôi vẫn rất khó khăn. Chán Lý Vân Tiêu nổi gân xanh thầm nghĩ, người thế này bảo là khó vậy chẳng phải ta là trâu được vắt sữa, nửa ngày cũng không vắt ra được chút gì. Tiểu Thanh hơi cúi người nhảy lên trời. Hai tay Tiểu Thanh co lại đặt hai bên khống chế bốn tử lôi thô cỡ cánh tay bay vút lên. Bão sấm sét màu tím dâng lên cao hóa thành vòng xoáy xông vào đám ma tộc. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Ầm 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 ầm. Mấy con ma thú đi đầu bị tử lôi bắn xuyên qua thân thể, nổ ngay tại chỗ. Tiểu Thanh điều khiển tia chớp tiếp lượn vòng phủ ngàn trượng, bao phủ toàn bộ ma thú vào trong. Trong lôi hải điện ngục ánh sáng tím phản chiếu, bầy ma thú phát ra tiếng rít gào thê thảm. Nhiều ma thú không chịu nổi nổ cái bùm, ma khí cũng bị ánh sáng tím quét sạch. Ma Lam ở trên trời xoe tròn mắt nhìn, tràn đầy kinh hoàng. Người này là ai? Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch cũng ngây ngẩn vì chiêu thức huyễn lệ của Tiểu Thanh, lôi điện tím lan tràn ngàn trượng, đẹp vô cùng. Tiếc rằng chỉ được giây lát thì Tiểu Thanh kiệt sức, các tia chớp tím tan biến trên không trung, xèo xèo ẩn vào hư vô. Dù vậy bầy ma tộc bị tiêu diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 10 tồn tại thực lực mạnh mẽ nhưng cũng bị trọng thương. Trong phạm vi ngàn trượng ma khí bị quét sạch, trời trong hẳn ra. Tiểu Thanh xoay vòng trên trời đáp xuống cạnh Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch. Tia điện đi đùng quanh người Tiểu Thanh. Lý Vân Tiêu khen luôn miệng. Ha, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tia tàn nhẫn hóa thành tia chớp bay lên trời, quát to. Mục Địch đại nhân hãy thủ bên dưới. Linh Mục Địch định cùng xuất chiến nhưng thấy Lý Vân Tiêu tự tin tràn trề thì ngừng lại. Tiểu Thanh công kích một chiêu xong ngồi xếp bằng hư không, tự mình điều dưỡng. Đáng tiếc nơi đây toàn là ma khí, cơ hồ không có bất cứ ất mộc chi khí. Đổi lại Linh Sơn Đại Xuyên thì tốc độ phục hồi của Tiểu Thanh sẽ siêu mau. Lý Vân Tiêu vọt lên cao, triển khai thế giới kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh chém vào đám ma thú. Grao! Mấy con ma thú như tê giác to xông lên dùng đầu đâm vào kiếm quang, làn da thô dày bị tước ra vạn vệt máu. Ma thú vào kiếm giới mấy bước thì da thịt tung tóe rất nhanh thấy xương, sau đó hoàn toàn thành thịt nát. Cùng lúc đó, ba con thủ hạc bị thương hú dài từ trên cao xả xuống chụp Lý Vân Tiêu. Thực lực ma cầm không dưới ma quân bình thường, nhưng Tiểu Thanh một chiêu tử lôi đánh bị thương thủ hạc, giờ lại đang trong thiên vũ giới nên chúng làm sao địch lại Lý Vân Tiêu. Bùm! Bây cần thủ hạc hợp sức bắt, thân lôi đình của Lý Vân Tiêu nổ tung nhưng dây sau thành hình đằng sau một con thủ hạc. Kiếm chém qua chặt đầu thủ hạc xuống. Sau khi thủ hạc chết cơ thể bắt đầu hàng giải hoa thành mấy con thập phương hung hồn sát lao hướng Lý Vân Tiêu. Hai con khác thấy tình hình không ổn thì hú dài định chạy trốn. Mặt Lý Vân Tiêu luôn lạnh băng, kiếm quang nở nổ. Mấy con thập phương hung hồn sát tan nát. Hai con thủ hạc chạy trốn, chợt đằng trước có ánh sáng vàng xuyên ra từ hư không đâm thủng một con. Thủ hạc hét thảm nổ cái bùm. Hoa hoa hoa. Toàn là ma sát. Nhưng ánh sáng vàng xẹt qua biến ra cương khí bắn ra bốn phía chém sạch ma sát không chừa một con. Một thân hình mơ hồ dần rõ ràng trong hư vô, tay cầm phương thiên hỏa kích cười đứng. Trác Thanh Phàm. Lý Vân Tiêu reo lên. Viện quân tới rồi. Trác Thanh Phàm nói. Sắp, ta đi trước dò đường. Trác Thanh Phàm nhìn quanh, vẻ mặt giật mình kêu lên. Thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hoàn toàn tiêu rồi. Dù có thể đánh lui những cũng không còn vinh quang ngày xưa. Ánh mắt Trác Thanh Phàm sắc bén dĩ nhiên nhìn ra hiện tại không chỉ Thành Hồng Nguyệt bị đồ thành, phá hoại, quan trọng nhất là ma khí xâm thực linh khí, thậm chí thẩm thấu địa mạch, phá hủy linh mạch chốn này. Thiếu tài nguyên linh khí thì sẽ không có đại môn đại phái xuất hiện. Trác Thanh Phàm thở dài. Thành Hồng Nguyệt sắp hoàn toàn thành lịch sử, người cũng đừng buồn. Vạn cổ tới nay chuyện như vậy nhiều như hằng hà sa số. Đó là quy luật lịch sử. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhưng lòng buồn phiền, cô đê dơn. Trên bầu trời, Ma Lam đã tức giận đến mặt trắng bệch, nhìn con thủ hạc bay về thì giơ trưởng vỗ. Thủ hạc hét thảm nổ nát. Trác Thanh Phàm nhìn lên trên, kinh kêu. Mấy cái đó, toàn là phân thân. Lý Vân Tiêu đáp. Đúng vậy, người này rất có thể là đẳng cấp ma tôn. Vì giới lực quá mạnh nên phân liệt chính mình xuyên thấu khe hở.
Ma Tôn. Trác Thanh Phàm hết hồn. Vậy còn chờ gì nữa? Thừa dịp hiện tại hắn một mình chúng ta xóa sổ đi, tương lai áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ma Tôn làm gì dễ bị tiêu diệt vậy? Tạm thời không vội, nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ truyền tống trận chờ mọi người cùng nhau lại đây. Hơn nữa ta vừa rồi nghe bọn họ nói còn có rất nhiều thứ lợi hại ở phía sau. Trác Thanh Phàm gật gù. Hóa ra là vậy, xem ra từ trong địa lão thiên hoang đến đây, để ta đi nhìn thử. Lý Vân Tiêu kinh sợ. Mọi chuyện cẩn thận. Lý Vân Tiêu chưa nói xong Trác Thanh Phàm đã biến mất trước mắt. Ngay sau đó chân thân Trác Thanh Phàm xuất hiện trong địa lão thiên hoang, đưa mắt nhìn khắp nơi là cảnh tượng hoang tàn. Không gian này. Trác Thanh Phàm nhíu mày, cảm nhận rõ ràng kết cấu địa lão thiên hoang lỏng lẻo tùy thời sụp đổ. Nếu địa điểm chiến đấu vừa rồi là ở đây thì đã sụp từ lâu. Trác Thanh Phàm nhìn quanh, bay hướng ma khí dâng lên. Một lúc sau Trác Thanh Phàm thấy ngọn nguồn, mặt đất hiện ra cái hố sâu như một khe rảnh, bên trong ma khí dâng lên như suối phun khiến Trác Thanh Phàm cực kỳ khó chịu. Nhiều ma tộc cấp thấp đi ra cùng ma khí, một số bay đi thiên vũ giới, số khác phát hiện Trác Thanh Phàm thế là dữ tợn xông đến. Trác Thanh Phàm rất bực mình, ma khí ngập trời, ngũ quan lục thực bị hạn chế nhiều nên không cách nào nhìn cảnh tượng trong khe hở. Đại hư không thuật của Trác Thanh Phàm chỉ có thể xuyên qua trong một giới, không cách nào tìm đến giới khác. Một giọng nói âm trầm vang lên. A, mới đi ra liền nhận ra con mồi. Trong ma khí vô biên lấp lóe đôi mắt lạnh lẽo. Trác Thanh Phàm bị mấy con ma tộc cấp thấp vây quanh, vừa thanh trừ xong liền cảm nhận nguy hiểm vô cùng. Chỗ Trác Thanh Phàm đứng nổ tung, không gian lung lay dữ dội sụp đổ thành một điểm rồi biến mất. Thanh âm trong ma khí hơi khó tin kinh kêu. A. Trong hắc ám chậm rãi ngưng tụ ra một thân hình, khí thế cường đại ít nhất là ma quân nhị giai. Đột nhiên một luồng sáng vàng chém mở giới vương cảnh từ trên cao giáng xuống, giống như trời giáng thần phạt chu ma trừ ác. Bùm! Ánh sáng chiến kích chém vào người ma quân nổ thành vô số ma sát, chúng nó kêu oa oa bay tứ tán. Chỉ chớp mắt đám ma sát như có trí tuệ lại ngưng tụ trên bầu trời biến ra chân thân ma quân quát to. Chết! Từ khe hở tuôn ra ma khí bốc lên cao như sóng biển ngập trời cuốn Trác Thanh Phàm vào. Cùng lúc đó ma tộc kia một tay bắt ấn quát to. Phong. Không gian trong phạm vi trăm trượng từ hư vô lóe giá vô số ma phù, phong ấn hư không. Lòng Trác Thanh Phàm giật mình, cảm nhận lực lượng cường đại vô cùng cố định kết cấu không gian, tuy không đến nỗi không đi được nhưng khó hơn bình thường tùy ý đi nhiều. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Huống chi Trác Thanh Phàm không muốn trốn, chiến kích giơ ngang trước mặt biến ra một phương kết giới bảo vệ. Lực lượng khủng bố đánh vào kết giới chân cơ thể Trác Thanh Phàm lắc lư nhưng vẫn không gì phá nổi. A, à, giỏi, nhưng chỉ có thế. Bồn tọa chẳng qua chưa thích ứng vòm trời này. Ma quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Trác Thanh Phàm, cười nanh tranh vỗ trưởng xuống đánh vào thương hải như trần phá nát kết giới. Ầm 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 ầm. Cả thiên địa chấn động. Không gian nơi hai người đứng vỡ nát. Trác Thanh Phàm rớt xuống, địa lão thiên hoang cũng sụp xuống. Trên bầu trời thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu và Ma Lam giằng co. Lỗ hổng trên cao co rút lại, chớp mắt héo rút. Bầu trời tối sầm như trời sập. Ầm 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 ầm. Ma Lam giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn, bị cuốn vào trong bóng tối. Hơi thở hoang vắng tiêu điều tràn đầy trên bầu trời, nhiều đất đá núi bay lên cao. Lý Vân Tiêu giật bắn người, nhìn ra được chúng nó là thứ trong địa lão thiên hoang. Ầm 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 ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, ma khí ngập trời vọt ra. Ma quân đang áp chế Trác Thanh Phàm hóa thành kình phong bắn xuống. Mặt Lý Vân Tiêu lạnh băng thuấn di qua, xuất hiện sau lưng ma quân một kiếm lặng lẽ đâm xuyên ống. Vì không gian bí cảnh vỡ nát, chấn động quá lớn cộng thêm ma quân vừa xông vào thiên vũ giới. Bị giới lực áp chế cực kỳ không thoải mái nên chậm chạp nhận ra Lý Vân Tiêu xuất hiện sau lưng, bị đâm kiếm thủng ngực. Ma quân phun ngụm máu. Phụt. Ma quân nhìn kiếm xuyên qua lồng ngực đâm ra, giật mình kêu lên. Đây là. Trong con người ma quân phản chiếu kiếm dâng lên lửa trắng vô biên cắn nuốt hắc ám đầy trời, thân thể gã cũng bị nuốt vào. Ma quân bị đốt sạch không chừa mảnh vụn. Lý Vân Tiêu thu kiếm về, cơ hội hỏi. Có sao không? Trác Thanh Phàm bị thương không nhẹ, sắc mặt có chút khó coi. Trác Thanh Phàm lắc đầu chỉ lên trời.
Lý Vân Tiêu ngước lên nhìn, một khe hở to dài mấy trăm trượng dắt ngang trên trời, gần như xuyên thấu nguyên thành Hồng Nguyệt. Ma khí cuồn cuộn trong khe hở như dung nham tuôn ra ào ào, tựa sao băng đen rớt xuống mặt đất đập thành Hồng Nguyệt thủng cái hố sâu. Giờ phút này trong thành Hồng Nguyệt, người bình thường chưa chạy trốn đều chết hết, chỉ còn một số vũ giả cao giai là dốc sức chém giết với Tiểu Hồng, không ngừng áp sát truyền tống trận. Vì bọn họ biết hy vọng sống sót duy nhất là đến gần truyền tống trận. Linh Mục Địch và Lý Vân Tiêu liếc nhau, lộ vẻ dầu lo. Khe hở lớn đáng sợ như thế dù có đuổi ma tộc đi cũng rất khó phong ấn lại. Bên dưới khe hở, Ma Lam hiện hình. Càng đến gần khe hở thì Ma Lam càng mạnh, mấy chục phân thân không ngừng dung hợp, chỉ còn lại 8 người, vẫn đang cố gắng. Ma Lam lạnh lùng nói. Nếu đã ra thì đừng tự tiện hành động, hết thảy nghe lệnh ta. Trong khe hở truyền đến vài thanh âm giải rác. Rõ. Ma Lam nói. Các ngươi lần đầu bước vào thiên vũ giới. Giới lực áp chế rất khó khăn. Nơi này có thân hình tạm được, các ngươi dùng tạm đi. Ma Lam ném cơ thể Vạn Nhất Thiên, Vạn Hiên ngang ra. Vài ma ảnh lao hướng thân thể đó, phía sau còn vọng lại vài tiếng giống to. Mấy tên nhãi nhép các ngươi không được giành với ta. Hừ, cướp không lại nhãi nhép mà ngươi còn không biết ngượng nói. Hai thân hình dẫn đầu lao vào cơ thể Vạn Nhất Thiên, Vạn Hiên ngang. Vài ma khí phía sau lăng không biến ra thân thể tức giận công kích hai người. Dừng tay. Ma Lam quát to. Ai dám tấn công người mình thì chết. Ma Lam có uy nghiêm rất cao, vài ma ảnh ngừng tay, không dám hó hé. Vạn Nhất Thiên cười như điên, vẻ mặt châm chọc liếc mấy ma tộc không cướp được thân thể. Khục khục, thân hình này đúng là rác rưởi, nhưng tốt hơn là trực tiếp lộ trước giới lực. Ha 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 ha. Ma Lam liếc quanh. Các ngươi đừng vội mừng, lấy được thân thể thì phải làm việc. Bằng vào chút lực lượng của các ngươi vẫn không được, chờ thêm vài người tới đi. Lại có nhiều ma cầm ma thú lao ra khỏi khe hở, vì khó chịu nên chúng rất táo bạo. Lam đại nhân chú ý kỹ quá, theo ta thấy mấy người bên dưới tuy khó chơi nhưng chỉ là hạng tầm thường. Vạn Hiên ngang chậm rãi nói. Với mấy người chúng ta cộng thêm đám ma cầm ma thú là đủ rồi. Ma Lam lạnh lùng cười. Nếu không phải nhiệm vụ lần này quá quan trọng thì bây giờ ta cho ngươi xuống chịu chết ngay. Nay ta là chỉ huy tối cao, các ngươi im miệng hết cho ta. Ánh mắt Kình Thiên Cự Ma âm trầm nhưng không cãi lại. Lý Vân Tiêu chợt biến sắc mặt, ửng rỡ đánh ra một ấn quyết màu vàng lên trời. Truyền tống trận bừng lên ánh sáng chói lòa, từ chỗ ấn quyết màu vàng truyền đến tiếng gầm rú nhức óc. Không gian bị chấn nát, một luồng sáng vàng to lớn bắn vào. Một chiếc chiến hạm cửu giải uy phong lẫm lẫm xuất hiện trên bầu trời, mặt trên có tiêu ký Thiên Vũ Minh. Linh Mục Địch mừng như điên, kích động nói. Ha ha ha, tốt quá. Mấy trăm bóng người bay ra từ chiến hạm cửu giai, đều có khí thế cường đại, na khí chẳng nối thành một mảnh, mơ hồ dẫn đến không gian chấn động, ma khí không ngừng giạt ra. Đám người Ma Lam biểu tình cực kỳ khó xem, mặt xanh như tàu lá chuối. Đại nhân đợi lâu. Bắc Quyến Nam xuất hiện trước mặt Linh Mục Địch, báo cáo. Trừ những người bế tử quan ra còn lại đều đến. Khúc Hồng Nhan tới bên Lý Vân Tiêu, khẽ kêu. Phi Dương. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua tu vi của Khúc Hồng Nhan, kêu lên. Hư cực. Khúc Hồng Nhan mỉm cười hạnh phúc, gật đầu nói. Không ngờ Phi Dương cũng bước chân vào hư cực, ta cứ tưởng sẽ đi trước ngươi. Lý Vân Tiêu khều mũi Khúc Hồng Nhan, cười nói. Ta mới vào không lâu, nàng đã đến trước ta. Khúc Hồng Nhan nói. Có tổng cộng 370 người đến. Trong thành Viêm Vũ trừ Cố Thanh Thanh, mạch chưa bình phục tà thuật ra, cường giả trên thần cảnh đều đến. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi. Bọn họ chưa khỏe sao? Khúc Hồng Nhan đáp. Có ngài tiên sinh trợ giúp đã từng bước khu trừ tà thuật, nhưng muốn khỏe hoàn toàn thì còn cần thời gian, vừa lúc để bọn họ lại thành Viêm Vũ phòng ngừa có biến cố. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn qua, toàn là thân hình quen thuộc. Tiền sinh cũng bước chân vào quy chân thần cảnh đi theo đến. Đám người đảo huyền ly tới, người dẫn đầu là Lam Nham Chủ một trong tứ vương. Lý Vân Tiêu thấy Lam Nham Chủ thì giật mình, không ngờ gã cũng đến, nhưng mừng nhiều hơn. Có Lam Nham Chủ thì trận chiến này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng nói. Lam Nham Chủ đại nhân vừa đến thành Viêm Vũ không lâu,
vốn định bế tử quan nhưng đúng lúc nhận mục địch đại nhân truyền âm vì vậy cùng đến. Lý Vân Tiêu không dám sơ sẩy, vội tiến lên bái kiến. Lam Nham chủ hờ hững Lý Vân Tiêu. Ngươi rất khá, hiện tại dù là ta cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt được ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân quá đề cao ta. Lam Nham chủ mặt không biểu tình chẳng nói chuyện nữa, ngước nhìn khe hở. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Tình hình tỉ mỉ một lời khó nói hết, nhưng hiện tại là lúc khu trục ma tộc, trả lại cho Thành Hồng Nguyệt bầu trời trong xanh. Khi Lý Vân Tiêu nói chuyện chú ý thấy Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân ở trong đám đông. Vẻ mặt Ninh Khả Vi buồn bã nhìn chăm chú xuống đất, biểu tình cực kỳ khó xem. Lão thành chủ, Lý Vân Tiêu kêu lại. Nhược Băng, Nhược Mai, Hàng Phong đại nhân đều trong giới thần bi, xin lão thành chủ và Khả Vân đại nhân đừng lo. Hai người thở phào, rối rít cảm ơn. Nhưng vẻ mặt Ninh Khả Vi vẫn buồn bã, thỉnh thoảng thở ngắn than dài. Mọi người hiểu tình cảm của Ninh Khả Vi, ai gặp chuyện này đều không vui nổi. Ninh Khả Vân nói, chuyện của muội tử thì ta đã nghe nhóm Hải Hoàng nói, tất cả nhờ có minh chủ, không biết về sau ra sao. Ninh Khả Vi nạt, không biết nặng nhẹ, giờ là lúc nào còn hỏi chuyện này. Chờ trừ ma chu tà rồi nói cũng không muộn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng là một lời khó nói hết, chờ chút nữa lại nói tiếp. Đằng trước khe hở. Đám ma tộc biểu tình cực kỳ khó xem. Những ma cầm ma thú cảm nhận áp lực lớn phát ra tiếng gầm gừ bất an. Ma Lam khẽ hừ, xoay người đi hướng khe hở. Toàn bộ rút lui. Cái gì? Vạn Nhất Thiên giật mình kêu lên. Rút, lui, không được, đại nhân. Chúng ta khó khăn lắm mới chém giết ra, vì áp chế phệ giới ma mà nhiều người chết mới được cơ hội này. Bây giờ rút lui thì mọi người hy sinh uổng công. Ma Lam cười nhạt nhìn Vạn Nhất Thiên. Ngươi rất can đảm, vậy xuống dưới đi. Nhiều người thiên vũ giới đang chờ ngươi, cho ngươi phát huy thoải mái. Vạn Nhất Thiên câm miệng không dám nói tiếp. Vạn Hiên Ngang trầm giọng nói. Đúng là lúc này đánh bừa không phải là cách, nhưng nếu rút lui lần sau càng khó trở lại. Ma Lam thở dài. Chẳng lẽ ta không biết sao? Nếu không rút thì chúng ta đều chết hết, các ngươi còn cách nào hay? Mọi người im lặng. Ma Lam hừ lạnh. Chuyên của tôi đốt nét vậy nói gì nữa? Theo ta cút về đi. Đại quân đang định rút thì ma quang chợt lóe đằng trước khe hở, ma cung hiện hình. Ma cung nói. Không được. Ma Lam lạnh lùng cười. Nếu không được thì ngươi tự chân thân hàng lâm đi, đừng mỗi lần đều đưa đến ảnh chiếu chỉ huy. Ma cung nói. Chỉ cần kiên trì giây lát là được. Ma Lam không thể nhịn được nữa, giận dữ hét. Bà nội nó người bị mù sao? Bên dưới có 100 cường giả đặc biệt ma quân, người đến kiên trì đi. Người giỏi thì lên, còn không thì đừng la toa. Ma cung vươn tay ra, xòe bàn tay cười nói. Vì vậy ta cố ý đưa thứ này cho ngươi. Lòng bàn tay ma cung nâng mô hình cung địa hệ nhỏ xíu lung linh. Con người ma làm có rút giật mình kêu lên. Thánh ma điện. Ma cung gật đầu nói. Đúng vậy. Chỉ có thánh ma đại nhân mới có thể luyện chế nơi ở cung địa hệ, bên trong vô cùng xảo diệu, nguyên ma giới chỉ có 5 tòa và toàn là khiếm khuyết. Ma Lam kinh kêu. Không hơn 5 cái mà ngươi rộng rãi vậy sao? Ha ha ha. Ma cung cười nói. Là hầu cho ngươi, ta không có đồ tốt vậy. Hơn nữa đây chỉ là đồ giả rất giống thật, nhưng ngươi đừng coi thường, ít ra có thể phát huy một nửa lực lượng thánh ma điện. Tốt. Có thứ này có lẽ sẽ chống đỡ thêm một lúc được nhưng không quá lâu. Ta nói trước, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào cuộc chiến này, một khi tình huống không đúng là ta về ma giới ngay. Ma Lam cầm thánh ma điện bản sao loay hoay nghiên cứu. Ma cung cười nói. Đương nhiên rồi, ngươi yên tâm đi. Lần này năm bộ chúng ta hợp tác nếu không thể bắt lấy một thành vậy khỏi chơi nữa, ở ma giới chờ chết cho rồi. Thánh ma địa hệ này không cần kỹ xảo gì. Ma cung tùy ý truyền dạy một đoạn khẩu quyết rồi biến mất trên bầu trời. Ma Lam nói. Xem ra phải chơi thêm một lúc. Một tay Ma Lam niệm chú ngữ, ném thánh ma địa hệ xuống. Thánh ma điện đón gió biến to, trong khoảnh khắc to cỡ mấy mẫu, chỉ uy thế rơi xuống đã khiến nhiều kiến trúc trong thành Hồng Nguyệt sụp đổ, bị đè ép thành bột mịn. Lý Vân Tiêu nghi ngờ. Đó là, thánh ma điện. Ngoại hình thánh ma điện rộng lớn mà quái dị. Nhìn rất giống với thánh ma điện của ma chủ,
nhưng xem kỹ thì nhiều chi tiết khác biệt. Linh Mục Địch nói, không phải Thánh Ma Điện đó, chắc là huyền khí cùng loại kiến trúc. Trong khi mọi người cảnh giác phòng ngự, chuẩn bị ra tay phá hủy Thánh Ma Điện thì nó khựng giữa chừng, lơ lửng trên bầu trời. Hai tay Ma Lam không ngừng bắt ấn đánh vào Thánh Ma Điện, từng luồng sáng chói mắt bắn ra hình thành bình chướng kết giới trên cao, như tòa thành bảo lơ lửng bảo vệ đằng trước khe hở. Khúc Hồng Nhan hỏi, bọn chúng định dùng tòa thành này làm lạch trời sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc trả lời, nếu làm vậy thì đúng là ngây thơ, thành bảo mạnh mấy cũng không thể ngăn lại chúng ta nhiều người hợp sức. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, mọi người cùng nhau ra tay, nổ nát nó. Lam Nham chủ lạnh nhạt nói, nếu cùng ra tay e rằng không gian này không chịu nổi áp lực, nhiều người sẽ bị cuốn vào bảo không gian thổi đi. Lý Vân Tiêu nói, cũng đúng, thế thì các vị đảo huyền ly hãy lực trận, các vị thiên vũ minh cùng ta tấn công. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, đầu xuất thiên phong chậm rãi bay ra tỏa ánh sáng lục. Mọi người ngưng tụ sức lực, lấy ra nhiều huyền khí. Khí tràng cường đại khuếch tán nối thành một mảnh. Hơn phân nửa kiến trúc trong thành Hồng Nguyệt bị khí tràng đánh nát bấy, đất đai trong thành hiện ra hố sâu. Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Ra tay. Hàng trăm luồng sáng bắn lên cao, mỗi ánh sáng siêu mạnh. Nhưng lực lượng xuất hiện làm bầu trời chấn động mãnh liệt như không chịu nổi. Vạn Hiên Ngang kinh sợ nhìn bên dưới, giật mình hỏi. Đại nhân, có thể chặn lại được không? Biểu tình Ma Lam nghiêm túc nói. Cứ chờ xem, nếu đúng như cung nói thì chắc có thể chống đỡ. Mấy ma quân khác biến sắc mặt, bọn họ không thể tưởng tượng nổi làm sao chống đỡ lực lượng cường đại như vậy. Ầm 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 ầm. Trăm luồng sáng đánh vào ánh sáng phòng hộ Thánh Ma Điện, khuấy động phong vân biến đổi, từng đợt vòng xoáy năng lượng hiện ra bốn phía mặt đất. Cái gì? Đám người Lý Vân Tiêu giật nảy mình, phòng hộ quanh Thánh Ma Điện chưa bị phá mà như đầm lầy kéo tất cả công kích vào. Ngay cả đầu xuất thiên phong cũng lún xuống một nửa, bốn phía khuếch tán vòng xoáy như chủ động hấp thu lực lượng. Phòng ngự kỳ lạ, dù là trận pháp kiểu hấp thu cũng không chứa nổi nhiều lực lượng vậy được. Linh Mục Địch kinh kêu. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu cũng gật đầu, nói. Chắc đều na di hết tất cả công kích, hệ thống phòng ngự quanh đại điện có lẽ từ nhiều không gian ngưng tụ thành, hơn nữa giải rác na di trận lớn. Tức là đại điện này vốn là một đường hầm không gian, công kích của chúng ta thật ra đã hụt. Khúc Hồng Nhan hoảng sợ hỏi. Cái này, có phòng ngự kỳ dị vậy sao? Bây giờ nên làm gì? Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Nếu có thể trói buộc không gian này lại đánh nát không gian thì có thể phá vỡ điện này, nhưng mà... Lý Vân Tiêu xoay người hỏi. Ba Mộc Đại Nhân, lúc ở thành Hồng Nguyệt Hình, pháp tắc hư quang trong như thị ngã văn. Mắt Ba Mộc sáng lên rồi tối xuống. Người quả nhiên thông minh nghĩ ra ngay dùng xiềng xích pháp tắc trói buộc nó. Đáng tiếc như thị ngã văn đưa cho Thủy Tiên, ta cũng không thể sử dụng lực lượng. Lực lượng Thánh Ma Điện đó chỉ dựa vào sức mạnh hư quang thì không được. Trừ phi là pháp tắc chân liên. Lý Vân Tiêu lòng máy động hỏi. Làm cách nào sử dụng pháp tắc chân liên? Ba Mộc cười nói. Nếu ngươi là giới vương cảnh, có giới thần bi thì hơn phân nửa làm được. Lý Vân Tiêu bực tức, lời này nói cũng bằng không. Ba Mộc tiếp tục bảo. Thật ra còn một cách trói buộc nó, đó là xích sắt trong lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu kinh kêu. Đại nhân đang nói đến A Át phản sát. Lúc trước Ba Mộc là phó của ma phổ, hiểu biết ma chủ sâu sắc. Ba Mộc gật đầu nói. Lục đạo ma binh cũng là quy tắc ngưng tụ, thậm chí vượt qua pháp tắc chân liên, chỉ trói lại Thánh Ma Điện thì không thành vấn đề. Chuyên của tôi, net http://tiuyencuatui.net Lý Vân Tiêu nói. Được, để ta thử xem. Ba Mộc cười nói. Nhưng lộ ra ma chủ trước mặt đam ma tộc này sẽ gây chấn động lớn. Lý Vân Tiêu hử mũi. Giờ không rảnh nghĩ nhiều. Lý Vân Tiêu lập tức huyền bắt ấn, sau người biến ra ma ảnh. Chân ma cự linh không ngừng to lên, gần như đầu đội trời chân đạp đất lạnh lùng nhìn đám người ma lam ở đầu bên kia Thánh Ma Điện. Đám ma tộc còn chìm trong vui mừng, khi thấy Ninh Khả Vi thì trợn mắt há hốc mồm. Ma lam giật mình kêu lên. Chân ma pháp thân. Mặt chân ma cự linh lạnh lùng một tay bắt ấn, vòng xoáy đen ngòm hiện lên trong lòng bàn tay, sâu không thấy đáy. Biểu tình Ma Lam trầm trọng,
linh cảm không may nhưng không nghĩ ra đối phương có cách gì phá phòng ngự thánh ma điện. Trong phòng xoáy truyền đến tiếng xích sắt cô độc thê lương như một vị hành giả kéo xích sắt đi trong hư không vĩnh hằng. Ma Lam giật bắn người, thấy vòng xoáy tan ra trong lòng bàn tay chân ma cự linh, biến thành xích sắt đen thui vô biên quấn lấy thánh ma điện. Trong khoảnh khắc xích sắt kết thành mạng nhện lớn nối thế giới này lại, thánh ma điện là con ruồi muỗi nhỏ bé trên mạng nhện. Cái gì? Ma Lam kinh hoàng phát hiện liên kết với thánh ma điện bị cắt đứt. Sợi xích này. Hơn nữa Ma Lam cảm nhận hơi thở khủng khiếp từ xiềng xích, nhìn kỹ làm tim gã co giật. Ma Lam hét thất thanh. A ắt phản sát. Ma quân khác người run rẩy hiểu ngay, rất là kinh hoàng. Trong khi Lý Vân Tiêu dùng xích sắt trói thánh ma điện lại thì người Thiên Vũ Minh tiếp tục tấn công. Hàng trăm ánh sáng siêu mạnh công kích. Ầm 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 ầm. Những ánh sáng lần lượt đánh vào thánh ma điện, phòng ngự như đường hầm bị A ắt phản sát trực tiếp phong kín, công kích rơi vào thánh điện, ánh sáng to lớn không ngừng nổ đi đùng bên trong, hủy thiên diệt địa. Người ma tộc kinh dị nhìn thánh ma điện bị hủy, Ma Lam run lẩy bẩy nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, lòng vô cùng hối hận. Nếu biết Lý Vân Tiêu có thể triệu hoán lục đạo ma binh, thì lúc trước Ma Lam liều bị thương nặng cũng quyết bắt hắn. Bây giờ đã không thể, nhiều cường giả thiên vũ giới bất chấp dư âm từ thánh ma điện trùng kích, bọn họ từ bốn phương tám hướng ùa đến. Ma Lam sắc mặt âm trầm tức giận hừ mạnh. Hừ, đi. Ma Lam phất trường bào, xoay người đi hướng khe hở. Các phân thân của Ma Lam đã dung hợp vào người nhưng bị giới lực áp chế, nhiều cường giả thiên vũ giới vây công thì không phần thắng. Một thanh âm lạnh lùng nói. Thật sự cho rằng thiên vũ giới ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ma Lam khựng bước, vì khí thế siêu mạnh tỏa định gã, nếu tiến thêm một bước sẽ có công kích rời núi lấp biển ập đến. Tạo hóa cảnh. Lòng Ma Lam chấn động mãnh liệt, ánh mắt nghi ngờ nhìn lại. Một nam nhân đứng phía bên trái Ma Lam như ngọn núi cao nguy nga không nhúc nhích. Ma Lam biết khi nam nhân nhúc nhích thì sẽ là trời sụp đất nứt. Tuy rằng người bị giới lực áp chế, thắng không vẻ vang gì nhưng lúc này không nói chuyện đạo nghĩa nữa. Nam nhân chính là Lam Nham chủ, gã bước ra một bước đạp nát hư không đến bên cạnh Ma Lam, đánh ra một đấm. Hư quang hiện ra trên cánh tay Lam Nham chủ gần như hóa thành giáp thật. Ma Lam hoàn toàn biến sắc mặt, phất ống tay áo cuốn lấy giới vương cảnh cao mấy chục trượng biến thành bức tường. Bùm! Nhưng tường ma mới dựng xong bị nắm đấm đánh thủng. Hư quang thân thể đó như lưỡi dao vô hình cắt không trung thành hai nửa, kinh khí to lớn áp xúc ngưng tụ thành đòn công kích thứ hai bắn ra ngoài. Bùm! Ma Lam không ngừng lùi hướng khe hở. Vội vàng không kịp đề phòng bị kình khí đánh chúng nổ nát vai trái. Giờ phút này ma tộc khác bị người thiên vũ giới vây quanh, giết đến trời đất tối tăm. Tuy bọn họ bị giới lực ức chế nhưng thực lực vốn mạnh cộng thêm khá đông, giết chóc vô cùng thảm khốc. Ánh mắt Lam Nham chủ sắc bén vượt một bước đuổi theo. Ma tôn đại nhân, nếu ngươi đã thích thiên vũ giới vậy thì chôn tại bầu trời này đi, có thể ngày đêm nhìn mảnh đất ngươi hướng về. Ma Lam biến sắc mặt. Xoay người đâm kiếm, kiếm quang sáng rực, nhìn liền biết không phải vật bình thường, là mảnh nhỏ chiến trường cổ thần, linh lạc thế giới. Dầm! Nhưng Lam Nham chủ một đấm đánh bay, lại xông lên vỗ vào người Ma Lam. Dầm! Trưởng vỗ trúng ngực Ma Lam, xuyên thâu qua. Sau lưng Ma Lam bắn ra một bóng đen bay xa hơn 10 trượng biến hình Ma Lam, gã cầm linh lạc thế giới đi hướng khe hở. Lam Nham chủ biến sắc mặt nói. Phân thân! Hai tay Lam Nham chủ bị phân thân Ma Lam bặt chặt tranh thủ thời gian cho bản tôn chạy trốn. Mặt Ma Lam dữ tợn đe dọa. Ta nhớ kỹ bộ dạng của ngươi, lần sau lại đến thiên vũ giới là giờ chết của ngươi. Lam Nham chủ hừ một tiếng, trên người nổ tung hư quang như vô số đao nhẫn chém xuống đánh nát phân thân Ma Lam ra. Bản tôn ở phía xa đã đến trước khe hở, ngoái đầu liếc một cái, mặt đầy sát ý. Linh lạc thế giới nằm trong tay Ma Lam kêu vù vù chút ra tức giận trong lòng gã. Vừa rồi một phân thân cực mạnh bị hủy, sau khi Ma Lam về ma giới sẽ phải bế quan ngay, nếu không rất có thể ảnh hưởng đến tu vi hiện tại, thậm chí rất cảnh giới. Đám người Lý Vân Tiêu cũng phát hiện tình huống của Ma Lam, lòng thầm hối hận vì quá tin tưởng Lam Nham chủ, không ngờ để một ma tôn trốn. Lý Vân Tiêu không cam lòng thuấn gì đi. Ma Lam lạnh lùng hừ, nhảy vào khe hở. Nhưng Ma Lam mới bay lên chợt khựng lại.
Linh lạc thế giới nổi lên luồng gió khuếch tán trước mặt Ma Lam tói lại tay chân gã. Ma Lam giật mình kêu lên. Cái gì? Ma Lam phát hiện kiếm không theo gã điều khiển, nhiều cuồng phong rít gào bay ra từ kiếm dần biến thành thân hình. Lý Vân Tiêu ở khóa kinh kêu. Đinh Sơn. Cơn gió biến thành hình người, là Đinh Sơn lúc trước bị Ma Lam nổ tan xác nhưng không chết. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn.